Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 8. Mau chặt phá bụi gai kia, bên trong có một cây huyết linh miêu, ta có thể cảm nhận được mùi thơm dược liệu của nó. Không nghĩ tới ở Vương Ốc Sơn này lại có thể đào được huyết linh miêu, quả là có hơi làm cho người ta kinh ngạc. Phong Phi Vân vừa thúc giục, vừa đang tự nói một mình. Quý gia tỷ muội đối với thảo dược có thể nói cũng là khá có nghiên cứu, ít nhất biết tên và hình dáng của mấy chục chủng loại thảo dược. Nhưng mà lại từ trước đến giờ cũng không hề nghe nói qua cái tên huyết linh miêu gì. Hẳn chỉ là dược thảo bình thường gì chứ, bán đi không được mấy đồng tiền. Thế nhưng nhìn Phong Phi Vân kia đang luôn mồm thúc giục, bọn họ cũng không muốn làm hắn mất hứng, vì vậy mang thiết đao tới rồi bắt đầu chặt phá hoàn toàn bụi gai kia. Nhưng mà sau khi bụi gai bị chặt trụi xong, cũng không có thấy bất cứ bóng dáng dược thảo gì, hiển nhiên là bị Hỗn Khất Nhi này đùa giỡn. Quý tiểu nô xoa xoa mồ hôi trên trán, đã không thể nhịn được nữa. Nàng xắn ống tay áo, hầm hầm đi tới. Trêu chọc chúng ta thì không thể rất có thú vị gì hết. Hiện tại ngươi liền lăn từ trên xe xuống cho ta, chúng ta mỗi người đi một ngả. Tiểu nô, tỷ tỷ, Hỗn Khất Nhi này nói rõ thì chính là tên vô lại. Đầu tiên là muốn ăn trộm ma thương ưng, sau đó lại là giả bộ có bệnh, hiện tại lại gạt chúng ta rằng trong bụi gai có dược thảo, vẫn còn lưu hắn để làm chi. Tỷ đã hết lòng hết dạ, cho tới bây giờ cũng không nợ gì hắn. Quý tiểu nô vừa nói vừa khóc, không phải nàng tức giận phát khóc, mà là đang đau lòng cho tỷ tỷ của nàng. Quý tâm nô nhẹ nhàng cắn môi, nhìn chằm chằm Phong Phi Vân kia có vẻ nghèo túng mà lại yếu ớt. Một đôi mắt sáng ngời cũng trở nên long lanh, tựa hồ sẽ rơi lệ. Phong Phi Vân nhìn nàng chăm chú mà nói. Huyết linh miêu đều là sinh trưởng bên trong tảng đá, hòn đá kia liền nằm vùi ở một chỗ không sâu trong lòng đất. Nếu như ngươi vẫn còn tin được ta, ngươi có khả năng bới lên xem. Tin ngươi mới là lạ, nào có chuyện thảo dược sinh trưởng ở bên trong hòn đá. Quý tiểu nô đã xách bắp chân Phong Phi Vân lên, muốn lôi hắn từ trên xe đẩy bằng gỗ xuống đất. Thật sự có một khối đá màu đỏ. Quý tâm nô rốt cục vẫn tin những lời Phong Phi Vân đã nói, từ dưới lớp đất kia đào lên một khối đá màu đỏ lớn như nắm đấm. Trên bề mặt vẫn còn dính chất lỏng màu đỏ, thật giống như là huyết dịch chảy ra từ bên trong hòn đá. Quý tiểu nô hừ một tiếng, tạm thời để cái chân Phong Phi Vân xuống, sau đó nàng chạy đến nhìn chăm chú hòn đá màu đỏ trong tay quý tâm nô, tò mò hỏi. Tại sao tảng đá kia lại nhỏ máu? Đó là huyết linh miêu đã thành thục, nên có dược lực chảy ra ngoài. Phong Phi Vân đáp, là ngươi lắm miệng, không phải là một tảng đá. Bên trong hòn đá làm sao mà cỏ có thể mọc được? Quý tiểu nô nhe ra hai hàm răng trắng loá, làm ra bộ muốn cắn người mà trách mắng Phong Phi Vân một câu. Phong Phi Vân cũng không muốn tranh cãi với nàng, cũng không cần phải tranh gì với nàng. Trong lòng quý tâm nô đã bồn chồn. Dù sao vẫn là lần đầu tiên nàng gặp phải một hòn đá nhỏ máu. Nếu như rơi vào lúc bình thường, coi như nàng đào được hòn đá kia từ lòng đất, thì cũng sẽ sợ đến né tránh, làm sao vẫn còn nghĩ tới bên trong hòn đá lại có một loại cỏ mọc. Ở trong chỗ này thật sự có một gốc cây dược thảo sao? Âm thanh của quý tâm nô đã êm dịu hơn nhiều lắm, liền nhẹ nhàng như nước mùa xuân, làm cho lòng người sinh ra thư thái. Phong Phi Vân mỉm cười, đáp. Đương nhiên là như vậy, chỉ là có đôi người e rằng sẽ không tin tưởng lời của ta. Các ngươi đến Trấn Thanh Phong tìm người chuyên môn thu hoạch dược vật xem xét một phen. Tin tưởng bọn hắn có thể đưa ra một giá cả rất tốt. Giá cả rất tốt là bao nhiêu? Có thể được 1.000 đồng không? 1.000 đồng đối với bọn họ mà nói, đã là giá cả cũng khá hậu hĩnh. Ít nhất dược liệu bình thường cũng không mua đến giá cả này. Nhưng mà bọn họ cũng nhìn ra hòn đá rớm máu này không bình thường. Cho nên mới cảm giác được hẳn là giá cả khá đắt. Phong Phi Vân vuốt vuốt trán, cũng không biết nên trả lời bọn họ như thế nào. Tại Ngân Câu Phường hắn cũng đã từng mua huyết linh miêu để tu luyện, lúc ấy phải bỏ ra 1.000 đồng vàng mới mua được một gốc cây, 1.000 đồng vàng chính là tương đương với 1.000 vạn đồng tiền. Nhưng mà giá thu mua hẳn là phải rẻ đi không ít. Chỉ cần gặp phải người biết hàng, ít nhất 500 vạn đồng, hẳn là vẫn có thể mua được. Nếu như Phong Phi Vân báo ra cái giá 500 vạn đồng, bọn họ khẳng định lại muốn cho rằng hắn đang lừa dối bọn họ. Vì vậy Phong Phi Vân liền cười gật đầu, đáp. Các ngươi mang nó đi bán, đặt mua một bộ xiêm y xinh đẹp thì có lẽ có khả năng.
Hai tỷ muội mặc dù không biết loại dược thảo bên trong hòn đá kia rốt cuộc có thể bán được bao nhiêu tiền, nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng khẳng định sẽ không rẻ. Vì vậy thận trọng thu thạch đầu rồi đứng lên, lôi chiếc xe đẩy bằng gỗ tiếp tục trên đường đi về nhà. Này, làm sao ngươi biết nơi đó chôn một hòn đá? Đi một đoạn đường, Quý tiểu nô rốt cục vẫn không nhịn được tò mò trong lòng, bèn lên tiếng hỏi. Kỳ thật, ta là một người tầm bảo sư. Phong Phi Vân đáp. Cái gì? Quý tiểu nô giật mình la lên một tiếng, rồi cẩn thận đánh giá Phong Phi Vân. Tầm bảo sư, đây chính là đại nhân vật cao cao tại thượng. Chính là một đám người giàu có nhất, thần bí nhất trong cả thiên hạ, mà ngay cả môn chủ Tam Huyền Môn đều phải cung kính đối với tầm bảo sư, Hỗn Khất Nhi này đúng là một vị tầm bảo sư. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng. Kỳ thật, ta thiếu chút nữa thì trở thành một vị tầm bảo sư. Nhưng mà sau này gia đạo sa sút, ân sư từ trần. Phụ mẫu đều mất, xa vợ mất con, thiên tai nhân họa làm ta lưu tha hương. Kỳ thật đến thời gian gần đây thuật tầm bảo thuật cũng có học đến 2, 3 phần, nhưng lại tính 10 lần sai 9. Ai, bằng không làm thế nào ta lại nghèo túng thành dáng vẻ hiện tại này. Phong Phi Vân thở dài thở ngắn, ra vẻ đang nhớ lại chuyện cũ. Thôi đi, làm ta sợ giật thột một cái, thì ra chỉ là một kẻ bói toán tính 10 lần sai 9. Ta xem ra so với Vương Hạt Tử, người mù ở cửa trấn thì cũng không tốt hơn được gì. Quý tiểu nô nói, ta đâu phải là bói toán, ta chính là có thực tài thực học. Nhưng mà hiện tại ngươi cũng là một tên Hỗn Khất Nhi. Ta không phải Hỗn Khất Nhi, ta là một tầm bảo sư. Ít nhất ta thiếu chút nữa liền trở thành một người tầm bảo sư đích thực, chỉ thiếu chút nữa. Nếu như mà ngươi lại nói mạnh miệng, có tin rằng ta hiện tại liền quăng ngươi ở chỗ này cho dã lang. Đến lúc hoàng hôn giáng xuống, một nhóm ba người cuối cùng cũng đi ra khỏi dãy núi Vương Ốc, tiến vào một trấn nhỏ từ thuở xa xưa. Một âm thanh tiếng người ồn ào náo động chậm rãi truyền vào trong tai. Cuối cùng cũng đã đến trấn Thanh Phong. Trấn tuy nhỏ, nhưng có đủ mọi thứ. Phong Phi Vân ở chỗ này đã được 5 ngày, dần dần có hơi thích ứng với tất cả ở nơi này. Hắn nhắm nghiền hai mắt, hai chân khoanh lại, hai tay có hơi chắp tay trước ngực. Có những đạo hào quang ngưng tụ ở trong tay, tản mát ra ánh sáng lấp lánh. Bàn tay chậm rãi đẩy đi ra ngoài, cách xa ba thước mà đánh ra một đạo trưởng phong, đánh cho một cái chuông sắt cao bằng đầu người rung động kêu ong ong. Hắn thu trưởng, mở hai mắt ra. Vút! Cuối cùng cũng là khôi phục được ba thành thực lực. Phong Phi Vân cảm giác được trong thân thể huyết dịch tuôn ra, trong kinh mạch có linh khí mênh mông cuồn cuộn, cả người đều tràn ngập lực lượng. Két kẹt! Cánh cửa kho củi bị đẩy ra, từ khe cửa chiếu vào một tia sáng mặt trời. Này, chưa chết chứ? Quý tiểu nô đứng tại cửa giống lên hỏi Phong Phi Vân một câu. Chưa chết được, chưa chết được, hiện tại vẫn còn sinh khí dồi dào như rồng như hổ. Coi như là một con trâu ta cũng có thể đánh ngã. Phong Phi Vân nhảy dựng lên từ đống cỏ, không ngừng cười hắc hắc. Quý tiểu nô nhìn qua Phong Phi Vân, rồi nói với âm thanh lạnh lùng. Đã như vậy, vậy ngươi có khả năng đi chứ? Đi, chạy đi đâu? Phong Phi Vân giả vờ cái gì cũng không biết. Ngươi ở tại nhà của chúng ta ăn không uống không 5 ngày, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục ăn không uống không tiếp? Quý tiểu nô một mực nhìn rất không vừa mắt đối với Phong Phi Vân, hận không thể thật sớm đá hắn đi ra ngoài. Nhưng mà quý tâm nô cũng là một nữ hài tử tâm địa lương thiện, một mực đều rất chiếu cố đối với Phong Phi Vân. Quý tiểu nô mặc dù rất điêu ngoa, nhưng mà lại chưa bao giờ làm nghịch lời tỷ tỷ đã nói. Giờ phút này thừa dịp tỷ tỷ đi ra ngoài bán dược thảo, nàng đã nghĩ đằng sau lưng tỷ tỷ mà đuổi Phong Phi Vân đi. Hiện nay còn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Phong Phi Vân làm sao có thể đi? Cho dù mặt dày mày dạn thì hắn cũng phải lưu lại, nơi này ở xa tu tiên giới, vừa lúc có thể làm như một cái cảng tránh gió. Một trận đánh kính hoàn sơn, danh tiếng Phong Phi Vân là nổi đến cực điểm, nhưng mà cũng bị rất nhiều tu tiên giả nhớ được dung mạo. Một khi có người nhận ra hắn, như vậy nhất định sẽ rước lấy vô cùng vô tận những kẻ truy sát. Trước khi khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, có lẽ ít lộ diện tại tu tiên giới là tốt nhất. Tiểu nô cô nương, ta sẽ không ăn không ngồi rồi hai người nữ hài tử các ngươi. Sau này có việc chân tay gì nặng nhọc, liền tận lực giao cho ta đi. Phong Phi Vân lại ngồi trên mặt đất. Ngươi có ý gì? Còn có thể có ý gì, ta không tính toán đi. Ta muốn lưu lại chăm sóc các ngươi,
hai nữ hài tử trẻ tuổi xinh đẹp ở chung một chỗ có nhiều nguy hiểm a. Trong nhà này không có một người đàn ông thật đúng là không được. Phong Phi Vân lại bắt đầu kêu lên. Ánh mắt Quý Tiểu Nô trở nên có hơi xanh thẳm, xem ra tỷ tỷ thật đúng là nhặt một kẻ vô lại mang về. Gia hỏa này sợ là thấy sắc nảy lòng tham, nếu như lưu hắn lại thì sớm muộn gì cũng là mối họa. Hắn tuyệt không phải người tốt, rất có thể chính là một kẻ đạo tặc chạy trốn bị người đuổi giết. Trấn Thanh Phong đã là địa giới phong hỏa liên thành, hàng năm đều sẽ có những kẻ bỏ trốn mượn đường qua nơi này, để trốn về hướng tới phong hỏa liên thành. Nói không chừng hỗn khất nhi này liền là người như thế. Trong lòng Quý Tiểu Nô sinh ra ý định giết người, người có thể sinh tồn tại loại địa phương như Trấn Thanh Phong này, cho dù như là một tiểu cô nương thì đều rất coi trọng tâm lý đề phòng. Gặp phải kẻ xấu, sẽ chủ động ra tay, nếu không người bị hại sẽ chính là bản thân mình. Một hồi gió lạnh thổi tới, khiến cho Phong Phi Vân dùng mình một cái. Hắn cảm nhận được một cỗ sát khí kia. Một nữ hài tử lại có sát khí trên người, quả là không đơn giản. Đã có chuyện, Phong Phi Vân cảm giác được một tia không tầm thường nào đó. Mặc dù hắn vẫn còn cúi đầu, nhưng mà khóe mắt lại có hơi hướng về cửa mà lướt qua thật nhanh. Thiếu nữ vốn là yếu đuối, mà hai mắt cũng đã trở nên xanh lè. Mà ngay cả một mái tóc dài màu đen kia đều biến thành màu xanh biếc, mà trên ngón tay của nàng thì các móng cũng dài ra rất nhanh, trở nên càng ngày càng dài, càng ngày càng sắc bén. Cũng không còn hoài nghi chút nào, nếu như chỉ tay này phát huy ra nhất chảo, thì nhất định có thể đủ sức xé xác người ta thành mảnh nhỏ. Một nữ hài tử giữa chốn núi rừng không thông suốt tu vi, làm như thế nào đột nhiên trở nên dáng dấp làm cho người ta sợ hãi như vậy. Một cỗ sát khí kia càng ngày càng đậm đặc, cũng càng ngày càng lạnh giá như băng. Phong Phi Vân mặc dù vẫn ngồi dưới đất, cúi đầu, nhưng mà ngón tay đã kìm lòng không đậu mà nặn ra chỉ ấn. Nếu như nàng thật sự ra tay, như vậy chính mình cũng chỉ có thể xuất thủ trước. Tiểu Nô, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, Quý Tâm Nô đã trở về, nàng đang bước nhanh đi tới. Phong Phi Vân vội vàng giải tán chỉ ấn cầm trong tay đi. Mà một cỗ sát khí lạnh giá như băng kia cũng biến mất trong nháy mắt. Đến lúc Phong Phi Vân ngẩng đầu, Quý Tiểu Nô lại biến thành dáng dấp một tiểu cô nương không hiểu chuyện, đôi mắt màu đen, tóc màu đen, thật giống như những gì Phong Phi Vân vừa mới nhìn thấy đều là ảo giác. Thật là ảo giác sao? Tỷ tỷ, làm thế nào mà tỷ đã trở lại nhanh như vậy? Quý Tiểu Nô kéo cánh tay tỷ tỷ, trên mặt hiện ra nụ cười rạng rỡ. Quý Tâm Nô dùng ánh mắt trách cứ liếc nhìn nàng. Môi có hơi giật giật. Hiển nhiên là đang răn dạy nàng, nhưng mà từ trên môi không có một chút âm thanh phát ra. Sau khi nhẹ nhàng thở dài, Quý Tâm Nô lắc đầu rồi đi vào kho củi. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Vừa rồi có đúng là Tiểu Nô đã làm ngươi sợ hãi không? Cái gì? Không có a, Tâm Nô tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Tiểu Nô dễ thương như vậy, làm sao có thể làm ta sợ? Phong Phi Vân vẻ mặt mờ mịt. Thật giống như cũng không biết bất cứ điều gì. Quý Tâm Nô mặc dù tao nhã, trên mặt một mực hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà một đôi mắt xinh đẹp kia lại từ đầu đến cuối chăm chú vào nhất cử nhất động của Phong Phi Vân. Nàng muốn xác định hắn có phải thật sự cũng không hề thấy bất cứ điều gì hay không. Nếu như Phong Phi Vân hơi lộ ra một chút không bình thường, có lẽ vị Tâm Nô tỷ thùy mị đáng yêu này sẽ không chút do dự lấy đi tính mạng của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quý Tâm Nô có hơi quay sang Quý Tiểu Nô nhìn thoáng qua. Quý Tiểu Nô cũng không lấy làm phiền quay sang nàng mà lắc đầu, tựa hồ là đang nói cho nàng, Phong Phi Vân cũng không hề thấy điều gì. Lúc này nàng mới yên lòng, cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tiểu Nô nha đầu kia, từ nhỏ liền không có cha không có nương, ta cũng thường thường sủng ái nó, cho nên nó có hơi ngang ngược không nói đạo lý, người cũng không nên trách tội nó mới là đúng. Ta làm sao có thể trách tội ân nhân cứu mạng của ta? Kỳ thật ta cảm giác được ta nên cáo từ mới đúng, nếu như ta lưu lại ở chỗ này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm tỉ muội các ngươi. Trong lòng Phong Phi Vân có hơi phát lạnh, mới vừa rồi Quý Tiểu Nô biến hóa đã khiến cho hắn cảm giác được một tia bất an. Phải biết rằng hắn chính là linh hồn Phượng Hoàng, linh giác đáng sợ như thế nào. Cho dù bởi vì tác dụng phụ của cổ tu đan khiến cho linh giác của mình yếu bớt, nhưng mà cũng tuyệt đối không có khả năng đều không phát hiện được chút nào sự khác thường của bọn họ. Điều này chỉ có thể nói một đôi tỷ muội này không đơn giản, thật không đơn giản.
Một đôi tỷ muội với cuộc sống nghèo khó, tỷ tỷ 16 tuổi, muội muội 14 tuổi. Tại một nơi không thể ở như Phong Hỏa Liên Thành vậy mà bọn họ lại có thể sinh tồn độc lập, nhưng lại thường xuyên đi vào dãy núi Vương Ốc là nơi mãnh thú thường lui tới để săn thú hái thuốc, điều này tuyệt đối không phải nữ hài tử bình thường có khả năng làm được. Trong bản thân điều này liền tiết lộ điều không tầm thường rất lớn, chỉ là Phong Phi Vân một mực đều thật không ngờ điểm này. Nhưng mà một cỗ sát khí vừa rồi kia lại là thật sự tồn tại, hơn nữa đôi mắt màu xanh lẻ kia, mái tóc màu xanh biếc, móng tay sắc bén càng là khiến cho một cảm giác điểm xấu trong lòng Phong Phi Vân càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra thật sự có vấn đề a. Nơi này không thể ở lại được nữa. Vừa rồi ta đuổi đi đều không chịu đi, hiện tại làm sao lại đột nhiên muốn rời khỏi đây? Quý tiểu nô lộ ra vẻ nghi hoặc trong mắt, nàng cũng từ bên ngoài đi vào. Một đôi mắt to đen bóng chăm chú nhìn thẳng vào Phong Phi Vân. Nàng ngồi xổm bên tay phải Phong Phi Vân, một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng khoác lên trên vai Phong Phi Vân. Mặc dù vừa rồi lúc thân thể nàng phát sinh biến hóa, Phong Phi Vân một mực đều ngồi dưới đất, hơn nữa cúi đầu, xác thật cũng không hề thấy điều gì. Nhưng mà hắn đột nhiên lại muốn rời khỏi đây, điều này lại giải thích như thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi thân thể của mình biến hóa đã bị hắn thấy được? Làm cho hắn sợ hãi cho nên mới muốn rời khỏi đây. Nếu thật sự là như vậy, thế thì tuyệt đối liền không thể để cho hắn còn sống đi ra ngoài. Chuyện này quan hệ trọng đại, ngay cả quý tâm nô từ trước tới nay tùy mị đáng yêu thì giờ phút này đều sinh ra vẻ nghi hoặc. Nếu như thật sự bị tên hỗn khất nhi này biết được một thứ gì đó, như vậy hiện tại liền tuyệt đối không thể thả cho hắn rời khỏi đây. Đúng vậy, tại sao đột nhiên muốn đi a? Bệnh trên người của ngươi cũng còn chưa hoàn toàn tốt. Hơn nữa ngươi lại cửa nát nhà tan, ngươi còn có thể đi nơi nào? Quý tâm nô cũng là gắt gao nhìn chăm chú hắn, cũng chậm rãi khoác một tay ngọc lên hắn một vai khác của hắn. Âm thanh của nàng vẫn mềm mại như trước, hơn nữa nụ cười trên mặt cũng rất thiện ý, tràn ngập cảm giác thân thiết. Hai nữ hài tử xinh đẹp, một người ngồi ở bên trái mình, một người ngồi ở bên phải. Hơn nữa đều thầm kín gợi tình nhìn chăm chú hắn, hai tay ngọc đều nhẹ nhàng khoác lên bờ vai của hắn. Có vẻ có hơi thân mật. Bất cứ một người nam nhân nào gặp phải loại chuyện tốt này, chỉ sợ đều đã cười thành tiếng, liền trái ôm phải ấp bọn họ ở trong lòng. Nhưng mà Phong Phi Vân lại cảm giác trên người mình thật giống như có hai con rết đang bò. Nếu như giờ phút này chỉ sợ nói sai một chữ, e rằng hai tay ngọc thon dài của bọn họ đang khoác lên trên vai hắn, liền có thể trực tiếp xé thân thể của hắn thành hai nửa. Ánh mắt bọn họ liên tục chớp chớp, nhưng vẫn chăm chú vào mặt Phong Phi Vân. Chỉ muốn một lời giải thích hợp lý. Nếu như Phong Phi Vân không nói ra được, như vậy đã nói lên thân phận của bọn họ đã bại lộ, như vậy Phong Phi Vân nhất định phải chết. Ta tại sao đột nhiên muốn rời khỏi đây, đó là bởi vì. Ta phát hiện ta. Phong Phi Vân lắp bắp nói, càng nói mặt càng đỏ đến cuối cùng đã đỏ đến bên trên cổ. Hắn chậm rãi cúi đầu, ra sức cắn môi. Tựa hồ lấy hết dũng khí toàn thân rồi mới nói ra. Ta phát hiện ta thích tâm nô tỷ, ta thật sự vô phương khắc chế tình yêu kia từ trong lòng mình. Từ ân cứu mạng bên bờ dòng suối nhỏ trong núi, sau đó những chuyện dọc theo đường đi, tất cả ta đều yên lặng ghi nhớ ở trong lòng. Có đôi khi tình cảm chính là đột nhiên tới như vậy, vì nó tới như vậy khiến cho ta trở tay không kịp. Ta biết trong mắt tâm nô tỷ, ta chỉ là một hỗn khất nhi. Nàng cứu ta. Cũng vẻn vẹn chỉ là thương cảm ta, thương hại ta. Nhưng mà ta lại không cách nào tự kềm chế. Vô phương tự kềm chế đã yêu nàng. Phong Phi Vân lắc đầu cười khổ, cười đến trong mắt ngập nước, hắn nói. Ta biết ta không xứng với nàng, nàng cũng nhìn ta chướng mắt. So cùng với việc hàng đêm ngồi trong kho củi chấp nhận nỗi khổ tương tư, không bằng sớm đi xa được đến đâu càng tốt đến đó. Tiểu nô nói rất đúng, ta không nên lưu lại ở chỗ này. Ta chính là một phế vật ăn nhờ ở đậu, nhưng mà... Ta coi như rời khỏi đây, đời này ta cũng là vô phương quên nàng. Nàng đã khắc sâu vào trong lòng ta, khắc vào đầu khớp xương. Tâm nô tỷ, nàng cứ nói có đúng ta rất ngu không, nàng cứ nói ta có đúng. Nên rời khỏi đây hay không? Phong Phi Vân hai mắt đỏ bừng, ngơ ngẩn nhìn chăm chú quý tâm nô, môi nhẹ nhàng giật giật mà cũng không nói ra lời nữa. Cái này... Quý tâm nô làm sao ngờ tới Phong Phi Vân lại nói ra những lời như vậy, quả thực khiến cho trong lòng nàng đại loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân nên có hơi quay đầu đi.
Tay nàng sinh ra những giọt mồ hôi, cảm giác có hơi mất tự nhiên. Ánh mắt rời khỏi bả vai Phong Phi Vân, chỉ nghĩ đến cách Phong Phi Vân càng xa càng tốt. Trời ạ, trong lòng hắn lại là có ý nghĩ như vậy. Nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Quý tiểu nô cũng sững sờ thật lâu, một cái miệng anh đào nhỏ nhắn há thành hình chữ O. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới Hỗn Khất Nhi này lại thầm mến tỷ tỷ của mình. Những lời hắn nói đích thị là chân tình son sắt như vậy, trên mặt là vẻ ngượng ngùng của chàng trai trẻ, là không có khả năng nói dối. Thật buồn cười, ta biết ta phải đi, ta không nên lưu lại. Trong lòng Phong Phi Vân thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, may là đã lừa dối tạm ổn. Nếu như không qua được cửa ải này, nói không chừng phải gửi lại tính mạng ở chỗ này. Phong Phi Vân đứng dậy, không ngừng thở dài, kéo tấm thân mỏi mệt đi về phía ngoài cửa. Lúc này không chạy, thì còn đợi tới khi nào? Chờ một chút. Trong lòng Phong Phi Vân thất thần một tiếng, dưới chân sinh ra dòng khí lạnh, linh khí trong đan điền bắt đầu vận chuyển, sẵn sàng chuẩn bị ra tay. Quý tâm nô từ phía sau đi tới, trong đôi mắt nàng hiện lên sự do dự, cũng có vẻ hơi áy náy. Nàng đứng ở trước mặt Phong Phi Vân mà nói. Kỳ thật, ngươi cũng có khả năng lưu lại. À, trong lòng Phong Phi Vân giật thột mãnh liệt một cái. Lão tử hiện tại đang ước gì rời khỏi đây, căn bản là không muốn ở lại. Vừa rồi chỉ cho làm ra vẻ lưu luyến, cũng chỉ là giả bộ cho các nàng nhìn thôi. Trời mà biết lòng dạ nữ nhân này. Đúng là khó đoán như vậy, vậy mà nàng lại bảo mình lưu lại. Thế này thì biết làm thế nào cho phải. Này, tiểu tử, ngươi có vẻ mặt gì vậy? Tỷ tỷ của ta sở dĩ muốn lưu ngươi, đó là sợ sau khi đi khỏi nhà này thì ngươi sẽ chết ở trên đường cái. Ngươi đừng cho là tỷ tỷ ta coi trọng ngươi, cứ như thể ngươi chỉ cần nói ngon nói ngọt vài câu kia là đã lừa được tiểu cô nương 3 tuổi. Quý tiểu nô cũng vẫn to mồm lớn lối đối với Phong Phi Vân như trước. Khụ khụ, ta chưa từng có lừa gạt tiểu cô nương 3 tuổi. Sắc mặt Phong Phi Vân có hơi xấu hổ. Quý tâm nô cười nói. Ngươi cũng đừng nghe tiểu nô nói bậy, ngươi cứ an tâm ở lại chỗ này đi. Chỉ cần chịu khó một chút, không nên hết ăn lại nằm thì chúng ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Tiểu nô, đi theo ta, để cho Phi Vân hắn nghỉ ngơi thật tốt. Quý tiểu nô lại hung hăng trợn mắt liếc nhìn Phong Phi Vân, lúc này mới cùng với tỷ tỷ đi ra ngoài từ kho củi. Trong lòng Phong Phi Vân thật sự không ngừng kêu khổ, người ta đều nói muốn giữ, hiện tại nếu như vẫn còn cố ý muốn đi như vậy, thì khẳng định sẽ khiến bọn họ hoài nghi. Đến lúc đó nói không chừng sẽ rước lấy họa sát thân cho mình. Bọn họ rốt cuộc che giấu bí mật gì? Trong lòng Phong Phi Vân rốt cuộc cảm giác được một sự bất an, trong đầu lần lượt xuất hiện các loại suy đoán. Ánh mắt đảo quanh trong kho củi, cuối cùng dừng lại tại cái chuông sắt lớn kia trong kho củi. Tại sao trong kho củi này lại có một cái chuông sắt lớn như thế? Cái chuông sắt này cao chừng ngang đầu người vậy, e rằng sẽ nặng hơn 1.000 cân, trên bề mặt có đầy rỉ sắt ố vàng, sau khi lau đi chỗ rỉ sắt kia, phía dưới lộ ra một vài chữ viết và họa đồ. Có thể sinh ra nhiều rỉ sắt như vậy, xem ra cái chuông sắt này đã trải qua 5 tháng rất dài. Hả? Phong Phi Vân đang cố phân biệt những chữ viết và họa đồ này, thì lại ngửi thấy được một mùi vị kỳ quái. Mùi vị này ngửi thấy được cũng khá nhạt, nếu như không phải Phong Phi Vân có khứu giác kinh người, thì cũng tuyệt đối không có khả năng nhận biết được mùi vị này. Đây là mùi vị huyết dịch, được truyền tới từ trong chuông sắt. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ tới một khả năng. Chiếc chuông sắt cực lớn này vốn đặt ở một trong một hồ nước đầy huyết dịch. Bởi vì ngâm mình ở trong huyết thủy thời gian quá lâu, nên trên bề mặt đều sinh ra rỉ sắt. Cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì. Quả chuông sắt này bị người ta lôi lên từ trong huyết dịch rồi mang đến nơi này. Rốt cuộc là người phương nào đã đem quả chuông sắt cực lớn đến nơi này, và tại sao muốn làm như vậy? Kiến Nguyên, năm thứ 38, từ đường kỷ ra, quỷ anh thiên ban thưởng. Mạo lục huyết, đều là những thứ báu vật gì đó, hoàn toàn xem không hiểu. Phong Phi Vân mơ mơ hồ hồ đọc một chút chữ viết trên mặt chuông, phân biệt ra được ngay những chỗ nứt quáng. Nhưng mà lại vẫn hoàn toàn không hiểu ý tứ trên bề mặt. Chỉ có niên hiệu Kiến Nguyên năm thứ 38 này, xem như đầu mối duy nhất. Nhưng đó đã là niên hiệu từ hơn 1.000 năm trước. Vào lúc Phong Phi Vân đọc qua ký sự thần Tấn Vương Triều trong lúc vô ý đã thấy niên hiệu này. Vào thời Kiến Nguyên đã xảy ra rất nhiều đại sự, cho nên Phong Phi Vân mới sơ lược có được ấn tượng. Nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ nhớ rõ đó là niên hiệu từ hơn 1.000 năm trước,
còn cụ thể là hơn 1.000 được bao nhiêu thì không được rõ lắm. Có lẽ đành phải lại tìm đọc lần nữa thì mới có thể biết được vào năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ đường Kỷ Gia, hình như ở đâu đó đã nghe nói qua, như thế nào như vậy quen thuộc, ai? Thôi vậy, nghĩ nhiều như vậy để làm chi? Có lẽ trước hết cứ tu luyện mới là vương đạo. Hai tỷ muội kia không đơn giản a. Tóc xanh lá cây, mắt xanh, chảo dài, rốt cuộc là tồn tại dạng gì thì tựa hồ chưa từng nghe nói qua là có yêu tộc như vậy. Xem ra bọn họ cũng không phải yêu tộc, nhưng mà cũng không rất giống nhân loại, chẳng lẽ là bởi vì tu luyện công pháp kỳ quái nào đó. Phong Phi Vân mặc dù rất muốn trấn tĩnh tâm thần để quyết tâm tu luyện, nhưng mà trong óc dẫu như thế nào đều lại không xóa được quang cảnh biến thân kia của Quý Tiểu Nô, thật sự rất làm cho người ta sợ hãi. So sánh với nữ quỷ mới đi ra từ phần mộ thì đều phải dọa người. Tỷ tỷ, tại sao tỷ còn muốn lưu hắn lại? Chẳng lẽ tỷ thật sự tin tưởng chuyện ma quỷ của hắn sao? Những lời nam nhân đã nói đều là không tin tưởng được. Quý Tiểu Nô bĩu môi, có hơi tức giận. Quý Tâm Nô nhẹ nhàng cười nói. Muội muội ngốc, chúng ta ẩn cư ở chỗ này, đương nhiên là hy vọng càng ít người biết đến càng tốt, nhiều người liền có nhiều hơn một phần nguy hiểm. Vậy mà tỷ còn nghĩ lưu hắn lại. Quý Tiểu Nô không giải thích được. Đó là bởi vì hắn đã nói hắn là một người tầm bảo sư. Trong mắt Quý Tâm Nô mang theo vài phần vẻ kỳ quái, tựa hồ đang suy nghĩ sâu xa gì đó. Thôi đi, tỷ tỷ, thật đúng là tỷ lại đi tin tưởng chuyện ma quỷ của hắn. Nếu như hắn là một người tầm bảo sư thì muội quỳ trên mặt đất, gọi hắn là sư phụ. Quý Tiểu Nô khinh thường nói. Quý Tâm Nô lắc đầu, đáp. Ta lại tin vài phần, hôm nay ta đi bán dược thảo, lặng lẽ đi đến chỗ Tôn Gia Gia, đưa một khối đá màu máu kia cho lão xem xét. Tôn Gia Gia lúc ấy liền bị dọa đến hoảng sợ, nói trong hòn đá kia có một gốc cây dị thảo, giá trị mấy trăm vạn đồng tiền, chính là dược vật mà tu tiên giả tha thiết ước mơ. Chỉ có người nhãn lực uyên thâm hoặc là người có linh giác nhạy bén, cũng hoặc là tầm bảo sư mới có thể phát hiện được ra nó. Thật sự có chuyện này ư? Quý Tiểu Nô nói tiếp. Trên người Hỗn Khất Nhi cũng không có một chút linh tính, ánh mắt phàm tục, lại có thể cảm giác được gốc dị thảo này. Chẳng lẽ hắn thật là một người tầm bảo sư? Coi như không phải tầm bảo sư đích thực, cũng khẳng định nắm được vài phần thủ đoạn của tầm bảo sư. Quý Tâm Nô ánh mắt có hơi phức tạp, lại nói. Tôn Gia Gia nói người mà có thể học được một, hai phần thủ đoạn của tầm bảo sư, đều cũng là người có thiên phú tầm bảo sư. Người như thế trong trăm vạn cũng không xuất hiện được lấy một người. Nếu như để cho hắn tu luyện mộ phủ tầm bảo lục, tương lai có lẽ sẽ có thành tựu lớn lao, rất có khả năng trợ giúp chúng ta. Nàng muốn nói lại thôi, hiển nhiên có điều gì cấm kỵ nên không dám nói ra miệng. Chẳng lẽ Tôn Gia Gia muốn truyền mộ phủ tầm bảo lục cho hắn? Điều này hoàn toàn không được, tầm bảo sư trong mắt người ngoài chỉ vẻn vẹn là người tìm kiếm kho báu và linh tài. Nhưng mà chỉ có trong nghề mới biết được, tầm bảo sư chính là người đi lại ở kẽ hở thế giới giữa hai đạo âm dương, nhìn xem thiên cơ, khai quật thánh mộ cổ, phá bỏ hung sát giới, cố định dương giới tam dị, âm giới tam tà. Nếu như để cho hắn tu luyện thành công mộ phủ tầm bảo lục, chẳng phải hắn sẽ chuyên môn khắc chế chúng ta? Quý Tiểu Nô ra sức lắc đầu. Rốt cuộc nàng cảm giác Phong Phi Vân thật không đơn giản, không thể dễ dàng tin tưởng hắn. Quý Tâm Nô lắc đầu, đáp. Nếu muốn khắc chế dương giới tam dị, âm giới tam tà, cho dù là thất phẩm tầm bảo sư thì cũng không có bản lĩnh đó, và lại còn có Tôn Gia Gia tỏa chấn. Trừ phi hắn tu luyện mộ phủ tầm bảo lục tới cảnh giới, thượng khuy thiên, hạ khuy địa, trên nhòm trời, dưới thấu đất nếu không hắn cũng là không ngăn nổi sóng gió tràn tới. Ngươi cũng không nghĩ tới loại cuộc sống trốn trốn tránh tránh sao, nếu như hắn thật sự có thể tu luyện thành công mộ phủ tầm bảo lục, đi dương giới loại bỏ. Vị tồn tại đó thì thật là tốt biết bao a. Trong đôi mắt Quý Tiểu Nô cũng hiện ra một tia sáng, nàng có hơi do dự nói. Tôn Gia Gia cũng là có ý định này. Quý Tâm Nô gật đầu, có hơi sầu não đáp. Tôn Gia Gia đã sống quá lâu, lão nhân gia ông ta nói chính người cũng không biết còn có thể sống được thêm mấy ngày. Có thể bảo vệ chúng ta được bao lâu, hiện tại rất muốn gặp tiểu tử kia một lần. Tôn Gia Gia bây giờ còn ở trên vách núi. Quý Tiểu Nô hỏi. Hiện tại đã chuyển ra đến chỗ mộ bia. Mộ bia kia người đã khắc xong xuôi từ mấy trăm năm, hiện tại coi như là đến lúc phát huy công dụng. Ai, xem ra lão nhân gia ông ta thật là không còn sống được lâu,
đang đi bước một vào trong phần mộ. Lần chuyển nhà tiếp theo của người có lẽ chính là quan tài trên vách đá. Quý tiểu nô nói, dương giới tam dị, thái hư dị, vốn là một bộ họa. Chúng khác ở nơi nào, nơi đó chính là nhà. Không giống chúng ta, nếu như đã chết thì ngay cả một dấu vết cũng không có, điều này mới thật sự là buồn đau. Quý tâm nô kêu lên, nếu như Phong Phi Vân hiện tại đứng ở một bên, như vậy cũng khẳng định là nghe mà không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Tôn gia gia kia rốt cuộc là tồn tại dạng gì, thái hư gì? Một bức họa. Trên đời này có vài thứ vẫn tồn tại có hơi thần kỳ, coi như là tu tiên giả cũng chưa chắc biết được. Ví dụ như dương giới tam dị, âm giới tam tà, mấy thứ này cũng chỉ có tầm bảo sư thần bí nhất trong nhân loại mới tiếp xúc với những thứ đó. Một cái chuông sắt nằm ở một góc kho củi, trên bề mặt đầy những rỉ sắt màu vàng. Nó có khắc những vòng hoa văn, tràn ngập những quy luật khác thường. Làm thế nào nơi này lại có một quả chuông sắt lớn như thế, trên mặt vẫn còn có khắc chữ viết, tựa hồ đang ghi chép một sự kiện xa xưa trọng đại nào đó. Ngồi ở bên cạnh quả chuông sắt, trong lòng Phong Phi Vân vô phương bình an. Ngón tay kìm lòng không đậu lại bắt đầu vuốt ve bên trên mặt chuông. Một quả chuông sắt cực kỳ bình thường, cũng không phải làm bằng sắt linh thiêng pha loãng gì, nhưng mà lại cực kỳ nặng nề, phải vượt qua vạn cân. So sánh với tưởng tượng của Phong Phi Vân thì đều phải nặng gấp hàng chục lần. Nếu như thật sự chỉ là dùng loại sắt bình thường để chế tạo ra, thì tuyệt đối không có khả năng lại nặng như vậy. Kịch kịch, Phong Phi Vân nắm quyền gõ lên trên mặt, hơn nữa ghé lỗ tai sát vào trên vách chuông để lắng nghe. Ông ông, ông ông, ông ông, một cỗ âm thanh đáng sợ từ bên trong truyền đến. Nếu không phải Phong Phi Vân nhanh chóng lui lại, thì tiếng vang này e là có thể chấn vỡ màng nhĩ của hắn. Vẻn vẹn chỉ là dùng nắm đấm để gõ mà âm thanh phát ra đã có thể chấn cho màng nhĩ của ta phát đau. Quả chuông sắt này quả nhiên không tầm thường. Quả chuông sắt vẫn tản ra mùi máu tanh tưởi, có lẽ đã ngâm ngàn năm trong huyết trì, lại có lẽ đã từng đè chết một vị cự kình, bị máu tươi ngàn năm không mất của cự kình dính vào nên đến nay đều vẫn còn lưu lại bên trên mặt. Phong Phi Vân đứng lên, hai chân đạp trên mặt đất, hai tay ôm lấy quả chuông sắt, cánh tay phát lực mãnh liệt, muốn nâng quả chuông sắt lên cao. Hắn cảm giác được bên trong quả chuông sắt tựa hồ có cái gì đó, đây là một loại cảm giác kỳ quái, chính là hắn thông qua linh giác mà cảm giác được. Quả chuông sắt này thật lớn như thế, coi như bên trong có một người chết cũng là hoàn toàn có khả năng. Không phải bên trong có một người chết nào đó chứ. Phong Phi Vân có hơi nhấc quả chuông sắt lên một chút, hắn cảm giác được bên trong có một cỗ khí tức không giống tầm thường truyền tới, cảm giác nói không nên lời là cái gì, nhưng tựa hồ như đang hô hấp, mà lại còn hô hấp với tốc độ cực kỳ thong thả đến khác thường, hơn nữa một cỗ khí tức kia tựa hồ tịnh không phải là khí tức nhân loại. Hai tay Phong Phi Vân không chỉ có hơi run lên, trên người đã toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như thật sự nhấc quả chuông sắt này lên, liệu có thể là hắn sẽ thả ra sinh vật đáng sợ gì đó hay không? Liền vào lúc Phong Phi Vân do dự này, từ bên ngoài truyền đến một tiếng bước chân, bước đi dồn dập, hô hấp hỗn loạn. Vẻn vẹn chỉ là nghe thấy tiếng bước chân như thế, Phong Phi Vân đã biết rõ là quý tiểu nô đang đi đến đây. Lại là tiểu nha đầu mà hắn nhìn không vừa mắt này. Két kẹt, cửa bị đẩy ra, quả nhiên là quý tiểu nô. Phong Phi Vân vẫn nằm trên mặt đất, hay ngồi ở chỗ đống củi, thật giống như cho tới bây giờ cũng không hề cử động. Quý tiểu nô cắn môi một cái, khinh thường nhìn Phong Phi Vân đầu tóc rối bời, toàn thân rách dưới, quần áo bẩn thỉu. Hỗn khất nhi này cũng không biết đã bao nhiêu ngày mà không hề rửa mặt tắm rửa, trên mặt đầy bùn đất, ngay cả cái mũi hắn mà dùng mắt đều đã không nhận ra. Này, đi theo ta. Quý tiểu nô nói. Này cái gì mà này, ta là người có họ có tên, ta gọi là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ưỡn lưng một cái, lại đứng lên từ trên mặt đất. Khóe miệng hiện ra nụ cười, ân cần hỏi. Tỷ tỷ của ngươi đâu? Quý tiểu nô nhìn vẻ mặt ti tiện kia của hắn, trong lòng lại càng tỏ ra không thoải mái. Hỗn khất nhi này lại vẫn còn nhớ mãi không quên đối với tỷ tỷ, quả thực chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hắn cũng không soi gương nhìn một chút xem chính mình có dáng vẻ thế nào. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi bớt chú ý vào tỷ tỷ của ta, nếu không ta sẽ rất không khách khí đối với ngươi. Quý tiểu nô nheo mắt đôi mắt, quơ quơ năm ngón tay dễ thương trước mắt Phong Phi Vân, sau đó tạo thành quả đấm trắng nõn. Phong Phi Vân sao lại phải để ý tới uy hiếp của nàng, hắn hỏi có hơi châm chọc.
Đương nhiên là ta không có lá gan kia, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Hôm nay mang ngươi đi gặp một vị trưởng bối phi thường quan trọng, tỷ tỷ của ta đã đi trước một bước đến đó để chuẩn bị, hiện tại chúng ta cũng xuất phát đi. Quý tiểu nô nhìn qua một chút bộ quần áo kia của Phong Phi Vân, lại là liên tục lắc đầu nói. Hôm nay cần gặp vị trưởng bối kia không phải chuyện đùa. Không bằng trước hết ngươi đi tắm một cái, cũng không nên để mất cấp bậc lễ nghĩa trước mặt vị trưởng bối kia, ngươi vẫn còn lo lắng làm gì. Phong Phi Vân đích thật là sững sờ, sau một hồi lâu cuối cùng mới phục hồi tinh thần lại, chân tay luống cuống mà lẩm bẩm nói. Thế này có đúng quá nhanh hay không? Ta cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Quý tiểu nô cũng là ngẩn ra, chợt liền hiểu được Hỗn Khất Nhi này lại suy nghĩ vớ vẩn. Nàng hung hăng đạp một cước trên mu bàn chân hắn mà nói. Ngươi thực sự đã cho rằng tỷ tỷ của ta coi trọng ngươi, định dở cho gì, cả ngày chỉ có mộng tưởng hão huyền. Gặp trưởng bối kia là chuyện đáng để ý đến như thế nào a? Phong Phi Vân nói có hơi vô tội. Đi gặp trưởng bối liền nhất định là sẽ nhận con rể. Quý tiểu nô tức đến mắt trợn trắng, nàng nói tiếp. Ta không muốn nói thừa nhiều lời với ngươi, ngươi cũng không cần tắm rửa. Dù sao cũng cứ để dáng vẻ kia, hiện tại liền đi theo ta. Trong lòng Phong Phi Vân cười thầm một tiếng, cảm giác được cô gái nhỏ này so sánh tỷ tỷ của nàng càng thú vị hơn. Hắn làm bộ rất thành thật gật đầu, liền đi theo nàng ra bên ngoài. Lúc này sắc trời đã muộn, trên đỉnh đầu đầy sao lấp lánh. Đã có ánh trăng từ trên màn trời chiếu xuống, làm trên mặt đất hiện ra những bóng dáng loang lổ. Tại sao chúng ta vào buổi tối lại đi gặp vị trưởng bối kia, đi ban ngày còn không phải có lễ phép hơn? Phong Phi Vân đứng ở trong sân, ngẩng đầu lên nhìn về hướng trên bầu trời. Hắn căn cứ vị trí trăng sao mà phán đoán ra đã vào đêm được hai canh giờ. Im lặng, quý tiểu nô lại hung hăng đạp một cước trên mu bàn chân Phong Phi Vân. Đạp đến Phong Phi Vân phải nhếch miệng mà cũng không dám kêu lên thành tiếng. Vẫn chưa ra khỏi chỗ nhà hai tỷ muội ở, Phong Phi Vân đột nhiên ngừng bước chân lại, mặt mày căng thẳng. Hắn nhìn về hướng màn đêm sâu thẳm, đôi mắt nheo lại thành một khe hở. Có tình huống, quý tiểu nô đi ở phía trước, tựa hồ cũng nhận thấy được một tia khí tức không ổn. Nàng cũng đột nhiên dừng chân, quay về hướng Phong Phi Vân đang nhìn để ngóng trông. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc mà làm ra phản ứng như vậy, chỉ có điều là Phong Phi Vân hơi nhanh hơn một chút. Mà sự chú ý của quý tiểu nô đã tập trung toàn bộ đến trong màn đêm, cho nên nàng tịnh không hề phát hiện ra được sự dị thường của Phong Phi Vân. Nhanh, trốn đi! Gương mặt xinh xắn của quý tiểu nô thoát một cái trở nên tái nhợt. Nàng lôi kéo Phong Phi Vân liền trở về trong kho củi, rồi rầm một tiếng mà đóng cửa lại. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phong Phi Vân bị nàng dùng sức ấn vào trong góc, rất khó nhúc nhích mảy may. Im lặng. Quý tiểu nô thần kinh toàn thân đều đã căng thẳng, tuy nhiên lại lớn tiếng trách mắng Phong Phi Vân. Nhưng mà điều đó lại không che giấu được sự căng thẳng của nàng giờ phút này, hai tay gắt gao nắm vào trên cánh tay Phong Phi Vân, càng nắm càng chặt. Nàng đích xác rất căng thẳng, thân thể đã co lại thành một cục. Ngao. Trong màn đêm truyền đến một tiếng hổ gầm trầm thấp. Có tiếng xé gió nhẹ nhẹ từ rất xa truyền đến. Một con hổ lớn màu đen dài đến 5 thước đang bay trên bầu trời, nói nó là hổ lớn kỳ thật cũng không chuẩn xác. Bởi vì nó vẻn vẹn chỉ là có chiều dài thân hình tương tự với con cọp, trên thân nó không có da lông, ngược lại được một lớp lân phiến đen nhánh bao trùm. Trên lưng vẫn còn mọc ra một đôi cánh thật lớn, cánh to hình cái quạt, mỗi một lần vỗ đều sẽ khiến sinh ra một cơn cuồng phong. Đây là dị thú đại trùng lân tu vi 300 năm. Phàm là mãnh thú tu vi đạt tới 100 năm trở lên, cũng đã tiến vào phạm trù dị thú. Nó sẽ bị mỗi đại tiên môn thu phục nuôi nhốt, hoặc là bị thần vũ quân của thần Tấn Vương Triều thu vào trong quân doanh, huấn luyện thành chiến thú. Cho nên trong thế giới phàm tục, bình thường đều không thấy được mãnh thú tu vi 100 năm trở lên, mà dị thú tu vi đạt tới 300 năm liền càng thêm rất thưa thớt, chiến lực đã khá là đáng sợ. Công thành đoạt đất đều chỉ trong một lần va chạm mạnh. Trong một chút tiên môn nhỏ, dị thú tu vi 300 năm, đều đã có khả năng có thể nói thú vương. Lớp lân phiến trên người đại trùng lân kia đã thay đổi 3 lần, nó cứng như sắt thép, coi như hỏa diễm bình thường đều không thể gây tổn thương mảy may đến nó, đích xác đã có tu vi 300 năm. Trên lưng đại trùng lân có một thiếu niên áo đen ngồi, thân thể gầy gò, toàn thân là tà khí. Sắc mặt tái nhợt giống như người chết mới đi ra từ trong phần mộ.
Hai đứa yêu nghiệt chạy thoát nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng là tìm được rồi một chút tung tích. Một con đại trùng lân khác từ trong màn đêm phía sau bay ra, trên lưng có một nữ nhân ngồi. Cũng là người mặc áo đen, trên lưng đeo hai thanh hàn kiếm, trong tay nắm một chiếc la bàn bát quái khắc đá, tựa hồ đang tìm cái gì đó. Đôi mắt lạnh lẽo của nàng nhìn chăm chú trên la bàn bát quái, một tay chỉ thiên, chỉ ấn, giấu tay, giữa các ngón tay liên tục biến hóa, tức thì ánh sao đầy trời đua nhau chiếu xuống, rơi vào trong la bàn bát quái. Con đại trùng lân thứ ba ở phía sau đuổi kịp, trên lưng nó có bốn người nam nhân mặc thần khải màu đen. Toàn thân bọn họ đều được áo giáp màu đen bao bọc, chỉ lộ ra một đôi mắt đen xì, thật giống như hai luồng hắc động, không có bất cứ tình cảm gì. Bốn đạo hắc vụ xuyên qua không gian giữa các bộ áo giáp, quả thực liền như bốn vị tử thần. Bọn họ gắt gao bám theo đằng sau một nam một nữ ở phía trước, nhưng không dám vượt qua. Hiển nhiên chính là vệ sĩ mà một nam một nữ này mang theo. Bọn họ rốt cuộc là ai, xuyên qua không gian ở trong đêm tối tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì. Chúng một mực bay vòng trong không trung trấn Thanh Phong, tiếng hổ gầm ồn ào kia vang vọng bầu trời đêm, phá vỡ sự yên lặng nơi này, khiến cho dân chúng trấn Thanh Phong đều bị bừng tỉnh từ trong mộng. Đang lúc trăng tròn, đúng là khi âm khí thịnh nhất. Yêu nghiệt, còn muốn ẩn thân không ra sao? Nữ nhân áo đen kia nâng chiếc la bàn bát quái khắc đá ở trong tay, một đôi mắt lạnh lão giống như hàn tinh liếc nhìn về hướng phía dưới. Cả trấn Thanh Phong đều bị ánh mắt của nàng tức thì nhanh chóng bao phủ. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp cả bầu trời đêm. La bàn bát quái trong tay nàng cấp tốc chuyển động, càng lúc càng nhanh. Nó hoàn toàn che đi ánh trăng trên bầu trời. Không, xác thực mà nói, hẳn là la bàn bát quái đã hút hết ánh trăng chung quanh đến hầu như không còn. Ngao! Con đại trùng lân bên dưới nàng há ngoác cái miệng to như chậu máu mà gầm lên mãnh liệt, âm thanh chấn động làm cho cả trấn Thanh Phong đều run rẩy theo. Thì ra là chính nghĩa chi sĩ trừ ma vệ đạo, hắc hắc, chúng ta cần gì phải sợ hãi như vậy? Ra thôi, ra thôi. Phong Phi Vân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó đứng dậy. Nhưng mà hai chân của hắn còn chưa kịp duỗi thẳng, liền lại bị Quý Tiểu Nô kéo lại. Không động đậy, bọn họ là người của Kỷ gia. Quý Tiểu Nô lạnh lùng liếc mắt nhìn Phong Phi Vân mà cắn răng, trầm giọng nói. Phong Phi Vân cách nàng vẻn vẹn có gang tấc. Thân thể hai người cơ hồ gắt gao dán chung một chỗ. Lưng Phong Phi Vân cảm giác có hơi ấm áp, thậm chí có thể chạm được hai vật mềm mềm trước ngực kia của nàng. Tiểu cô nương này phát dục không tồi a. Lưng Phong Phi Vân có hơi cọ cọ hai cái, cảm giác càng thêm mãnh liệt. Ngươi lại cử động một phen, có tin ta bẻ rụng đầu của ngươi hay không? Quý Tiểu Nô ngồi xổm phía sau Phong Phi Vân, ngực gắt gao dán ở trên lưng Phong Phi Vân. Giờ phút này hắn chỉ hơi cọ một tí. Nàng tự nhiên càng thêm mẫn cảm. Há có thể không biết trong lòng gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì. Quả thực rất đáng ghét, quả nhiên là một kẻ vô lại. Nếu không phải cao thủ Kỷ gia đang xoay quanh trong không trung trấn Thanh Phong, thì hiện tại nàng đã trực tiếp giết chết Phong Phi Vân. Phong Phi Vân quay đầu, chất phác cười một tiếng. Ta, kỳ thật muốn hỏi ngươi tại sao lại sợ hãi người Kỷ gia như vậy? Chẳng lẽ ngươi nợ bọn họ rất nhiều tiền? Vừa nghe đến hai chữ Kỷ gia này, trong hai mắt Quý Tiểu Nô liền sinh ra cừu hận vô cùng vô tận, một hàm răng trắng nõn cắn môi mà nói. Ngươi bớt xen vào việc của người khác đi. Phong Phi Vân đột nhiên nhớ ra rồi, Kỷ gia chính là gia tộc tu tiên tối cao nhất phủ Nam Thái, thực lực so với Phong gia đều không kém bao nhiêu. Lịch sử gia tộc có hơn 1.000 năm, chỉ là Kỷ gia một mực chiếm cứ tại quận Thần Hổ, rất ít khi mang thế lực của mình đến thành Tử Tiêu Phủ. Cho nên danh tiếng trong tu tiên giới tại phủ Nam Thái không bằng Phong gia, Tần gia, nhưng mà thực lực cũng không yếu hơn chút nào. Hơn nữa Kỷ gia chính là một gia tộc khá thần bí, cũng cực kỳ khiêm tốn. Khiêm tốn đến người ngoài cũng không biết gia tộc bọn họ rốt cuộc ở tại địa phương nào trong quận Thần Hổ. Không đơn giản a, không đơn giản. Rất hiển nhiên hai yêu nghiệt Kỷ gia muốn tìm kiếm, rất có thể chính là Quý gia tỉ muội, bọn họ rốt cuộc làm thế nào mà đắc tội Kỷ gia. Phong Phi Vân do dự chỉ chốc lát, sau đó làm bộ có hơi khiếp sợ mà nói. Ta cảm giác bọn họ đến đây không ít người, nếu như là bọn hắn lục soát từng nhà trong trấn, chúng ta sẽ không giấu nổi. Quý Tiểu Nô hiển nhiên cũng đã nghĩ tới điểm này, trong mắt hiện lên một vẻ lo lắng. Đôi tay ôm lấy cánh tay Phong Phi Vân chặt hơn. Vậy làm sao bây giờ? Ta đã sớm nói,
trong nhà này không có một người đàn ông thật đúng là không được. Ngươi liền ở lại chỗ này đi, ta đi giảng đạo lý với bọn họ, không phải là thiếu chút tiền sao, cứ đưa cho bọn họ cũng được. Phong Phi Vân cố gắng làm ra vẻ điềm tĩnh, tạo thành phản ứng mà một người bình thường nên có, khiếp đảm nhưng mà lại trượng nghĩa. Bọn họ sẽ không giảng đạo lý với ngươi, một khi ngươi đi ra ngoài, bọn họ sẽ muốn lấy mạng của ngươi. Quý tiểu nô cảm giác được Hỗn Khất Nhi này chính là một kẻ ngốc, lại còn muốn giảng đạo lý với tu sĩ Kỳ gia. Tại tu tiên giới nếu như có đạo lý, thì cũng sẽ không có nhiều sự giết chóc như vậy. Nhưng mà ngốc lại đúng là có chút lương tâm, ít nhất không có một mình chạy trối chết. Trong bầu trời đêm, ba con đại trùng lân đang xoay quanh, đôi cánh thật lớn che khuất bầu trời, ngăn cản hết ánh trăng và ánh sao, khiến cho Trấn Thanh Phong lâm vào trong bóng tối. Kỷ Phong Lãnh bỗng nhiên đứng dậy từ trên lưng đại trùng lân, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy sát ý. Hắn quay sang nhìn chằm chằm nữ nhân áo đen kia mà hỏi. Tìm được bọn họ không? Theo biểu hiện trên la bàn, trong Trấn Thanh Phong chỉ có một. Có điều là tu vi yêu nghiệt kia cao hơn, bây giờ ta còn vô phương xác định chuẩn xác vị trí của nó. Đôi mắt lạnh lẽo của Kỷ Thương Nguyệt nhìn chăm chú trên la bàn bát quái, bề mặt của nó có ánh sao chiếu rọi, lại thêm ngưng tụ ánh trăng làm hiện ra một đạo u ảnh màu xanh biếc. Trước cứ bắt một con yêu nghiệt này, tự nhiên có thể bước ra con kia. Sắc mặt Kỷ Phong Lãnh trở nên càng trắng, thật giống như bị bôi một tầng vôi. Hắn trầm giọng nói. Tứ đại tử tướng, các ngươi coi giữ tứ phương Trấn Thanh Phong, một con ruồi cũng không thể thả ra. Trong lòng đất và trên mặt đất, trong không trung đều khắc lên dương văn sát trận, để phòng người yêu nghiệt này bỏ chạy từ lòng đất. Vâng. Bốn vị tử tướng đều cùng kêu lên một tiếng, khoác áo giáp, trực tiếp nhảy xuống từ trên lưng đại trùng lân. Chúng hóa thành bốn đạo bóng dáng màu đen tỏa trấn tứ phương của Trấn Thanh Phong, bắt đầu khắc lên trận pháp. Kỷ Phong Lãnh và Kỷ Thương Nguyệt cũng là nhảy xuống từ trên lưng đại trùng lân. Tu vi hai người cao tuyệt, quần áo phấp phới. Một người lạnh lùng, một người xinh đẹp lạnh lẽo, liền như hai vị tử thần từ trên trời giáng xuống, khiến cho dân chúng Trấn Thanh Phong đều bị kinh hãi. Trời à, đây là Hoàng Phong đạo tặc đến giết sạch trấn sao? Các ngươi nhìn ba con thú bự trên bầu trời kia, hẳn không phải là Hoàng Phong đạo tặc, ta xem ra càng như là ma nhân cái thế. Dân chúng Trấn Thanh Phong cơ hồ toàn bộ đều đã bị bừng tỉnh, chạy ra từ trong phòng, nhìn thấy một nam một nữ người mặc quần áo đen từ trên trời giáng xuống. Bọn họ thân thể rất thẳng, thật giống như thanh kiếm sắc bén. Đặc biệt ánh mắt bọn họ thật sự rất lợi hại. Chỉ cần nhìn chằm chằm vào người nào đó, người ấy liền trực tiếp toàn thân run rẩy, sau đó ngã ở trên mặt đất mà lạnh run. Rất dọa người, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, là có thể hù dọa người ta gục xuống. Mọi người ai nấy đều quay về nhà mình, đợi ở trong phòng. Nếu như ai dám bước ra cửa phòng một bước, giết chết mà không chịu tội. Kỷ Phong Lãnh quét mắt nhìn những người dân trấn này, cứ thế nhìn những người này đến bắp đùi bị chuột rút mà phủ phục trên mặt đất. Vô Phương đứng yên, sau đó cố sức bò vào nhà mình. Cả Trấn Thanh Phong lập tức yên tĩnh trở lại, trên đường đều không thấy được một người nào, trống trải mà lại tĩnh lặng. Lục soát từng nhà, ta lục soát con đường bên trái, người lục soát con đường bên phải. Kỷ Phong Lãnh vừa nói dứt lời, liền nện một chưởng đập vỡ cánh cửa ngôi nhà đầu tiên, sau đó đi vào. Trấn Thanh Phong cũng không lớn, chỉ có một con phố chạy thông từ đầu đến cuối. Tổng cộng vào cũng chỉ có hơn 100 hộ, nếu như là bọn hắn lần lượt lục soát từng nhà, trong thời gian 3 canh giờ hoàn toàn có thể quét qua cả Trấn Thanh Phong được một lần. Đừng nói là giấu một người, coi như là giấu một con chuột thì đều có thể bị tìm ra. Tình huống xấu nhất đã xảy ra. Thật sự bắt đầu lục soát từng nhà, chả mấy chốc liền sẽ tìm được chỗ ẩn náu của Phong Phi Vân và Quý Tiểu Nô. Nguy cơ đang từng bước tới gần. Hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không thừa dịp bọn họ còn chưa tìm đến, chúng ta đi trước. Tốc độ tim đập của Phong Phi Vân cũng nhanh hơn không ít, nếu như thật sự để cho cao thủ Kỷ gia tìm được Kỷ Tiểu Nô, như vậy cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đi, đi không xong, tứ đại tử tướng của Kỷ gia đều là cường giả hàng đầu, chúng đã trấn thủ tại bốn phương vị, hiện tại sợ là đã bố trí dương văn sát trận, căn bản là đi không xong. Quý Tiểu Nô mắt lộ ra một vẻ cùng đường. Ánh mắt hướng về cái chuông sắt ở trong góc kho củi, gắt gao cắn chặt hàm răng một cái mà nói với âm thanh lạnh lùng. Cùng lắm thì liều mạng với bọn họ.
Rất hiển nhiên nàng căn bản không phải đối thủ trước các cường giả Kỳ gia. Nếu không cũng sẽ không trốn đi, lại càng không có vẻ sợ hãi như vậy. Hiện nay đã bước nàng đến tuyệt lộ, lui không thể lui, giấu không thể giấu, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Không phải chỉ là thiếu mấy đồng tiền, sao lại phải liều mạng? Đúng rồi, tử tướng là cái gì vậy? Phong Phi Vân giả bộ cũng không biết chuyện gì, lên tiếng hỏi rất là mờ mịt. Dù sao một người bình thường đích xác không nên biết loại tồn tại như tử tướng. Ngươi, có giải thích cho ngươi thì ngươi cũng không hiểu. Trong lòng quý tiểu nô hận a, tại sao lại gặp phải một kẻ ngu ngốc lại còn phế vật như vậy? Dầm! Bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, cổng nhà đã bị người ta nện vỡ. Có người vào, trên người mang theo khí lạnh, mặc dù vẫn còn cách rất xa, nhưng mà cũng đã khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên là một cao thủ. Phong Phi Vân đưa mắt nhìn từ trong khe cửa, là một người nữ nhân mặc quần áo đen, trong tay cầm một cái la bàn bát quái, một đôi mắt đen cực kỳ sắc bén, liền như hai đạo hàn kiếm. Nàng ta đã đi vào trong sân. Quý tiểu nô hồi hộp đến toàn thân đều căng thẳng, ánh mắt lại bắt đầu biến thành màu xanh biếc, mái tóc trên đầu cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Mặc dù là vào buổi tối, đen ngòm không thấy năm ngón tay, nhưng mà nhãn lực Phong Phi Vân kinh người như thế nào, há có thể giấu giếm được hắn. Nàng lại biến thân, chỉ cần cửa kho củi bị đẩy ra, nàng sẽ trực tiếp nhào tới. Cho dù chết, cũng không có lựa chọn nào khác. Lòng bàn tay Phong Phi Vân cũng lấm tấm mồ hôi. Đát đát, tiếng bước chân của Kỳ Thương Nguyệt càng ngày càng gần, nàng đã phát giác trong kho củi có người, bèn đi tới. Nguy rồi, nữ nhân áo đen này thật không đơn giản, khí thế trên người giống như đao phong. Nếu như liều mạng với nàng ta thì quả thực chính là muốn chết. Hiện tại nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Cứ làm như thế. Phong Phi Vân đưa tay kéo quý tiểu nô đang muốn lao ra quay trở về, hai tay đè trên hai vai nàng mà nói nghiêm túc. Đừng kích động, người không phải đối thủ của nàng, ta có biện pháp. Trăng sáng giữa trời, gió lạnh gào thét, trộn lẫn với một cỗ túc sát chi khí. Kỳ Thương Nguyệt quần áo chĩu xuống, giống như một khối vải bằng sắt. Gió lạnh không thể thổi bay mảy may chéo áo của nàng. Nàng cầm la bàn bát quái trong tay, bên trong ánh sao lóng lánh, giống như mang cả một mảnh khoảng không vũ trụ vào trong đó. Bóng dáng một đạo màu xanh biếc trên la bàn kia càng ngày rõ ràng, ánh sáng cũng càng ngày càng mạnh. Rất hiển nhiên yêu nghiệt kia hẳn là ở ngay gần đó. Cả trấn Thanh Phong cũng có vài trăm người, mỗi một nhà đều đốt ngọn đèn, nhất định có người ở trong nhà. Nhưng mà chỉ có một khu nhà này lại im lặng đến dị thường, đen ngòm không thấy ánh sáng. Rất quỷ dị, xem ra yêu nghiệt kia 10 phần có 8, 9 đều ẩn thân ở trong khu nhà này. Hai thanh kiếm đen nhánh trên lưng Kỳ Thương Nguyệt bắt đầu di động, chúng phát ra âm thanh chanh chanh. Cả người nàng cũng như một thanh kiếm sắp sửa ra khỏi vỏ, nghiêm chỉnh mà chờ đợi. Trong kho củi có âm thanh người hô hấp, hơn nữa tiếng hít thở cực kỳ dồn dập. Kỳ Thương Nguyệt lắc mình một cái. Biến thành một đạo hư ảnh màu đen liền đã đứng ở cửa kho củi, hai thanh hắc kiếm trên lưng càng lay động mạnh mẽ hơn. Dầm! Cửa gỗ bị nàng đánh một chưởng nát vụn, song kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ kiếm, phát ra hai đạo kiếm quang giống như điện long. Song kiếm đã nắm trong tay, nhưng mà song kiếm này lại không có đâm ra, lập tức dừng ở giữa không trung. Kỳ Thương Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong củi đống kia, một nam một nữ đang yêu đương vụng trộm. Nam đã cởi hết trên người, liền đang đè lên trên người thiếu nữ xinh xắn lanh lợi kia. Hắn để lộ ra sống lưng màu vàng, một cái lưng hổ tràn ngập lực lượng. Hừ, a! À. Nam kia vùi đầu hôn lên cổ, môi của thiếu nữ. Mái tóc rối tung đã hoàn toàn che đậy mặt của cô gái. Hai người giờ phút này đang lúc bốc ngọn lửa cảm xúc mãnh liệt, hô hấp dồn dập, triền triền miên miên mà lên đỉnh Vu Sơn. Động tác của bọn họ rất là gấp gáp. Nam vừa hôn mặt của cô gái, một tay cởi bỏ quần áo của nàng đi một nửa, rơi xuống vị trí ngực. Mà tay kia thì giơ lên một cái chân ngọc thon thả của nàng rồi gác trên bả vai, có vẻ rất là chuyên nghiệp. Thiếu nữ kia cũng là khá phối hợp, không ngừng óng ẹo thân thể mềm mại, trong miệng vẫn còn phát ra âm thanh mơ hồ. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. A, à, ô ô. Mồ hôi hột trên làn da nhỏ xuống, bọn họ đã đầu đầy mồ hôi. Đang lúc cảm xúc mãnh liệt thì cửa kho củi bị ầm ầm nghiền nát, một người nữ nhân mặc y phục màu đen phá cửa mà vào. Phong Phi Vân và Quý Tiểu Nô đang lúc cảm xúc mãnh liệt ở trên đống củi, lập tức đột nhiên ngừng lại,
Phong Phi Vân toàn thân run run một cái, thân thể lại là hướng về phía trước liên tục ưỡn ra. Lúc này mới đột nhiên quay đầu, xoa xoa mồ hôi nóng ròng ròng trên trán, kinh ngạc nhìn chăm chú Kỷ Thương Nguyệt đột nhiên xông tới, nhưng vẫn dùng thân thể trần trụi đè nặng Quý Tiểu Nô. Kỷ Thương Nguyệt cũng là ngây ngẩn cả người, hàm răng ngọc không nhịn được gắt gao cắn chặt, nàng cẩn thận nhìn chăm chú toàn thân lõa lổ của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cũng giống như đàn chim bị làm kinh động, vội vàng tự che đi hạ thân của chính mình. Nữ hiệp, tha mạng a, chúng ta là đôi bên tình ý. Phong Phi Vân run rẩy nhìn một đôi màu đen chiến kiếm trong tay nàng, không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn vẫn còn ôm chặt lấy Quý Tiểu Nô quần áo bừa bộn, giấu nàng vào trong lòng mình. Kỷ Thương Nguyệt vội vàng quay đầu, không hề nhìn cái mông trần trụi của Phong Phi Vân, tức đến cắn răng, mà hỏi. Các ngươi rốt cuộc là ai, trốn ở chỗ này làm cái gì? Ta gọi là Phong Nhị Cẩu, chúng ta trốn ở chỗ này, chúng ta trốn ở chỗ này, làm. Phong Phi Vân ấp úng hồi lâu, cũng nói không ra lời, mặt đều đỏ bừng. Kỷ Thương Nguyệt vỗ trán một cái, cũng cảm giác được chính mình hỏi vấn đề này đích xác rất giống như vờ ngớ ngẩn. Cô nam quả nữ trốn ở trong kho củi, nhưng lại là quanh cảnh này thì còn có thể làm gì? Tại sao lại đi hỏi về một vấn đề như vậy? Không cần phải nói. Kỷ Thương Nguyệt cũng có chút xấu hổ, ánh mắt lại là có hơi hướng về thiếu nam thiếu nữ đang xoắn chung một chỗ mà nhìn thoáng qua. Phong Phi Vân lại là ôm Quý Tiểu Nô thật chặt, căng thẳng nói. Nữ hiệp, chúng ta thật là đôi bên có tình ý, xin ngươi cho chúng ta một con đường sống. Ta có nói muốn chia rẽ các ngươi khi nào? Kỷ Thương Nguyệt có hơi nói không ra lời. Chẳng lẽ ngươi không phải đạo tạc Hoàng Phong Lĩnh, thập tam nương mẫu Dạ Xoa? Phong Phi Vân kinh dị hỏi. Kỷ Thương Nguyệt đáp. Thập tam nương, ta biết ngươi thích nam sắc, chuyên chọn nam nhân soái ca như ta đây, phải bắt ta về Hoàng Phong Lĩnh, rồi ép buộc xúc phạm ta. Nhưng mà cho dù ngươi làm như vậy, ngươi cũng chỉ có thể chiếm được thân thể của ta, không chiếm được trái tim của ta. Phong Phi Vân nói năng chuẩn xác, tình ý chân thành, trong lúc nhất thời lệ nóng lưng tròng. Kỷ Thương Nguyệt quả thực tức đến nổ phổi, làm thế nào liền gặp phải chuyện này, còn bị người ta coi là mẫu Dạ Xoa. Nếu không phải nhìn thấy tiểu tử này trên người cũng không có một tia linh khí, chỉ là một người bình thường, thì hiện tại nàng đã cho một cái tát vào miệng của hắn làm răng lợi dụng hết. Sự chú ý của Kỷ Thương Nguyệt hoàn toàn bị Phong Phi Vân thu hút, nên không hề chú ý đến thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn thẹn thùng kia trong lòng Phong Phi Vân, chỉ coi nàng ta là một tiểu nữ sinh có mối tình đầu. Hừ, Kỷ Thương Nguyệt xoay người liền đi, tựa như chạy trốn. Nàng chỉ nghĩ cách rời khỏi hỗn đản Phong Phi Vân này càng xa càng tốt, tránh trong miệng hắn lại phun ra một đống những lời không sạch sẽ. Cho đến khi nàng đi lục soát khu nhà bên cạnh, Phong Phi Vân và Quý Tiểu Nô mới thở phào một hơi, biết một kiếp này xem như đã vượt qua. Chiến lực hiện tại của Phong Phi Vân cũng mới đạt khoảng 3 thành so với thời kỳ toàn thịnh. Nếu như liều mạng, căn bản không có khả năng là đối thủ của Kỷ Thương Nguyệt, cho nên mới chỉ có thể xuất ra một chiêu hạ sách này. Kỷ Thương Nguyệt coi như tu vi cao tới đâu, chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân chưa trải chuyện đời. Nhìn thấy tình yêu cuồng nhiệt của nam nữ yêu đương vụng trộm, thì tự nhiên là không dám liếc mắt nhìn nhiều hơn. Đặc biệt là tiện nhân Phong Phi Vân kia vẫn còn cố ý để lộ ra hạ thân đang dựng thẳng, trực tiếp đối diện với nàng. Vậy làm thế nào nàng còn dám điều tra cẩn thận? Cũng chính bởi vì Phong Phi Vân nắm được tâm lý của nàng, cho nên mới đem bức lui được nàng. Phi, hừ, ngươi thật đúng là hôn ta. Quý Tiểu Nô không ngừng nhổ xuống mặt đất, muốn phun sạch sẽ nước bọt của Phong Phi Vân. Quả thực rất ghê tởm, nói thì chỉ là diễn trò, hắn lại thật sự hôn mãnh liệt, đầu lưỡi đều chui vào trong cái miệng nhỏ nhắn của mình. Phong Phi Vân liếm liếm môi, khờ khạo ngốc nghếch cười một tiếng. Nữ hiệp này ánh mắt chính là thật sự khôn khéo, nếu như hôn không đúng, sợ là sẽ bị nàng nhìn ra sơ hở. Cái tay kia của ngươi cũng không nên thật sự chui vào trong y phục của ta, lại còn nắm chặt như vậy. Trong đôi mắt to màu đen của Quý Tiểu Nô tràn đầy oán khí, hàng lông mi thật dài rung rung. Nàng vươn cánh tay nhỏ trắng như tuyết của mình, tự mặc lại chỗ quần áo che ngực của mình bị Phong Phi Vân cởi ra. Nhưng mà rốt cuộc lại cảm giác dịu dịu đi không ít, hai vú vẫn còn hơi đau. Khụ khụ, lúc ấy hoàn toàn đen ngòm, hơn nữa nữ hiệp kia lại có khí thế hùng hổ như vậy. Lúc ấy ta có căng thẳng, hai tay liền kìm lòng không đậu nên lực dùng có hơi nhiều một chút.
Phong Phi Vân đáp. Bàn tay nhỏ bé của Quý Tiểu Nô vội vàng là che kín ngực, cánh tay hung hăng đẩy vào ngực Phong Phi Vân, hất Phong Phi Vân bay đi ra ngoài. Trả lại cho ta. Sắc mặt của nàng thật vô cùng khó coi, nhưng lại mang theo một nét đỏ ửng, có vẻ rất là thẹn thùng. Cái gì? Phong Phi Vân ngã ngồi xuống đất, sờ sờ đầu mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Vẫn còn giả bộ với ta, y phục của ta bị ngươi giấu đi đâu rồi? Gương mặt đỏ bừng của nàng trông càng thêm diễm lệ, bởi vì vừa rồi vận động kịch liệt, khiến cho dây cột tóc trên đầu nàng đứt lìa, mái tóc dài màu đen rủ xuống, một mực kéo dài tới chỗ eo nhỏ. Khiến cho nàng có thêm vài phần tùy mị. Trang phục không phải mặc ở trên người của ngươi. Phong Phi Vân nói vô tội. Ta nói là về, một thứ bên trong kia. À, ta nhớ ra rồi, lúc ấy cởi ra quá nhanh, sau đó nút vào trong túi của ta, thật xin lỗi à. Thật xin lỗi à, trước kia đã hình thành thói quen hư. Không, không có đáng để ý đến, đây là lần đầu tiên. Đều là bị nữ hiệp kia hù dọa, động tác cũng quá nhanh một chút. Phong Phi Vân lưu luyến không rời lấy từ túi áo ra một món da cừu không nhìn rõ màu sắc gì rồi bắt đầu thăm dò. Trên đó vẫn còn mang theo mùi hương thiếu nữ, tựa như mùi vị hoa lan, rất là mê người. Đây chính là áo lót sát người nàng mặc ở tận bên trong cùng, nắm ở trong tay cực kỳ trơn nhẵn. Nó không phải nữ hiệp, nó chỉ là tử linh tử được kỷ gia bồi dưỡng. Quý tiểu nô quay lưng lại, mặc áo lót cừu y trở về, trong âm thanh mang theo vẻ lạnh lẽo, tràn ngập hận ý. Phong Phi Vân nhìn thân hình nhở nhắn xinh xắn kia của nàng, kìm lòng không đậu lại nghĩ tới vừa rồi vận động kịch liệt mà hung dữ kia. Hắn nhớ lại mà sờ sờ ngón tay, sau đó lấy ra từ trong túi áo một miếng vải không lớn, xấu hổ ho khan hai tiếng rồi nói. Vừa rồi tốc độ quá nhanh, không cẩn thận cũng cởi cả cái này ra. Một đôi con ngươi tròn vành vạnh của Quý Tiểu Nô bắt đầu xanh lè. Nàng nhìn miếng vải nho nhỏ kia trong tay Phong Phi Vân mà có hơi khép lại đôi chân ngọc thon thả. Cảm giác dưới làn váy của mình tựa hồ có hơi lành lạnh. Một cơn gió mát từ ngoài cửa thổi vào, cảm giác lành lạnh lại càng rõ rệt. Yên lặng một hồi rất lâu, im lặng đến có hơi dị thường. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng, rồi nói. Nữ nhân áo đen vừa rồi kia không phải dễ lừa như vậy, nếu như ở trong trấn mà không tìm được ngươi, khẳng định sẽ có phát sinh hoài nghi. Đến lúc nàng ta có phản ứng, khi đã đi mà quay lại liền không dễ dàng lừa gạt được nàng ta. Người có thể bước lên con đường tu tiên này đều là người ẩn chứa trí tuệ, ý chí đều thuộc về siêu nhân loại nhất, không dễ dàng bị lừa gạt. Quý tiểu nô tự nhiên cũng biết rõ ràng đạo lý này, thở dài nói. Nếu như có tỷ tỷ ở đây thì tốt, căn bản là không cần ẩn núp trước bọn họ. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ a? Đôi mắt của nàng chớp chớp. Ngón tay không ngừng vân về chéo áo, trong lòng cũng không có mảy may chú ý nào. Trong đôi mắt Phong Phi Vân hiện lên một vẻ quả quyết, hắn bỗng nhiên đứng dậy mà nói. Hiện tại liền đi đã. Đi không xong, tứ đại tử tướng khẳng định đã lấy Dương Văn sát trận phong tỏa tứ phía trấn Thanh Phong. Quý tiểu nô ra sức lắc đầu. Phong Phi Vân nói. Dương Văn sát trận không phải là tầm bảo sư cũng biết thông thạo ư. Đó chính là thủ đoạn cấm phong u linh quái vật của tầm bảo sư lúc tìm kiếm cổ mộ sao. Làm sao ngươi biết? Quý tiểu nô ánh mắt phát lạnh, lại là sinh ra một tia sát khí. Hỗn khất nhi này lại hiểu được nhiều thứ như vậy, nhất định là có vấn đề. Hơn nữa trước kia mọi thứ đều thật tốt, chỉ sau khi gặp phải hắn thì người của kỷ gia mới tìm đến cửa. Thế này cũng thật trùng hợp. Chẳng lẽ hắn là gian tế của kỷ gia? Phong Phi Vân vội vàng lui về phía sau hai bộ mà bảo. Ta chính là một người tầm bảo sư, tự nhiên biết Dương Văn sát trận. Sát khí trên người Quý tiểu nô liền thu lại, nàng đột nhiên nhớ ra, hỗn khất nhi này đúng là có nói qua, hắn đã học một vài thủ đoạn của tầm bảo sư, chính là một người học nửa vời nên tính 10 lần sai 9. Thôi đi, chỉ với bản lĩnh kỹ năng kia của ngươi mà có thể phá được Dương Văn sát trận. Quý tiểu nô mặc dù tạm thời bỏ qua sự đề phòng đối với Phong Phi Vân, nhưng mà không xem trọng bản lĩnh tầm bảo sư của hắn. Có lẽ có khả năng thử một chút. Phong Phi Vân cắn răng nói có hơi gượng gạo. Quý tiểu nô có hơi lườm nguýt, coi như là nửa vời thì ít nhất vẫn còn có vài phần hy vọng, cũng có thể thử một lần. Màu đen mông lung, nuốt hết cả trấn Thanh Phong. Thừa dịp Kỷ Thương Nguyệt và Kỷ Phong Lãnh đang lục soát tìm tòi nơi khác. Hai người lặng yên đi ra khỏi trấn Thanh Phong.
lẩn trong bóng tối mà đi ra cửa trấn, rồi chạy về hướng dãy núi Vương Ốc. Tại sao phải đi vào dãy núi Vương Ốc? Phong Phi Vân đi theo phía sau nàng, nhỏ giọng hỏi. Kỷ gia đã điều động Tử Linh Tử tới trấn Thanh Phong, như vậy khẳng định còn có các cao thủ khác ẩn náu trong bóng tối. Chúng ta nhất định phải vào dãy núi Vương Ốc thông báo cho tỷ tỷ và Tôn Gia Gia. Quý tiểu nô có vẻ hơi vội vàng, bước tiến lại nhanh hơn không ít. Vốn nàng tưởng rằng Phong Phi Vân sẽ không theo kịp bước chân mình, có điều hỗn khất nhi này mặc dù chính là chạy nghiêng nghiêng ngả ngả, nhưng mà so sánh với nàng cũng là không hề chậm chút nào. Tôn Gia Gia là ai? Phong Phi Vân hiếu kỳ hỏi. Chính là vị trưởng bối mà ta nói cho ngươi kia. Quý tiểu nô mặc dù có hơi không nhịn được Phong Phi Vân, nhưng mà thái độ so sánh với trước kia lại rõ ràng khá hơn nhiều. Ông ta ở trong dãy núi Vương Ốc. Phong Phi Vân lại hỏi. Quý tiểu nô không trả lời câu hỏi của hắn, bước chân chậm lại, cuối cùng ngừng hẳn lại, nằm bò ở trên mặt đất, ánh mắt có hơi ngước lên, nhìn về hướng phía trên. Phong Phi Vân cũng theo ánh mắt của nàng mà nhìn về phía trước. Chỉ thấy một người nam nhân mặc áo giáp màu đen, đang đứng tại trên đỉnh ngọn cây mọc treo leo trên một vách đá. Hắn đứng bất động hồi lâu, thật giống như một con dạ ưng thật lớn. Toàn thân hắn đều tỏa ra sương mù màu đen, sương mù kia giống như thương long. Hắn trợn mắt hung dữ, mặc dù cách xa mấy ngàn trượng mà đã làm cho người ta cảm giác được một cỗ khí tức tử vong. Đó chính là tử tướng trong truyền thuyết, lại đứng ở trên vách đá gập ghềnh cao chất ngất, thật có phong cách a. Phong Phi Vân nhảy nhót thiếu chút nữa quát to lên, quý tiểu nô vội vàng đè đầu ra hỏa chưa từng thấy cảnh đời này, sợ hắn nói âm thanh quá lớn, làm kinh động vị tử tướng kia. Tử tướng đã xuất hiện, Dương Văn sát trận hẳn là liền bố trí ngay gần đó. Ngươi có thể tìm ra trận vân hay không? Quý tiểu nô không tin tưởng nhiều lắm đối với Phong Phi Vân, dù sao mức độ thông thạo tầm bảo của hắn chỉ là tính 10 lần sai 9, quả thực so sánh gặp vận may thì không lớn hơn bao nhiêu. Phong Phi Vân thành khẩn thề thốt vỗ vỗ vào ngực, sau đó đi ở phía trước dẫn đường. Hắn dè dặt cứ thế mà đi về phía trước, vừa điều tra những đường vân ấn trên mặt đất, vừa hướng về trong bóng tối mà tìm tòi. Ha ha, hắn lại đều khắc chế hoa văn trận pháp trên mặt đất và lòng đất, không đúng, ngay cả trong không khí cũng đều khắc chế không ít. Nếu không phải có tầm bảo sư như ta ở đâu, khẳng định là ngươi không phát hiện được. Phong Phi Vân đột nhiên ngừng bước chân lại. Tự đắc nở nụ cười. Quý tiểu nô không nói nổi đối với hắn, nên lại là đạp một cước trên mu bàn chân hắn. Ách! Phong Phi Vân bị đau, nhưng mà cũng không dám kêu lên thành tiếng. Quý tiểu nô thấy hắn bị đòn mà không dám kêu, trong lòng lập tức thầm cười, cuối cùng cũng đã trả được món nợ lúc trước bị hắn chiếm tiện nghi. Nếu như mạnh mẽ phá vỡ Dương Văn sát trận, như vậy nhất định tạo thành tiếng vang rất lớn. Đến lúc đó tứ đại tử tướng và hai vị tử linh tử trong trấn Thanh Phong đều sẽ phát hiện, sẽ sớm chạy tới. Cho nên một khi Dương Văn sát trận bị phá vỡ, chúng ta nhất định phải đi xa được đến đâu thì trốn xa tới đó. Quý tiểu nô ngồi chồm hổm trên mặt đất liếc mắt nhàn Phong Phi Vân mà nói. Thế này, lập tức ta sẽ ra tay phá vỡ Dương Văn sát trận, người đến ngồi trên lưng ta, ta cõng người trên lưng thì tốc độ nhanh hơn một chút. Hà tất phiền toái như vậy? Đối với tầm bảo sư mà nói, muốn lặng yên không một tiếng động phá vỡ Dương Văn sát trận quả thực chính là một bữa ăn sáng. Phong Phi Vân trực tiếp nhặt một khúc cành cây từ trên mặt đất, rồi rạch vài cái trên mặt đất, vẽ ra dấu hiệu một cái cổng, sau đó liền đi tới. Cũng không làm kích động Dương Văn sát trận, nhưng mà lại đi ra khỏi vùng phong bế của Dương Văn sát trận. Quý tiểu nô kinh ngạc nói không ra lời, thật lâu sau mới nói. Như vậy cũng được ư. Đương nhiên. Đi thôi. Phong Phi Vân kéo cánh tay của nàng, rồi hướng về rừng rậm trong dãy núi Vương Ốc mà chạy đi rất nhanh, cuối cùng biến mất ở trong rừng cây rậm rạp. Trong núi có nhiều khe sâu vực thẳm, ngay cả vào ban ngày đều rất dễ dàng ngã chết dưới khe sâu, nhưng mà có quý tiểu nô dẫn đường nên hai người dọc theo một khe núi mà đi, căn bản không gặp phải bất cứ chỗ nguy hiểm nào. Trấn Thanh Phong có động tĩnh lớn như vậy, tỷ tỷ của ngươi không có khả năng không biết. Nhưng vì sao nàng không quay trở lại cứu ngươi? Phong Phi Vân đi theo sau nàng mà thắc mắc. Trong ánh mắt quý tiểu nô hiện lên vẻ lo lắng, những lời Phong Phi Vân đã nói cũng là vấn đề hiện tại khiến nàng lo lắng nhất. Với tu vi của tỷ tỷ cao hơn Tử Linh Tử, động tĩnh ở trấn Thanh Phong thì tỷ tỷ không có khả năng cũng không hề phát hiện một chút nào. Như vậy chỉ có thể nói một việc,
khẳng định nàng cũng gặp phải cường địch. Nhưng mà có Tôn Gia Gia ở đó, coi như là kẻ địch hùng mạnh thì cũng không phải lo lắng. Trong lòng nàng mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng mà lại vẫn lo lắng. Cũng không biết đi được bao lâu, phía trước xuất hiện một ngọn núi cao chót vót. Cao đến thẳng đứng chui vào trong tầng mây, mặc dù là ban đêm, đều có thể cảm giác được sự nguy nga của nó. Ầm, 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 ầm. Đột nhiên ngọn núi cực lớn kia bỗng rung động một hồi, thật sự là đất rung núi chuyển, mây tan sương mù giạt đi. Đây là cần phải có lực lượng khổng lồ cỡ nào, thì mới có thể làm rung động một ngọn núi lớn như thế. Chẳng lẽ trong núi có dị thú tu vi 500 năm trở lên? Ầm, 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 ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Trực tiếp nện cho trọng tâm của Phong Phi Vân và Quý Tiểu Nô không yên, ngã ngồi trên mặt đất. Hai người gắt gao ôm chặt lấy nhau mà cùng lăn tròn. Đó là... Phong Phi Vân bị một màn này trước mắt làm cho kinh hãi. Hắn chỉ thấy một thủ trảo thật lớn vươn lên từ trong núi, trực tiếp xuyên thủng quả núi lớn vươn cao vào trong mây. Một thủ trảo này cũng không biết lớn tới đâu, vẻn vẹn chỉ là một đầu ngón tay dài mấy chục thước, dài tới mức móng tay trông tựa như thanh đại đao. Chỉ thấy nó tỏa ra hàn quang làm khiếp đảm tâm hồn người. Một quả núi lớn đều bị nhất trảo xuyên thủng, đây rốt cuộc là sinh vật gì? Nhìn hoa văn trên móng vuốt kia, không giống nhân loại, cũng không giống như dị thú. Nó mang theo khí tức kỳ dị cổ quái làm cho người ta cực kỳ bị đè nén. Phong Phi Vân tự nhận mình cũng là một người có kiến thức cực kỳ rộng rãi, rất nhiều chủng tộc bí ẩn của tu tiên giới đều đã tiếp xúc. Nhưng mà những chuyện phát sinh gần đây, những thứ gặp phải, lại nghe những điều chưa từng nghe, tất cả khiến cho hắn cảm giác chính mình đang đi bước một để tiếp xúc với một số tộc nhóm thần bí. Xong, Dương Giới cử người đến. Quý Tiểu Nô nhìn kia thủ trảo khổng lồ kia, sắc mặt trở nên càng nghiêm nghị hơn, so với gặp phải cao thủ kỳ gia thì còn sợ hãi hơn. Thủ trảo này ra đòn thật giống như một đám mây lớn đen xì, trên bề mặt hẳn dấu ấn một chiếc mặt quỷ, có khắc ma huy. Nó đều là trời sinh xuất ra từ trong thân thể. Chính là một loại đặc thù của tộc nhóm. Ít nhất theo Phong Phi Vân trước kia vẫn cứ là nghe những điều chưa từng nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Tôn giả dị hình dị dưới trướng Dương Giới Vương, làm thế nào mà hắn lại tìm tới nơi này? Quý Tiểu Nô bị dọa đến run rẩy, bị sinh vật khổng lồ không biết kia trên không trung làm cho nàng khiếp sợ, toàn thân đều như nhũn ra. Phong Phi Vân một tay nhấc nàng đứng lên, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Sau đó liền lao nhanh về hướng trong rừng rậm. Nàng bị hù dọa đến ngây ngốc, ngay cả cử động đều không thể động đậy. Nhưng mà ý chí Phong Phi Vân lại cực kỳ cường đại, nên hắn cũng không bị uy thế của Tôn giả dị hình dị chân áp. Rầm, rầm, rầm. Ở phía sau người liên tiếp vang lên tiếng nổ, động đất càng kịch liệt hơn. Ngọn núi cao ngất trong tầng mây kia không ngờ bị người ta đánh đổ. Vụ nổ nghiền nát vạn vật nện đau màng nhĩ người ta. Những tảng đá to vài trăm thước quay cuồng, thiếu chút nữa liền nện xuống đỉnh đầu Phong Phi Vân. Đây là lực lượng lớn như thế nào, khiến cho quả núi khổng lồ cao như thế đều bị đẩy ngã. Xoẹt! Một tia chớp to lớn tựa như một con rồng, nó giáng xuống từ trong mây đen trên màn trời, liền như một thanh thiên đao chém vỡ thiên địa. Tôn lão đầu, đại nạn của ngươi giáng xuống, tu vi suy yếu hơn phân nửa, căn bản là không phải đối thủ của bổn tôn. Một cái cự trảo đen xì chụp vỡ tia chớp, sau đó chụp mãnh liệt ở trên mặt đất. Nó đánh cho một khối mộ bia cao hơn 30 thước bị hất tung bay lên. Khối mộ bia này cực kỳ dày dặn, tựa như một mảnh vách đá, mặt trên khắc đầy văn tự, tựa hồ ghi chép sự tích xưa nay của một vị đại nhân vật nào đó. Mặt trên có khắc một bức họa ông lão, tóc trắng xóa, mặt mày đầy nếp nhăn, đang cúi cả người. Tuy là một bức họa khắc vào trên mộ bia, nhưng mà lại có vẻ giống như đúc. Hơn nữa bức họa kia vẫn còn cử động trên mộ bia. Không sai, bức họa ông lão này lại cử động. Lão mở cái miệng khô quắt ra, có âm thanh phát ra từ trong miệng lão. Ha ha, sát hành vân, chỉ bằng bản lãnh của ngươi ở trong dị hình dị đều còn chưa tiến vào 10 người đứng đầu, coi như lão đầu tử ta thọ nguyên hết sạch thì thu thập ngươi vẫn còn dư giả. Âm thanh này là truyền ra từ trong mộ bia, chính là do bức họa ông lão nói ra. Âm thanh trùng trùng điệp điệp. Rung động trời cao. Ầm, 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 ầm. Thân thể cao lớn của sát hành vân in vào ở trong tầng mây trên bầu trời đen xì, chỉ lộ ra một cái thủ trảo thật lớn kia. Nó xé nát sóng âm do bức họa ông lão phát ra.
Tôn lão đầu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi cho rằng ta vẫn là Sát Hành Vân năm đó sao? Giao ra Mộ Phủ Tầm Bảo Lục và hai nha đầu kia, ta cho ngươi một cơ hội nhắm mắt xuôi tay tử tế. Đám mây đen kia bắt đầu khởi động trên màn trời, âm thanh càng thêm hào hùng, thật giống như từng đợt sấm sét đang chuyển động, chèn ép ra những đợt chấn khí rực rỡ. Sát Hành Vân, ngươi chẳng qua chỉ là ưng chảo dưới trướng Kỷ Đông Lai, coi như tu vi hiện nay thông thiên thì cũng vẫn chỉ là một tên tay sai. Quý Tâm Nô rốt cục xuất hiện, nàng đứng ở cạnh một cái hồ lớn, trong tay nắm một tinh cung đen nhánh. Cung không có dây, nhưng mà ngón tay của nàng lại kéo tinh cung thành hình trăng tròn. Một mũi tên thần màu xanh bay đi ra ngoài, giống như một con rắn trườn tới. Xoạt! Sức mạnh mũi tên hình thành trong không khí một vầng hình con thoi, âm thanh xé gió cực kỳ sắc bén, một mũi tên này giống như có thể đem bắn thủng cả một quả núi. Đây mới là thực lực chân chính của nàng, đã đạt tới thần cơ trung kỳ. Phong Phi Vân quay đầu lại nhìn về phía đó, cảm giác được một mũi tên cường đại này đủ để bắn bị thương tu tiên giả thần cơ đỉnh cao. Rầm! Một đạo khí lạnh từ đám mây đen trên màn trời phóng xuống. Nó liền làm đông lạnh mũi tên màu xanh kia thành khối băng, sau đó vỡ vụn ra. Khí lạnh tịnh không hề biến mất, trực tiếp giáng xuống. Nó kết thành một tầng băng cứng hơi mỏng trên người Quý Tâm Nô, đóng băng nàng vào bên trong. Cả một vùng lớn núi non trùng điệp đều bị khí lạnh bao trùm, phủ kín một tầng xương trắng, thật giống như mùa đông khắc nghiệt trong núi, tràn đầy tuyết đọng nơi nơi. Cái hồ lớn kia bị đóng băng biến thành màu trắng xóa, khiến cho vương ốc sơn đen xì đều ánh lên một tia ánh sáng. Lực lượng thực cường đại, đây là một vị thần sao? Phong Phi Vân hỏi. Hắn không phải thần, hắn là dị hình dị, chính là một trong dương giới tam dị. Hắn là tà ma, hắn là ma quỷ. Quý Tiểu Nô tránh ra từ trong tay Phong Phi Vân, rơi ở trên mặt đất, sau đó chạy về hướng phía sau. Lúc này trên mặt nàng không có một chút vẻ sợ hãi nào nữa, thật giống như muốn đi liều mạng cùng Sát Hành Vân. Người định làm chi, người điên rồi. Phong Phi Vân đuổi theo, đè bả vai của nàng xuống. Quý Tiểu Nô trực tiếp hất bay Phong Phi Vân đi ra ngoài, lạnh lùng chỉ vào hắn mà nói. Bắt đầu từ bây giờ ngươi cút cho ta, xa được tới đâu thì chạy xa tới đó. Chuyện này căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Ngươi là một hỗn khất nhi. Tiếp tục tham gia vào thì chỉ biết dâng ra tính mạng. Ta không phải hỗn khất nhi, ta là Tầm Bảo Sư. Phong Phi Vân nói không biết xấu hổ nói. Hắn đứng lên từ trên mặt đất, chỉnh lý một phen quần áo càng bị rách nát, trên mặt vẫn còn dính đầy lá cây và bùn đất. Cho dù ai đều không thể gắn liền hắn và Tầm Bảo Sư chung một chỗ. Cút đi, ngươi tính 10 lần sai 9, một kẻ nửa vời. Ta cảnh cáo nếu như ngươi lại theo kịp, thì ta cắt đứt chân của ngươi. Quý Tiểu Nô nước mắt lưng tròng, mặc dù biết rõ quay lại chính là chết, nhưng mà nàng cũng không thể bỏ lại mặc kệ tỷ tỷ của mình. Nàng bảo Phong Phi Vân cút đi, cũng là không muốn hắn vô duyên vô cớ bị mất tính mạng. Dù sao bọn họ đều là người mang điểm xấu, nếu như hắn lại đi chung một chỗ với chính mình thì coi như không chết ở trong tay Sát Hành Vân, thì cũng bị chết ở dưới tay tử tướng Kỷ gia. Cuối cùng nàng hung hăng trợn mắt liếc nhìn Phong Phi Vân, sau đó liền dứt khoát xoay người. Biến thành một bóng dáng màu xanh biếc, bay vút đi về hướng cái hồ lớn. Sát Hành Vân, nó vẫn còn chỉ là một đứa trẻ con, lại xuống tay độc ác đối với nó như thế. Lão đầu tử ta hôm nay coi như liều mạng, thì cũng muốn giáo huấn ngươi thật tốt một phen. Mộ bia cao hơn 30 thước bỗng nhiên bay vụt lên, tựa như một mảnh vách đá dựng lên không, trực tiếp đụng vào đám mây đen cuồn cuộn khắp bầu trời. Tiếng gầm rú vang lên liên tiếp trong không trung. Âm thanh đánh nhau rung động trời cao. Vô số điện quang vững chắc đan vào chung một chỗ, thật giống như vô số điện long đang xuyên qua không gian. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Hai đại nhân vật tuyệt đỉnh đang giao chiến, vẻn vẹn chỉ là một dòng chấn khí tràn ra liền làm cho một khối đá lớn cao vài trăm thước vỡ tung, nổ thành phấn vụn. Phong Phi Vân đứng ở tại chỗ mà có hơi ngẩn người. Lúc này khẳng định chạy trối chết là lựa chọn tốt nhất. Dù sao chuyện này vốn cũng không quan hệ gì tới hắn. Cái gì mà dương giới tam dị và Kỷ gia, hắn đều cũng không quen gì ai a. Huống chi chính mình hiện tại chiến lực còn chưa hề hoàn toàn khôi phục, càng không nên đi quản loại sự việc xấu không quan hệ gì tới mình. Phong Phi Vân a, Phong Phi Vân, ngươi cũng không phải rất quen cùng bọn họ, người ta đã bảo ngươi lăn đi, ngươi vẫn còn mặt dày mày dạn đi theo, thế này không khoa học a.
Bây giờ quả là thoát được càng xa càng tốt, miễn rước họa vào bản thân. Trong lòng Phong Phi Vân suy nghĩ như thế, nhưng mà bước chân dẫu như thế nào lại đều không bước đi nổi. Nhưng mà bọn họ đối với ngươi chính là có ân cứu mạng. Nếu như hồi đó bỏ mặc ngươi trong dãy núi Vương Ốc, sợ là vào đúng lúc đó ngươi cũng đã chết đói. Phong Phi Vân đúng là ghi nhớ trong lòng đối với ân tình của Quý Tâm Nô, nữ nhân dịu dàng mà lương thiện này đã khắc sâu vào trong tim của hắn. Thiên hạ còn biết tìm đâu ra nữ hài tử tốt như vậy, chết một người có thể bị thiếu đi một người a. Phong Phi Vân cắn răng mạnh một cái, trong lòng hạ quyết tâm. Phía sau lại có tiếng nói mạnh mẽ truyền đến. Trong Vương Ốc Sơn đại chiến liên tục, xem ra hai yêu nghiệt kia rất có thể đã trốn đến nơi này. Mới vừa rồi ta thấy một ánh màu xanh biếc lóe lên, hẳn là chính là một yêu nghiệt trong đó. Nó không chạy thoát được đâu, Kỳ Phong Lãnh đã đi ngăn cản đường chạy của nó trước một bước, chúng ta từ phía sau chặt đứt đường lui của nó. Hai đạo bóng đen từ trên đồi núi bay vút đến, bọn họ người mặc áo giáp đen tuyền, quanh thân hắc phụ lượn lờ, hai mắt trống rỗng, trên người tử khí giạt rào. Đúng là hai vị tử tướng, bọn họ bị động tĩnh quá lớn trong dãy núi Vương Ốc làm kinh động, nên đã từ trấn Thanh Phong chạy lại đây. Nay vừa mới phát hiện tung tích Quý Tiểu Nô, hiện tại đang muốn bao vây nàng. Ngươi là người ở đâu, tại sao lại xuất hiện trong dãy núi Vương Ốc? Hai vị tử tướng ngạc nhiên ngừng lại, áo giáp trên người va đập vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Chúng đứng ở cách hơn 10 trượng, nhìn chăm chú Hỗn Khất Nhi trước mắt này. Gia hỏa này cũng quá nghèo túng, hai bàn chân để trần, quần sớm bị cành cây xé nhiều chỗ, áo sống càng là rách tơi tả từng mảnh từng mảnh. Đặc biệt một tấm vải đen bao quanh mặt, quả thực ngay cả gương mặt đều không nhận ra. Đây là thứ mới từ trong hầm đi ra. Tên ta là Phong Nhị Cẩu, hai vị đại hiệp tha mạng a. Trong hai mắt Phong Phi Vân mang theo vẻ kinh ngạc, hai chân đang lạnh run. Phong Nhị Cẩu, lại là ngươi. Kỳ Thương Nguyệt xé rách màn đêm, bay ra từ trong bóng tối, quần áo như sắt, cầm trong tay la bàn bát quái, một đôi mắt lạnh lùng giống như hai đạo hàn kiếm. Phong Phi Vân ngẩn ra, thầm kêu một tiếng không ổn. Làm thế nào mà nàng cũng chạy tới nơi đây? Kỳ Thương Nguyệt chính là tử linh tử do Kỳ gia bồi dưỡng, tu vi đã đạt tới thần cơ trung kỳ. Coi như là nhân vật cấp bậc trưởng lão trong thế hệ trước đến đây, thì cũng không phải đối thủ của nàng. Tử linh tử Kỳ gia nổi tiếng cả phủ Nam Thái, có thể so với thiên tài nghịch thiên của đại gia tộc, từ nhỏ liền được bồi dưỡng và huấn luyện trong tuyệt cảnh, so sánh thiên tài nghịch thiên đều đáng sợ hơn. Nhưng mà mỗi một đời thì tử linh tử đều cực kỳ ít, chưa từng có vượt qua 5 người. Kỳ Thương Nguyệt chính là một trong số đó. Trên người nàng mang theo khí lạnh, một gương mặt lạnh lùng mà tuyệt đẹp kia luôn cứng ngắc tựa như hàn băng. Người bình thường vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy nàng đều sẽ không nhịn được lui về phía sau, đây là sự sợ hãi theo bản năng. Thập Tam Nương, người đã ở đây à? Trong lòng Phong Phi Vân không ngừng kêu khổ, nhưng mà lại cố gắng giả bộ điềm tĩnh, không dám lộ ra chân tướng chút nào. Hai tên tử tướng hiển nhiên đều là tu vi thần cơ sơ kỳ, tùy tiện một tên ra tay thì Phong Phi Vân hiện tại đều không chống đỡ được 10 chiêu. Huống chi còn có tử linh tử Kỳ Thương Nguyệt này, chiến lực khẳng định gấp tử tướng hàng chục lần trở lên. Nếu như bị nàng nhìn ra manh mối, nếu muốn không bỏ mạng đều khó khăn. Thập Tam Nương. Hai tên tử tướng đều là hai mặt nhìn nhau, có hơi liếc mắt về hướng Kỳ Thương Nguyệt. Kỳ Thương Nguyệt vốn tâm tình đã như băng chìm vào sắt. Tâm tình sớm bị hủy hoại. Vốn là tử linh tử nên làm được những điều này, nhưng mà bị Phong Phi Vân gọi một tiếng Thập Tam Nương, thì nàng vẫn không nhịn được có loại ý nghĩ kích động muốn đánh hắn. Chẳng lẽ chính mình liền giống như mẫu dạ xoa hoàng phong đạo tặc sao? Đôi mắt nàng cực kỳ lạnh lẽo, sinh ra hoài nghi đối với Phong Phi Vân. Một kẻ Hỗn Khất Nhi vừa rồi đều vẫn còn yêu đương vụng trộm trong kho củi, so sánh với nàng lại đều còn chạy tới dãy núi Vương Ốc trước một bước. Thế này cũng quá không bình thường. Đôi mắt Kỳ Thương Nguyệt gắt gao nhìn chăm chú vào trên người Phong Phi Vân. Nhìn đến khi hắn không ngừng run rẩy, thật giống như có thể nhìn thấu hắn. Đột nhiên, nàng bay vút một bước, trên ngón tay sinh ra hàn quang, nhằm thẳng đến cổ Phong Phi Vân. Hưu, một ngón tay này tới thật sự rất đột nhiên, một cỗ khí lạnh làm cho cổ họng Phong Phi Vân đều đông lạnh đến phát đau, sát khí ngưng tụ lại một điểm. Thật giống như một con độc xà cắn ở trên cổ. Giờ phút này nếu như Phong Phi Vân muốn trốn, tự nhiên có thể gượng gạo tránh thoát một kích này.
nhưng mà cũng tuyệt đối không tránh khỏi chiêu thứ hai của nàng. Kịch, ngón tay Kỳ Thương Nguyệt ổn định dừng ở trên cổ Phong Phi Vân, trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hỗn khất nhi này tựa hồ đích xác chỉ là một người bình thường. Phong Phi Vân làm bộ mờ mịt đờ đẫn, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là không có phản ứng lại. Chúng ta đi. Kỳ Thương Nguyệt thu hồi ngón tay, mang theo hai vị tử tướng, đuổi theo về hướng chỗ sâu trong dãy núi Vương Ốc. Nhưng mà mới đi được hơn 10 bộ, nàng ngừng lại mà nói. Kỳ Long, ngươi lưu lại coi chừng tiểu tử kia. Kỳ Thương Nguyệt ý chí cẩn thận, nàng vẫn không thấy hoàn toàn yên tâm đối với Phong Phi Vân, cho nên liền khiến cho một vị tử tướng trong đó canh giữ tiếp, miễn sinh ra sự cố. Vâng. Kỳ Long lạnh lùng lên tiếng, sau đó đương nhiên dừng bước chân lại. Hắn quay đầu, dùng một đôi mắt đen nhánh liếc nhìn Phong Phi Vân. Kỳ Thương Nguyệt lúc này mới hoàn toàn yên tâm, mang theo một vị tử tướng khác biến mất trong màn đêm. Phong Phi Vân đã biết rõ rất khó lừa gạt nàng, dù sao có thể trở thành tử linh tử, đều là nhân vật ngàn dặm mới tìm được một. Bất kể là tâm trí, hay thiên phú bẩm sinh thì đều không phải người bình thường có khả năng so sánh. Đại chiến trên bầu trời hồi lâu không dứt, một khối mộ bia cao hơn 30 thước và sát hành vân quyết đấu ở trong tầng mây nên bị lớp mây đen rất dày che đi. Nếu không có cảnh giới thần cơ, căn bản không nhìn thấu tình trạng chiến đấu rốt cuộc đã đến cục diện gì. Loại thanh thế chỉ có nhân vật cấp bậc cự kình mới có thể làm được, những người khác căn bản không chen vào nổi. Phong Phi Vân nếu đã quyết định muốn báo ân, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn quý tiểu nô bị người Kỳ ra bắt, lại càng không nguyện thấy Kỳ tâm nô bị đóng băng trọn đời. Khụ khụ, đại hiệp, ngươi nhìn trời cao có tia chớp thật lớn a. Xem ra là sắp có mưa to, không bằng chúng ta đi tìm một chỗ để tránh mưa. Phong Phi Vân làm ra vẻ kinh dị, thân thiện nói với Kỳ Long. Kỳ Long cười lạnh một tiếng, không ngờ lại coi linh thông tuyệt thế của cường giả thành tia chớp, đứa trẻ con này không biết gì thật sự là buồn cười. Vậy mà Kỳ Thương Nguyệt lại để cho ta trông chừng một đứa ngu dốt như vậy, thật đúng là làm điều thừa. Nếu như đổi làm Kỳ Phong Lãnh, làm sao phải phiền toái như vậy? Trực tiếp chém cho hắn một kiếm, căn bản sẽ không đặc biệt điều động một tử tướng đến trông nom hắn. Cũng chỉ có loại nữ nhân Kỳ Thương Nguyệt mới là lòng dạ đàn bà, không muốn giết lung tung vô tội. Nàng nhất định không làm được đại sự, chỉ tiếc thiên phú bẩm sinh của mình không được cao như nàng, nếu không cũng sẽ không phải làm thủ hạ của nàng. Hiện tại vừa lúc không người, cứ thế giết chết tiểu tử này, sau đó đi bắt yêu nghiệt kia. Nếu như vận số tốt nói không chừng có thể bắt được yêu nghiệt kia trước cả Kỳ Phong Lãnh và Kỳ Thương Nguyệt. Đây chính là một công lớn a. Trong lòng Kỳ Long sinh ra ý định giết người, khóe miệng có hơi nhếch lên một cái, sau đó đi về hướng tới Phong Phi Vân. Linh tính của Phong Phi Vân nhạy bén như thế nào, tự nhiên hắn cảm giác thấy sát khí tràn tới trên người hắn tăng vọt lên. Trong lòng hắn thầm kêu một tiếng không tốt, bỗng con ngươi vừa chuyển hướng liền quát to một tiếng. Oa! Một giọt nước thật lớn, trôi nổi trên không trung, còn tản ra hào quang trắng. Tay của Kỳ Long đã nắm ở trên chuôi chiến kiếm, nhưng mà bị tiếng kêu cực kỳ kinh hãi của Phong Phi Vân thu hút. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đó, quả nhiên nhìn thấy một giọt linh tuyền đang trôi nổi trên không trung, bên trong thai nghén bóng dáng một tiểu cô nương, nó đang tỏa ra hào quang chói mắt. Đồ trẻ con không biết gì, đó là một giọt linh tuyền. Trời ạ, không nghĩ tới ta cũng có thể gặp được tiên vận như vậy. Đôi mắt Kỳ Long sáng ngời, trực tiếp đạp chân mà bắn lên, đưa tay với hướng về giọt linh tuyền đang trôi nổi trong không khí. Nhưng mà khi đầu ngón tay hắn còn chưa chạm vào giọt linh tuyền, liền cảm giác được hai chân chĩu xuống, không ngờ lại bị người khác túm lấy, giật mạnh về hướng phía dưới. Rầm! Đoạn áo giáp trên bắp chân bị người bóp nát, cả đùi đều bị người ta chém đứt, đầu khớp xương gãy lìa, máu me bay tung tóe. Từ chỗ bắp đùi truyền đến đau đớn kịch liệt, thiếu chút nữa khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh. Kẻ nào đánh lén ta? Kỳ Long mặc dù chặt đứt một chân, nhưng mà lại vẫn cắn răng vững vàng rơi xuống đất, sau khi chân đứng yên đã lấy linh khí phong bế vòi máu phun ra từ chỗ vết gãy chân. Là ông nội của ngươi đây. Phong Phi Vân ném đi ra ngoài khúc chân gãy cầm trong tay, đưa tay vén vén mái tóc, hai tay bắt sau lưng, rất kiêu ngạo nhìn chăm chú hắn. Kỳ Long tự nhiên không phải ngu dốt. Đã biết chính mình và Kỳ Thương Nguyệt đều bị hắn lừa gạt. Hỗn khất nhi này không đơn giản, từ đầu đến cuối đều là giả ngây giả dại. Ngươi rốt cuộc là ai?
Kỳ Long một mặt trấn áp vết thương thế để trì hoãn thời gian, một mặt lên tiếng hỏi. Phong Phi Vân tự nhiên là nhìn ra hắn ý đồ, nhưng không nóng nảy, dù sao hắn đã bị chặt đứt một chân, dẫu rằng để cho hắn áp chế được vết thương thì muốn thu thập hắn cũng không khó khăn. Phong Phi Vân lại thu về một giọt linh tuyển kia, rồi cười nói. Muốn hiểu cho rõ ta là ai, người trước hết trả lời một vấn đề cho ta. Vấn đề gì? Kỳ Long đang lúc muốn trì hoãn thời gian, đương nhiên là vui mừng kéo được càng lâu càng tốt. Tại sao các người muốn bắt Quý gia tỉ muội, với lực ảnh hưởng của Kỳ gia tại phủ Nam Thái, tại sao lại phải vất vả điều động cao thủ như thế để đối phó hai thiếu nữ nhu nhược như vậy? Hai người đều bụng mang ý xấu. Phong Phi Vân muốn moi ra từ trong miệng hắn vài điều cần thiết, mà Kỳ Long cũng có quyết định của chính mình. Thiếu nữ nhu nhược, thật buồn cười, bọn họ căn bản là không phải người. Kỳ Long cười lạnh, chê Phong Phi Vân không biết. Đó là cái gì? Điểm này Phong Phi Vân tự nhiên là đã sớm đoán được, liền vội vàng hỏi. Dị hình dị? Kỳ Long lại nói tiếp. Dị hình dị bao hàm toàn diện, có kẻ đã từng là người, sau này liền không hề là người nữa, có trường được một nửa thân hình của người, còn có một nửa lại không giống với nhân loại, có kẻ do lỡ ăn nhầm máu thịt của dị hình dị nên cũng biến thành dị hình dị. Dù sao dị hình dị chính là loại có số lượng tồn tại nhiều nhất trong dương giới tam dị, chủng loại mỗi cái không giống nhau. Trong mộ phủ tầm bảo lục ghi chép dị hình dị liền đạt nhiều hơn 10 vạn chủng loại. Ngươi thử nói bọn họ có phải là người hay không? Phong Phi Vân có lẽ lần đầu tiên nghe nói truyền thuyết về dị hình dị. Vì dị hình chính là có chỗ khác với người bình thường, có khác với bất cứ một loại sinh vật nào tồn tại trên thế gian loài người này. Mặc dù là trong số dị hình dị cũng có hình thái khác nhau, cơ hồ rất khó tìm thấy hai dị hình dị giống nhau. Quý gia tỷ muội chính là dị hình dị giống nhau, có lẽ đúng là vì nguyên nhân này nên mới có thể bị Kỳ gia và hai phe thế lực dương giới khác truy bắt. Đương nhiên cũng không loại trừ còn có nguyên nhân gì đó khác. Sát Hành Vân chính là dị hình dị, Quý gia tỷ muội cũng là dị hình dị. Nhưng mà hai người lại hoàn toàn không giống nhau, có lẽ vì dị hình dị chính là một cách gọi chung, còn nói rộng ra thì phạm trù thật sự rất phổ biến. Đây là một khái niệm hoàn toàn mới, khiến cho Phong Phi Vân nhìn thấy một góc bí ẩn của thế giới này. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, vì sao các ngươi phải đuổi bắt bọn họ? Phong Phi Vân nghĩ tới một cái chuông sắt trong kho củi kia, trong những dòng văn tự trên bề mặt rỉ sét loang lổ liền nhắc tới hai Kỳ gia chữ này. Nếu như nói Quý gia tỉ muội và Kỳ gia hoàn toàn không có liên lạc, Phong Phi Vân là đánh chết đều không tin. Không đúng, tại sao chữ Quý và Kỳ tương tự như thế? Vẻn vẹn chỉ là một phát âm na ná nhau. Bình thường Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng mà khi hai bên này kết hợp cùng một chỗ, thì lại trở nên bắt đầu tế nhị. Kỳ gia đứng đầu thế lực lớn phủ Nam Thái, chẳng lẽ có liên quan đến dị hình dị? Một khi tin tức này được tung ra, chỉ sợ đám tầm bảo sư cả thần tấn vương triều, đều sẽ kết thành tập thể tới cửa thăm hỏi gia chủ Kỳ gia. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành động. Về phần nguyên nhân trong đó thì chỉ có giới cao cấp Kỳ gia mới biết rõ ràng. Kỳ Long đứng một chân trong bóng đêm, từ trong áo giáp vẫn còn chậm rãi nhỏ máu. Phong Phi Vân có hơi nhíu mày lại, địa vị tử linh tử tại Kỳ gia đã rất cao, không có khả năng đều không hiểu rõ tình hình một chút nào, hiển nhiên trong đó che giấu một đại bí mật, Kỳ Long căn bản là không muốn nói ra. Thấy Phong Phi Vân có hơi thất thần, Kỳ Long tranh thủ cơ hội này, chân sau đạp mãnh liệt trên mặt đất. Một cái thiết quyền nện ra, đất đá trên mặt đất nứt ra. Thiết quyền quả là hung dữ mãnh liệt kinh người, hắn đã tung ra toàn lực, ý đồ muốn một kích phải giết. Soạt, tốc độ của Phong Phi Vân còn nhanh hơn, hắn nghiêng người né một cái. Từ ngón cái trên miểu quỷ ban chỉ tràn ra một đạo linh mang, mũi dùi linh thiêng, một đạo đại thủ ấn cùng đánh ra, chúng hóa thành hai hư ảnh kỳ ngưu, chèn ép ra ngoài. Âm. Kỳ Long vốn là chỉ còn một chân, trọng tâm không chắc chắn. Lại bị Phong Phi Vân nhanh chóng né tránh, nên giờ phút này lực lượng của hai kỳ ngưu đánh tới thì căn bản không có cơ hội trốn tránh. Phốc! Áo giáp bị nện vỡ, thân thể bị đè đến máu thịt lẫn lộn. Một vị cao thủ thần cơ sơ kỳ không ngờ liền bị hai cái kỳ ngưu giết chết tươi, đây chính là tử tướng được Kỳ gia tỉ mỉ bồi dưỡng, bị chết không thể nói không oan. Sau khi loại bỏ Kỳ Long, Phong Phi Vân liền không hề dừng lại nữa. Hắn cấp tốc chạy đi vào trong màn đêm. Hắn không hề đi theo phương hướng vào chỗ sâu trong Vương Ốc Sơn,
ngược lại hướng ra ngoài Vương Ốc Sơn mà chạy đi. Nơi đó chính là phương hướng quay về trấn Thanh Phong. Hắn tự nhiên không phải muốn bỏ lại mặc kệ Quý gia tỉ muội, mà là hắn biết với trạng thái hiện tại của mình, coi như có đi đến đó thì cũng không giúp được dù hết lòng tới đâu. Nhưng mà trấn Thanh Phong đã có một đại bí mật còn chưa được phá giải. Nếu như mở ra được điều đại bí mật này, nói không chừng là có thể cứu tính mạng bọn họ. Đại khái thời gian qua nửa canh giờ, Phong Phi Vân rốt cục tiến vào trong trấn Thanh Phong. Hiện nay trấn Thanh Phong hoàn toàn bị màn đêm tối nuốt chửng, ngay cả một ngọn đèn sáng cũng không có. Xem ra những đám dân trấn này đều bị hù dọa sợ hãi, cho nên đều vội dập tắt đèn đóm đi. Phong Phi Vân lại lần nữa tiến vào khu nhà Quý gia tỉ muội ở, xông vào trong kho củi. Từ trong góc kia hắn lôi ra một cái chuông sắt bị vứt bỏ lại. Trong chuông sắt này rốt cuộc chứa vật gì vậy? Phong Phi Vân tin chắc người của Kỷ gia không chỉ có là muốn đuổi bắt Quý gia tỉ muội, nhưng lại đang tìm kiếm một món đồ cực kỳ quan trọng. Mà món đồ như vậy rất có thể liền giấu ở trong chiếc chuông sắt này. Dầm! Phong Phi Vân hai tay bưng chiếc chuông sắt, chậm rãi nhấc nó lên, rồi chuyển ra cửa kho củi. Cái này! Phong Phi Vân gắt gao nhìn chăm chú mặt đất, có hơi không thể tin được vào hai mắt của mình. Một con ô quy, rùa đen có mai màu trắng, nhưng mà lại không giống ô quy. Bởi vì ô quy không có cái chân dài như vậy, hơn nữa cổ cũng không có dài như vậy. Con này không phải một con ô quy, quả thực chính là một con vịt mọc ra bốn chân. Mai rùa màu trắng, đại khái chỉ có lớn như cái bàn như vậy, một đôi mắt rùa màu xanh to bằng hạt đỗ vẫn còn tỏa ra ánh sáng. Đúng là nó đang nhìn chăm chú Phong Phi Vân, hiển nhiên là cũng bị dọa đến hoảng sợ. Giờ phút này nó có vẻ mặt rất nhân tính hóa, bốn chân nhẹ nhàng run lên, thiếu chút nữa nằm phịch dưới đất. Một con ô quy lại cũng biết sợ hãi. Phong Phi Vân mặc dù cảm giác ở trong chuông sắt nhất định là có sinh vật nào đó. Nhưng mà lại nằm mơ đều thật không ngờ lại là một con ô quy màu trắng đang run rẩy. Mẹ ơi, không phải là thú cưng do Quý tiểu nô nuôi chứ? Chẳng lẽ chính mình đã đoán sai? Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn chăm chú thật lâu màu trắng trên lưng ô quy kia. Ô quy cũng nhìn chăm chú hắn, một người một rùa bốn mắt nhìn nhau, đều cơ hồ hoàn toàn yên lặng. Sau một hồi thật lâu, Phong Phi Vân mới mắng to. Tại sao lại có khả năng quái dị như vậy? Tại sao lại là ô quy có màu trắng? Đi mà hỏi muội muội nhà ngươi a, ngươi tự mình nhấc cái mai rùa của lão phu lên, vậy đương nhiên liền biến thành màu trắng chứ sao? Con ô quy kia cũng là càng tức giận hơn, hắn giải cái miệng, không ngờ lại hộc ra tiếng người già nua. Một con ô quy biết nói tiếng người. Mai rùa lại là chuyện đáng để ý đến như thế sao? Phong Phi Vân đưa mắt nhìn về hướng cái chuông sắt rỉ sét loang lổ kia mà nhìn lại lần nữa, rồi hỏi với vẻ có hơi sững sờ. Kia là mai rùa của ngươi. Mai rùa luyện mãi thành thép, ngàn năm bất diệt. Tốc độ của con ô quy nhỏ này cũng không chậm chút nào. Bởi vì bốn cái chân mảnh khảnh của nó dài như chân vịt, đi tới phía trước cái chuông sắt. Từ trong thân thể toát ra một đạo hào quang màu trắng. Một cái chuông sắt thật lớn lập tức bắt đầu di động, càng di chuyển càng nhanh, cuối cùng trực tiếp bay lên trên lưng con ô quy màu trắng. Ầm, 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 ầm. Chuông sắt và ô quy kết hợp chung một chỗ, mai rùa trên lưng ô quy nên liền như khốt sắt thép, trên mặt cũng là rỉ sét loang lổ. Tràn đầy văn tự và nét khắc từ thuở xa xưa, thậm chí còn có các đường hoa văn trên lưng ô quy, có vẻ cực kỳ huyền bí. Mặc dù màu sắc mai rùa của nó thay đổi, nhưng mà to áng chừng bằng nắm đấm của người vậy. Và bốn cái chân thật dài, vẫn là màu trắng tựa như được chạm từ ngọc. Phong Phi Vân trong miệng phát ra hai tiếng chậc chậc, cảm giác có hơi kinh ngạc, còn ô quy này không đơn giản a. Sát, chuyện phát sinh giữa ta và Quý tiểu nô trong kho củi. Hỗn đản này chẳng phải đều nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Phong Phi Vân lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Tiểu tử, người rốt cuộc có lai lịch gì, vì sao phải ẩn núp bên cạnh hai nhà đầu Quý gia? Ô quy những ngày này liền ở bên cạnh Phong Phi Vân, tự nhiên là biết rõ nhất cử nhất động của hắn. Lúc Phong Phi Vân ngồi tu luyện, đều bị nó nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Ngươi là ai, vì sao ẩn núp bên cạnh bọn họ? Phong Phi Vân xem như nhìn rõ ràng, Quý gia tỉ muội hiển nhiên cũng không biết này con ô quy này đang trốn ở trong kho củi. Gia hỏa này tự biến chính mai rùa của mình thành một cái chuông sắt, hiển nhiên cũng là muốn lừa gạt Quý gia tỉ muội.
nói không chừng trước khi Quý gia tỉ muội đến ở chỗ này, thì nó cũng đã ẩn núp tại đây, biến thành một cái chuông sắt kia rồi tự giấu chính mình ở bên trong. Khó trách Quý gia tỉ muội cho tới bây giờ cũng không hề liếc mắt nhìn cái chuông sắt kia, hiển nhiên là không hề phát hiện ra được sự khác thường của quả chuông sắt này. Hừ, thân phận lão phu cao quý như thế nào, há là một kẻ nhãi danh như ngươi có khả năng biết đến. Một đôi mắt như hạt đậu xanh của con ô quy chăm chú nhìn vào trên người Phong Phi Vân. Đột nhiên hai mắt cứng lại, phóng tới trên ban chỉ màu đen ở tại ngón cái của Phong Phi Vân. Miểu quỷ ban chỉ, ngươi là người của Xâm La Điện. Con ô quy mai trắng có hơi kinh ngạc, nó lại cẩn thận đánh giá Phong Phi Vân một lần nữa rồi lầu bầu nói. Không nghĩ tới người của Xâm La Điện cũng đến nhảy vào nồi nước đục này. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi. Tốt nhất là nên tránh bọn họ thật xa, nếu không lão phu không khách khí đối với ngươi. Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không để ý đến uy hiếp của nó. Nếu như nó đối với sự không có khả năng của chính mình mà đã sớm không khách khí, sao lại chờ tới bây giờ? Chỉ có thể nói, gia hỏa này là đang huyên hoang khoác lác, phô trương thanh thế. Lão ô quy, tại sao trên lưng lão lại có khắc sự tích kỷ gia? Lão và kỷ gia rốt cuộc là quan hệ gì? Phong Phi Vân hỏi. Chuông sắt chính là mai rùa của nó. Những chữ khác trên chuông sắt đương nhiên cũng là những chữ khác trên mai rùa. Tiểu tử, lễ độ đối với ta một chút, ta chính là cũng có họ tên nổi danh. Vậy lão xưng hô như thế nào? Ta họ Mao, tên ô quy. Mao ô quy. Phong Phi Vân thiếu chút nữa cười thành tiếng. Sắc mặt của Mao ô quy trở nên có hơi xanh thẳm, đôi mắt cũng trở nên có hơi xanh thẳm mà nói. Lão phu tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, nếu không phải bị chúng cổ cương vu thuật thuật phù thủy cổ, thì chỉ dựa vào vẻ mặt vừa rồi của ngươi là ta có thể diệt ngươi 18 lần. Chúng cổ cương vu thuật, nên mới biến thành bộ dạng đáng sợ hiện tại này. Phong Phi Vân có hơi kinh ngạc, mặc dù đã sớm biết rõ cổ cương vu thuật rất huyền bí, truyền thừa từ thời thượng cổ. Nhưng mà có thể nguyền rủa một lão ô quy đã sống mấy ngàn năm thành dáng vẻ hiện tại này. Thì có thể thấy được người thi triển vu thuật này cũng là khá khó lường. Có thể tu luyện trăm năm đều xem như dị thú, có thể tu luyện ngàn năm đều cũng đã được xưng là linh thú, tổng cộng linh thú của cả thần tấn vương triều cũng sẽ không vượt qua 10 con, huống chi lão ô quy đều đã tu luyện mấy ngàn năm. Ai, chuyện cũng nghĩ lại mà đau đớn lòng. Mao ô quy thở dài thở ngắn, tựa hồ tại kêu lên đời người thật là thê lương. Phong Phi Vân cúi đầu, nhìn lão một chút rồi hỏi. Rốt cuộc lão và kỷ gia, quý gia tỉ muội là có quan hệ gì? Hừ, chuyện này liên quan việc quan trọng, tiểu tử ngươi có lẽ biết ít thì tốt hơn. Đúng rồi, hai nhà đầu kia thế nào, có tôn lão đầu che chở bọn họ, hẳn là không ai có thể đả thương bọn họ. Mao ô quy nói. Phong Phi Vân lắc đầu, đáp. Đại sự không ổn a. Dương giới cử đến đây một vị sát thần, có tên là Sát Hành Vân. Tôn lão đầu kia phỏng đoán không là đối thủ của hắn. Sát Hành Vân, tại sao tiểu tử ngươi không nói sớm nói ra? Xảy ra đại sự, xảy ra đại sự. Không nghĩ tới Dương Giới Vương lại điều động một vị tôn giả đến đây, chẳng lẽ không sợ gọi người của thần linh cung đến, quả thực so sánh thì lá gan kỳ gia còn muốn lớn hơn. Lần này động tĩnh huyên náo quá lớn, sợ là vô phương tốt được. Lão già Mao ô quy này hiển nhiên biết rất nhiều điều bí ẩn. Đối chuyện của Dương Giới và Kỷ Gia lại còn biết rất rõ. Phong Phi Vân nói. Cái kia không nhất thiết, hiện nay Phủ Nam Thái vừa mới xảy ra một đại sự, chỉ sợ ánh mắt của mọi người đều bị chuyện đó thu hút vào. Cho nên người của Kỷ Gia và Dương Giới mới dám tùy tiện không kiêng dè ra tay như vậy. Phủ Nam Thái xảy ra đại sự. Mao ô quy khìn khịt trong mũi, lão cảm giác được đại sự MF Phong Phi Vân nói, khẳng định cũng không đáng kể. Một vị nữ ma xuất thế, nàng chính là nghịch chuyển sinh tử sống lại, tay không có thể bóp chết một vị cự kình. Thế này có tính là đại sự hay không? Phong Phi Vân hỏi. Cái đầu trắng của Mao ô quy đều xanh lè, lão kêu lên kinh ngạc. Kính Hoàn Sơn, Thương Sinh Tự, Người Trong Giếng, Tiêu Nặc Lan. Lão đây cũng biết. Phong Phi Vân nhìn lão chằm chằm, càng tỏ ra cảm giác được gia hỏa này quá khủng khiếp. Xong, xong. Cái này là thật sự xong. Tiểu tử, đây là chuyện đã phát sinh bao lâu? Mao ô quy nghe tin tức như thế, quả thực so sánh nghe được về Sát Hành Vân càng kinh hãi hơn. Phong Phi Vân hơi suy nghĩ một chút, rồi nói. Đại khái 10 ngày trước đây. Đã 10 ngày,
khó trách Kỷ Gia và Sát Hành Vân đều không thể chờ đợi như vậy mà ra tay. Thì ra là nàng đã xông ra khỏi giếng. Trong miệng Mao Ô Quy không ngừng nhắc tới, đột nhiên lão nhanh chân liền chạy ra bên ngoài, vẫn còn hét lớn. Tiểu tử, tuyệt đối không thể để cho hai nha đầu kia rơi vào trong tay Kỷ Gia và Sát Hành Vân, nếu không bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Phi Vân hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì. Tiêu Nặc Lan xuất thế, tại sao đều làm cho người của Kỷ Gia và Dương Giới đều bị kinh động? Còn Quý Gia tỷ muội lại sắm vai nhân vật gì ở trong đó? Mao Ô Quy nói đúng, trước mặt chuyện quan trọng nhất, phải giữ được Quý Gia tỷ muội mới là vương đạo. Phong Phi Vân không sợ tử linh tử của Kỷ Gia, cũng không sợ cao thủ thần bí của Dương Giới. Hắn chỉ sợ nữ ma đầu Tiêu Nặc Lan kia đi tới xứ sở Phong Hỏa Liên Thành. Dù sao nàng là một người duy nhất thiếu chút nữa trực tiếp bóp cổ Phong Phi Vân, trực tiếp bóp chết a. Phong Phi Vân vĩnh viễn đều không quên được loại cảm giác này. Này, tiểu tử, đừng nắm cổ ta, mà ta cũng không bảo ngươi nắm đầu ta, nhẹ tay một chút biết không, chúng ta không quen. Thôi đi, đừng nắm ngực ta. Mao Ô Quy giãy giụa trong tay Phong Phi Vân, mấy lần rơi trên mặt đất, làm cho mu bàn chân Phong Phi Vân đều bị nện đến máu chảy đầm đìa. Một cái mai rùa của lão có thể nặng đến vạn cân, chân Phong Phi Vân mà không bị nện bẹp, đều là do hắn kịp phản ứng nhanh. Đồ con cháu rùa đen nhà lão, nếu mà lại cử động một lần nữa, có tin ta sẽ ném lão xuống dưới vực hay không? Phong Phi Vân cấp tốc chạy vội trên vách đá gập ghềnh cao chất ngất, nhanh chóng đi về hướng dãy núi Vương Ốc. Nhưng mà gia hỏa Mao Ô Quy này lại luôn quấy rối, lại không thể nắm cổ nó, lại không thể nắm đầu nó. Thậm chí ngay cả mai rùa đều không được nắm, khiến cho Phong Phi Vân rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhấc bốn cái chân rùa trắng như tuyết của lão đặt ngửa lên trên bả vai. Đừng a, không động nữa, ta cũng không cử động. Mao Ô Quy bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần trên bả vai Phong Phi Vân. Chỉ là cái đầu lớn của lão thật sự có hơi quá mức, căn bản không thể rụt lại thu vào trong mai rùa. Nó cứ nảy đi nảy lại trên lưng Phong Phi Vân, tựa như một quả bóng trăng trắng. Sắc trời đã là đến lúc có ánh bình minh, trên núi xa xa đã sinh ra một tia một vệt ánh sáng xám như chì. Cũng sắp đến lúc trời sáng hẳn. Đại chiến Tôn Lão Đầu và Sát Hành Vân đã kết thúc, cũng không biết thắng bại như thế nào. Tôn Lão Đầu mặc dù đã từng có một đoạn thời gian kiêu ngạo, nhưng mà tuổi thọ sắp hết, tinh khí giảm xuống quá nhiều. Chiến lực còn kém thời kỳ toàn thịnh rất xa, chỉ sợ là bại nhiều thắng ít. Ta nói tiểu tử, người có thể nhanh chân hơn một chút hay không? Ta rất muốn nắm được cơ hội a. Mao Ô Quy kêu một tiếng quỷ dị. Đừng ồn ào, ta biết. Trong lòng Phong Phi Vân có thể nào không vội, phải biết rằng Quý Tâm Nô đã bị đóng băng, mà tu vi của Quý Tiểu Nô ngay cả tử tướng đều không đánh lại được, tự nhiên lại càng không là phải là đối thủ của hai vị tử linh tử. Lửa xém lông mày, lửa xém lông mày a. Phong Phi Vân đã dùng hết toàn lực, tựa như một con linh hầu đang cấp tốc xuyên qua trong rừng cây rậm rạp. Đột nhiên hắn ngừng phát bước chân lại, linh giác phóng ra tứ phía, ánh mắt bắt đầu hướng liếc nhìn về tứ phương. Tiểu tử, vì sao đột nhiên dừng lại? Mao Ô Quy hỏi. Xuyệt, ta cảm giác được khí tức mấy tên cao thủ Kỷ Gia kia. Phong Phi Vân thay đổi phương hướng, cứ thế mà dè dặt đi về phía trước, đi tới phía trên một vách đá cao trăm trượng. Xuyên thấu qua ánh sáng của tia nắng ban mai vẫn còn mờ ảo. Hắn thấy dưới vách đá trên con đường nhỏ quanh có ánh lửa thấp thoáng đang bập bùng, lại còn có vài bóng người vây quanh ngọn lửa. Kỷ Thương Nguyệt và một vị tử tướng trong đó đang ở tại phía dưới vách đá, bọn họ đốt lên một đám đống lửa. Quý Tiểu Nô đã bị bọn họ bắt, bị nhốt chặt ở trong một lồng sắt. Kỷ Thương Nguyệt, người bắt ta cũng vô dụng, bắt tỷ tỷ của ta cũng vô dụng. Âm mưu của các ngươi căn bản là vô phương thực hiện. Quý Tiểu Nô không chỉ có bị giam ở trong lồng. Trên người càng là quấn quanh 7, 8 sợi xích sắt. Trên xích sắt dán đầy bùa chú, chỉ cần Quý Tiểu Nô hơi quằn quại một chút là bùa chú sẽ phát ra ánh sáng, làm cho xích sắt trở nên đỏ đậm. Quý Tiểu Nô liên tục kêu thảm thiết, sau đó thân thể lại càng co chặt hơn. Kỷ Thương Nguyệt ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa, một đôi mắt nhung khép chặt, hai tay cầm một cái la bàn bát quái kia. Ở trong la bàn vẫn tràn đầy ánh sao trời, với ánh sáng trong suốt. Hàng mi nàng nhẹ nhàng run lên, sau đó mở mắt ra, liếc mắt nhìn Quý Tiểu Nô mà lạnh lùng nói. Tỷ tỷ của ngươi hiện tại đã bị người khác dùng ngọc hàn khí đóng băng, Kỷ Phong lạnh e là lúc này sắp bắt được rồi đưa nàng đến đây.
Các ngươi không chết tử tế được, các ngươi. A, à, Quý tiểu nô muốn lên tiếng mắng, nhưng vừa mới quằn quại, liền lại bị xích sắt quấn càng chặt hơn, đành kêu thảm. Tiểu tử, vẫn còn không ra tay cứu người. Cái mai rùa của Mao Ô Quy nhấc lên một cái, đột nhiên lão bắt đầu ngồi, an vị trên bả vai Phong Phi Vân. Cái đầu cực đại tựa vào tai Phong Phi Vân để duy trì trọng tâm của lão. Một Ô Quy lại có thể lật mình ngồi dậy, quả thực chuyện lạ. Hai con mắt to như hạt đậu xanh của lão trừng lên mà nhìn phía chân vách đá cao cao, có vẻ rất là xúc động phẫn nộ. Ta hiện tại so sánh lão cũng không khá hơn bao nhiêu. Lão là chúng cổ cương vu thuật, ta là bị tác dụng phụ của đan dược, hiện tại chiến lực không bằng 3 phần lúc bình thường. Giết một vị tử tướng còn cố hết sức, huống chi là đối phó một vị tử linh tử. Phong Phi Vân thấy Quý tiểu nô bị nhốt trong lồng sắt, trong lòng cũng rất sốt ruột. Nếu như chiến lực không bị áp chế, thì hiện tại hắn cũng đã xông ra đi cứu người. Ăn đan dược gì, mà lại có tác dụng phụ mạnh như thế? Con mắt rùa của Mao Ô Quy đã có vẻ hiếu kỳ hơn một chút mà hỏi. Sợ là loại tam phẩm chứ? Tứ phẩm cổ tu đan. Phong Phi Vân đáp. Hay cho tiểu tử lại ăn tứ phẩm đan dược, khó trách hiện tại huyết khí trong thân thể bị quản chế, kinh mạch tắc nghẽn, không bị chết đều đã rất khá rồi. Khụ khụ. Nói đi, hiện tại trên người của ngươi vẫn còn có đan dược cấp bậc tứ phẩm hay không? Tam phẩm cũng được a. Nếu thật sự không có được thì nhị phẩm ta cũng muốn. Mao Ô Quy vươn một cái quy chảo mà khua khoáng trước mắt Phong Phi Vân. Nếu như ta còn có tứ phẩm đan dược thì hiện tại cũng đã ăn vào, sau đó đại chiến tứ phương. Làm sao lại còn bị một tử linh tử làm cho phải chạy trốn mọi nơi? Phong Phi Vân tức giận đáp. Kỳ thật muốn cho thân thể ngươi khôi phục thì cũng không nhất định phải có tứ phẩm đan dược mới được. Hai mắt Mao Ô Quy bắt đầu lóe sáng. Phong Phi Vân quay đầu, hỏi. Lão có biện pháp? Thật buồn cười, lão phu là nhân vật cỡ nào, đối với ta mà nói điều này khó khăn sao? Mao Ô Quy ươn ươn cái bụng trắng như tuyết mà nói. Người sở dĩ bị nghẽn chuyện phát huy ra được linh khí, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bị dược tính của cổ tu đan phá hủy lộ tuyến linh khí vận chuyển. Chỉ cần có linh vật làm dịu kinh mạch và huyết mạch, người lập tức là có thể khôi phục chiến lực đỉnh cao. Linh vật gì vậy? Lão Ô Quy chết tiệt này nói tựa hồ thật sự có chuyện như vậy. Quy thiền hương. Mao Ô Quy đáp. Vật gì vậy? Phong Phi Vân có lẽ lần đầu tiên nghe nhắc đến loại linh vật này. Nước bọt Ô Quy có tu vi ngàn năm trở lên. Mao Ô Quy lại là phưỡn phưỡn cái bụng trắng như tuyết, vẫn còn liếm liếm đầu lưỡi. Phong Phi Vân lập tức hít một hơi thật sâu, nhìn về hướng cái miệng của lão mà nghiêm mặt cười nói. Hảo ý của lão thì ta chỉ có thể cảm tạ. Tiểu tử, ngươi xem thường lão phu. Không phải, ta đã phát ra lời thề trước vầng trăng, đời này chỉ nuốt nước bọt của nữ nhân, tuyệt đối không ăn nước bọt Ô Quy. Phong Phi Vân đáp nghiêm túc. Mẹ ơi, lòng dạ ngươi cũng quá gian ác, coi như ngươi muốn ăn nước bọt lão phu vẫn còn ghét. Quy thiền hương chính là linh vật trong thiên địa, không thể không nói, chỉ có thể dùng linh khí luyện hóa, lấy linh khí hấp thu vào trong kinh mạch, do đó làm dịu kinh mạch. Tiểu tử, người định làm chi? Đầu lưỡi, để ta làm, cứu mạng a. Phong Phi Vân đè dí Mao Ô Quy ở trên mặt đất, bóp cho há hốc cái miệng trắng của nó ra, vén vén ống tay áo, đưa ngón tay vào trong miệng lão mà vét. Quy thiền hương đích xác không hổ là nước bọt rùa ngàn năm, đích xác có thể nói là linh bảo thế gian. Sau khi Phong Phi Vân luyện hóa chỗ quy thiền hương cầm trong tay, không chỉ có kinh mạch và huyết mạch khôi phục, thậm chí vẫn còn khuếch trương không ít. Linh khí trong thân thể tựa hồ cũng xảy ra sự thay đổi rất nhỏ, so sánh với trước kia có vẻ càng phong phú ổn định hơn, mang theo một mùi thơm lạ lùng kỳ diệu. Quả nhiên là giống rùa ngàn năm, toàn thân đều là bảo vật. Không chỉ có thân thể khôi phục, không ngờ ngay cả bất tử phượng hoàng thân, hoán huyết, đều càng tiến thêm một bước. Đạt tới giai đoạn hoán huyết thứ 3. Huyết mạch linh động, ánh vàng rực rỡ bắn ra 4 phía. Đây là dấu hiệu hoán huyết giai đoạn thứ 3, huyết dịch thân thể Phong Phi Vân biến thành màu vàng, phát ra linh quang nhàn nhạt luân chuyển toàn thân, khiến cho huyết nhục và xương cốt đều xảy ra lột xác, thân thể trở nên càng cường đại hơn. Thể chất cũng lại vẫn còn tăng lên lần nữa, coi như so với một số anh tài nghịch thiên của đại gia tộc thì cũng không kém. Lúc đạt tới giai đoạn hoán huyết thứ 2, Phong Phi Vân có khả năng nhảy một bước để đại chiến với đối thủ cao hơn một tiểu cảnh giới, hiện tại đạt tới hoán huyết giai đoạn thứ 3,
Phong Phi Vân đã có thể lấy nhảy vọt đại chiến với đối thủ cao hơn 2 tiểu cảnh giới. Hắn hiện tại vẫn là tiên căn đỉnh cao, như vậy cũng có khả năng đánh một trận cùng cao thủ cùng thần cơ trung kỳ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là vị cao thủ thần cơ trung kỳ kia không thể vượt bậc mà chiến mới được. Đương kim anh tài thiên hạ thật sự quá nhiều, có thể nhảy vượt một tiểu cảnh giới giết người, có thể nhảy qua 2 tiểu cảnh giới tranh đấu mà bất bại. Còn giống như thiên tài cấp bậc bát đại sử thi, càng là có khả năng nhảy qua 3 tiểu cảnh giới để đánh bại đối thủ. Phong Phi Vân mặc dù tu luyện tới hoán huyết giai đoạn thứ 3. Thế nhưng về thể chất cao thấp mà nói, thì vẫn còn kém bọn họ một bậc. Chương 116, Mộ Phủ Tầm Bảo Lục. Huyết dịch luân chuyển trong ánh vàng rực rỡ, làn da cơ thể đều được phủ kín một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Sau khi khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Có khả năng hành động chứ? Mao Ô Quy thúc giục. Trong đôi mắt Phong Phi Vân sinh ra 2 luồng hỏa diễm, thân thể có hơi co lại mà đáp. Có tình huống mới. Dưới vách đá, truyền đến một tiếng gầm lớn. Tiếp theo một con đại trùng lân dài 5 thước lao vội ra từ trong rừng cây. Nó cắt đứt thân cành vô số cây cổ thụ, lân phiến trên người tựa như sắt thép, 4 cái chân liền như 4 cột trụ đình. 2 vị tử tướng mặc giáp đen đứng ở trên lưng đại trùng lân. Mỗi người bọn họ cầm một đầu xích sắt đang cuốn chặt lấy một băng nhân. Chúng đi tới dưới vách đá để nhanh chóng quay về cùng Kỳ Thương Nguyệt. Băng nhân vẻn vẹn chỉ bị một tầng hàn băng hơi mỏng bao trùm, có thể rõ ràng thấy bóng người ở bên trong. Đó là một nữ nhân chỉ có 15, 16 tuổi, mặt mũi xinh xắn, mắt nhung không nháy một cái nào, dáng người cực kỳ mảnh mai, trong tay vẫn còn nắm một cây tinh thiết đại cung. Nàng vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã không còn biết gì. Tỷ tỷ, các ngươi làm gì tỷ tỷ của ta vậy? Quý tiểu nô trong mắt ngập nước, hai tay nắm lấy lồng sắt như muốn thoát khốn ra, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn bất lực. Hai vị tử tướng toàn thân đều là khí lạnh, căn bản là không buồn liếc mắt nhìn nàng. Chúng trực tiếp đi đến trước người Kỳ Thương Nguyệt quỳ xuống phục mệnh, một người trong đó chắp tay vái một cái mà nói. Bẩm tử linh tử Thương Nguyệt, hai yêu nghiệt hiện tại đều đã bắt được, chúng ta có đúng là nên lập tức chạy trở về phục mệnh. Kỳ Thương Nguyệt vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng trên mặt đất như trước. Ánh lửa hắt ra tạo thành một vệt ửng đỏ trên khuôn mặt xanh ngọc. Đôi mắt lạnh như băng của nàng chợt mở ra, rồi hỏi. Kỳ Phong Lãnh đâu? Hai vị tử tướng liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đã sớm hẹn rõ ràng nên đồng thời đáp. Tử linh tử Phong Lãnh vẫn còn có một chuyện quan trọng muốn làm, khiến cho chúng ta trước áp giải hai yêu nghiệt quay về Kỳ gia phục mệnh. Hừ! Không phải hắn đi lấy mộ phủ tầm bảo lục chứ? Đôi mắt tím của Kỳ Thương Nguyệt liếc mắt quét qua hai vị tử tướng, lập tức khiến cho áo giáp trên người bọn họ đều sinh ra một tầng sương lạnh. Hai vị tử tướng không hề nói gì nữa, xem như chấp nhận. Mộ phủ tầm bảo lục chính là bản ghi chép quý giá mà tầm bảo sư trong thiên hạ đều tha thiết ước mơ. Tổng cộng nó chia làm 3 quyển, linh bảo quyển, âm dương quyển, bát thuật quyển, mỗi một quyển đều vô cùng uyên thâm. So sánh công pháp tu tiên đỉnh cao đều phải quý giá hơn. Mộ phủ tầm bảo lục là truyền thừa từ xa xưa, đã sớm không biết là người phương nào soạn ra. Chỉ biết là đã từng có 4, 5 cá nhân như vậy tu luyện cả 3 quyển tới cấp bậc đại thừa, trở thành nhân vật thần hóa danh chấn thiên hạ. Trong đó linh bảo quyển nằm ở trong bí tàng tại Kỳ gia, âm dương quyển nắm giữ trong tay một vị đại nhân vật ở dương giới, mà bát thuật quyển thì nắm giữ ở trong tay tôn lão đầu kia. Trong linh bảo quyển chính là ghi chép về thủ đoạn nhìn trộm, tìm kiếm, phân rõ, khai quật mấy ngàn chủng loại linh bảo trên đời này, ghi chép hình trạng và phân rõ phương thức của mấy vạn chủng hiếm có trên đời linh bảo. Có thể nói mọi thủ đoạn mà tầm bảo sư thiên hạ hiện nay nắm giữ, cơ hồ đều là lưu truyền từ trong linh bảo quyển ra ngoài. Âm dương quyển trái lại phải thần bí hơn nhiều lắm, đồn đại nó có quan hệ lớn lao cùng âm dương hai giới. Trên đó có cặn kẽ ghi chép đối với dương giới tam dị. Âm giới tam tà, còn có phương pháp mở ra các cánh cửa dương giới chi môn và âm giới chi môn. Mà bát thuật quyển chính là ghi chép 8 chủng loại cấm thuật đỉnh cao của tầm bảo sư, ví dụ như bí thuật chèn ép giết chết dương giới tam dị và âm giới tam tà, lại ví dụ như tu luyện vô thượng pháp nhãn bí thuật. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có 8 chủng loại thuật pháp, nhưng mà cũng đã bao hàm tất cả thủ đoạn của tầm bảo sư ở bên trong đó. Linh bảo quyển chính là tầm bảo chính đạo. Âm dương quyển chính là tầm bảo bằng môn, bát thuật quyển chính là tầm bảo tinh hoa. Cả 3 quyển này kết hợp vào mới xem như mộ phủ tầm bảo lục đích thực.
Tôn lão đầu cùng Sát Hành Vân đánh một trận, lưỡng bại câu thương. Nhưng mà Tôn lão đầu vốn trước đó thọ nguyên đã hết, nay lại thêm trận đánh mãnh liệt này, e rằng đã chỉ còn nửa hơi tàn. Kỷ Phong lãnh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này để cướp lấy mộ phủ tầm bảo lục. Kỷ Thương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rồi nói. Xem ra hắn thu được rồi. Đồn đại Tôn lão đầu cũng đã từng là đại nhân vật dương giới, có vài đại nhân vật đều cùng lão ta từng có kết giao tình cảm sinh tử. Mà ngay cả Sát Hành Vân cũng không dám trực tiếp lấy tính mạng của lão. Kỷ Phong lãnh cũng dám đi làm loại việc cố hết sức mà không được lòng thế này. Coi như mộ phủ tầm bảo lục vào tay, tương lai sợ là cũng bị người khác loại bỏ trên đường tu tiên. Kỷ Thương Nguyệt chính là tử linh tử Kỷ gia, địa vị cũng khá cao, tương lai rất có thể trở thành người kế thừa gia chủ Kỷ gia, cho nên biết rất nhiều bí ẩn. Tử linh tử Thương Nguyệt, hiện tại chúng ta đây nên làm gì bây giờ? Một vị tử tướng hỏi. Phủ Nam Thái phát sinh biến đổi lớn động trời, đã có tin tức truyền đến. Mà ngay cả thành tử Tiêu Phủ đều đã biến thành một tòa tử thành, mỗi đại thế lực đứng đầu đều đã bại lui, rời khỏi thành tử Tiêu Phủ, rút lui về hướng các vùng xa xôi. Không lâu sau trận tai họa này tất nhiên sẽ tác động đến quận Thần Hổ, hai kẻ yêu nghiệt này sẽ có chỗ trọng dụng. Trước cứ đem bọn họ về gia tộc rồi mới nói. Ánh mắt Kỷ Thương Nguyệt nhìn chăm chú trên la bàn bát quái ở trong tay, vừa rồi có một đạo tin tức truyền đến, nó chợt lóe trên la bàn rồi biến mất. Nàng mặc dù vẫn còn rất lạnh lùng, nhưng mà trong lòng cũng đã bị tin tức vừa rồi kia làm cho kinh ngạc, thật lâu không thể bình tĩnh. Ba vị tử tướng đem Quý Tâm Nô bị đóng băng và Quý Thiểu Nô bị nhốt trong lồng sắt chất lên trên lưng Đại Trùng Lân, quyết định giờ phút này liền quay về Kỷ gia. Đứng lại, núi này do ta mở, cây này do ta trồng. Nếu muốn đi qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ. Một bóng người nhảy xuống từ trên vách đá cao cao trăm trượng, trên mặt hắn che một miếng vải đen, trên lưng cõng một cây tiêu thương to như miệng bát đang đánh xuống. Cộc, cộc, cộc. Người này đạp chân trên vách đá, ấn cho muôn vàn khối đá vụn rơi xuống, tức thì nhanh chóng liền lăn xuống đất thành đống cao mấy thước ngăn đường ở phía trước Đại Trùng Lân. Khí thế này rất là vênh váo, khẩu khí càng không nhỏ. Đặc biệt lời lẽ dành riêng kia mà cường đạo mới có thể dùng, nay thốt ra từ trong miệng hắn, càng là nói với khí phách lộ ra ngoài, rất có phong thái một kẻ cường đạo lão luyện. Ba vị tử tướng đều là có hơi ngẩn ra, một người trong đó giật từ trên lưng một cây đại đao nặng ngàn cân nắm ở trong tay. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn chằm chằm người đột nhiên xông ra này, lạnh lùng nói. Giặc cỏ từ nơi nào tới, có biết chúng ta là ai không? Lớn mật, quả thực vô pháp vô thiên. Trong địa giới dãy núi Vương Ốc này thì mọi chuyện cho tới bây giờ đều là Hoàng Phong lĩnh chúng ta định đoạt. Các ngươi là giặc cỏ chạy ra từ nơi nào? À, thì ra là bắt nữ nhân đồng đạo, đây không phải cướp đoạt miếng cơm sao? Người bịt mặt liếc liếc mắt nhìn về hướng Quý Tiểu Nô và Quý Tâm Nô ở trên lưng Đại Trùng Lân, hắn mỉa mai cười một tiếng, gỡ thân cây to bằng miệng bát từ trên vai kia xuống rồi cầm vào trong tay. Hắn đột nhiên cắm ở trên mặt đất, uy phong nghiêm nghị, rất có phong thái đạo tặc. Hoàng Phong đạo tặc, Kỷ Thương Nguyệt và Quý Tiểu Nô bị nhốt trong lồng sắt đồng thời nói ra thành lời. Quý Tiểu Nô vốn đang cho là một hảo hán đi đến đây thấy việc nghĩa thì hăng hái làm, nói không chừng có thể cứu nàng và tỷ tỷ thoát khốn. Nhưng mà lại thật không ngờ tới hắn lại là Hoàng Phong đạo tặc, không nói việc đạo tặc này có đúng là đối thủ của đám tử sĩ Kỷ gia. Nhưng cho dù hắn có thể đánh bại cao thủ Kỷ gia, thì rơi vào trong tay của hắn. So sánh với rơi vào trong tay Kỷ gia cũng không khá hơn bao nhiêu. Ha ha, Hoàng Phong đạo tặc ta quả nhiên uy danh lan xa, lại ngay cả mỹ nhân lạnh lùng này cũng biết đại danh của chúng ta. Thành thật nói cho các ngươi, lão tử đi không đổi tên ngồi không thay họ, đầu lĩnh coi đường Hoàng Phong lĩnh, Phong đại ngưu chính là ta. Người bịt mặt vỗ ngực mà nói với hào khí vạn trượng. Im lặng thật lâu. Một tràng tiếng cười vang lên. Một vị tử tướng mang theo cây đao nặng ngàn cân, đi về hướng Phong Đại Ngưu che mặt. Mặc dù toàn thân hắn đều bị lớp áo giáp màu đen bao trùm, nhưng mà vẫn có khả năng nhìn thấy đôi mắt dưới áo giáp kia mang theo một vẻ khinh thường. Một tên giặc cỏ lâu la nho nhỏ Hoàng Phong lĩnh cũng dám đến chặn đường tu tiên giả Kỷ gia. Thế này quả thực chính là lừa gạt coi cả thiên hạ như gà. Cho dù là đầu lĩnh đạo tặc Hoàng Phong lĩnh, phỏng đoán cũng không dám trêu vào một vị tử tướng Kỷ gia. Phong Đại Ngưu bịt mặt vẫn dựa vào cây thương to bằng bàn tay thân cây, nhìn chăm chú tử tướng càng ngày càng gần kia, vui vẻ hỏi không sợ sệt. Tiểu tử,
ngươi muốn làm chi? Cạc cạc, ngươi thử nói ta muốn làm chuyện gì? Tử tướng nở nụ cười, trên người trào ra xương đen vô tận, biến ảo thành hình thái một cây thương long, rất dọa người. Trong địa giới Hoàng Phong lĩnh chúng ta lại đi cướp đoạt kiếm trác, đây là hành vi không đạo đức, không chuyên nghiệp a. Phong đại ngưu này hiển nhiên là bị hắc phụ trên người tử tướng làm cho kinh sợ, giọng điệu nói chuyện đều trở nên mềm nhũn, bắt đầu nói về vấn đề tác phong sinh hoạt, đạo đức và hành vi nghề nghiệp. Tử tướng sao lại rong dài cùng hắn như vậy, đại đao đen xì nặng ngàn cân dương lên, tựa như một con hắc long ngẩng đầu, làm xuất hiện ra một bóng đen thật lớn. Răng rác. Âm thanh một tiếng áo giáp vỡ vụn. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Ôi. Một tiếng kêu rên. Vị tử tướng này trực tiếp bay ngược trở về, áo giáp ngực màu đen bị người ta nện một quyền vỡ ra. Xương sườn đều gãy ba chiếc, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn đột nhiên đập thẳng vào trên vách đá, nện vỡ những tảng đã lớn, sau đó mềm nhũn ngã ở trên mặt đất, quỳ một gối xuống, không ngừng ho ra máu. Xoẹt xoẹt. Thanh đại đao nặng ngàn cân xoay tròn hai vòng trên không trung, sau đó rơi xuống, nằm sáng choang ở trên mặt đất. Cướp đoạt miếng cơm trên địa giới Hoàng Phong lĩnh chúng ta, đây là không đạo đức. Muội cũng đều là Hoàng Phong đạo tặc chúng ta, làm người nên phúc hậu a. Phong đại ngưu kêu lên một tiếng những lời thành khẩn rồi thu quyền trở về, trên nắm tay vẫn còn nhỏ máu. Hắn chùi chùi tay vào bộ trang phục làm cho đầy người đều dính vết máu. Không ngờ Hoàng Phong đạo tặc lại cường đại như thế, vẻn vẹn chỉ là một kẻ đầu lĩnh tuần đường mà đã có thể một quyền đánh bại một vị tử tướng, ngay cả áo giáp trên người đều bị đánh nát vụn. Kỳ Thương Nguyệt đương nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm về hướng Phong đại ngưu, hai thanh thiết kiếm màu đen trên lưng lóe ra hào quang chớp động. Quý tiểu nô bị giam trong lồng sắt cũng bị rung động. Mặc dù nàng đã nghe nói qua Hoàng Phong đạo tặc lợi hại, nhưng mà lại cũng không đích thực coi nó trở thành một sự việc đáng để ý. Thế rồi hôm nay khi chứng kiến thì đã hoàn toàn đảo lộn sự tưởng tượng của nàng. Quá cường đại, có lẽ có thể đánh một trận cùng Kỳ Thương Nguyệt. Nhưng mà cũng có người không cho là như vậy. Dù sao chỉ là một đám đạo tặc, cho dù cường đại tới đâu thì có thể lợi hại tới mức nào. Hiển nhiên bởi vì là một vị tử tướng vừa rồi kia đã khinh địch, cho nên mới bị hắn có cơ hội lợi dụng để một quyền đánh bại. Nếu như chiến đấu đích thực, một kẻ đạo tặc khẳng định không phải là đối thủ của tử tướng. Hai tên tử tướng còn lại và Kỳ Thương Nguyệt đều chậm rãi xông tới, hình thành vòng vây nửa vòng tròn, chiến khí trên người vận chuyển, ánh mắt thận trọng. Không muốn lại dập khuôn theo vị tử tướng mới vừa rồi kia. Các ngươi, đây là các ngươi muốn làm chi? Nhiều người ức hiếp một người sao? Phong đại ngưu có hơi lui về phía sau hai bộ, bỗng nhiên đứng lại mà nói. Hoàng Phong lĩnh đạo tặc chúng ta có 3.000, mọi người đều là hảo hán đương thời. Nếu như các người muốn so tài với nhiều người, vậy sẽ liền tiếp đón đến cùng. Phong đại ngưu đứng ở bên cạnh một thân cây to bằng miệng bát kia. Thân cây này chính là hắn khiêng tới, đương nhiên có chỗ trọng dụng. Từ trên ngón tay của hắn tràn ra một đạo linh khí bị dẫn lửa biến thành một đám muội nguyên hỏa. Hắn châm vào trên thân cây lập tức bắt đầu bùng cháy lách ta lách tách. Một chi mũi tên xuyên mây, ngàn vạn quân mã gặp nhau. Vèo. Thân cây to bằng miệng bát này mang theo hỏa diễm, biến thành một con thoi lửa bay thẳng hướng lên trời cao. Nó cắt qua cảnh đêm trong ánh bình minh, xông vào tầng mây. Hoàng Phong đạo tặc này phát tín hiệu, đây là đang thông chi cho đội của hắn. Hai vị tử tướng hai mặt nhìn nhau, đương nhiên ngừng bước chân lại mà nhìn về hướng xa xa. Nhưng mà lại căn bản là không hề thấy có ngàn vạn quân mã xuất hiện, ngược lại có một đàn quạ đen bị kinh động bay lên từ trong bụi cỏ. Ha ha, phô trương thanh thế. Kỳ Thương Nguyệt lạnh giọng cười một tiếng. Nếu như ngươi thật sự là Hoàng Phong đạo tặc thì đó mới là chuyện kỳ lạ. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai mà phải giả thần giả quỷ, hãy gỡ miếng vải đen trên mặt ra cho ta. Kỳ Thương Nguyệt tâm trí siêu nhân, đã bắt đầu hoài nghi thân phận của Phong đại ngưu xuất hiện giữa đường này. Các ngươi đừng nóng vội, người của ta nhanh chóng sẽ tới. Phong đại ngưu đương nhiên không có khả năng gỡ miếng vải đen trên mặt xuống. Nếu như để bại lộ gương mặt này, vậy thì chẳng khác nào là chọc tới cả Kỳ gia, sẽ bị cao thủ Kỳ gia đuổi giết. Chuyện mà chỉ có loại ngốc nghếch mới làm, đương nhiên là hắn sẽ không làm. Hắn đương nhiên cũng không phải đích thật là Hoàng Phong đạo tặc. Kỳ Thương Nguyệt nói đúng, hắn đang phô trương thanh thế, chỉ tiếc bị người khác đoán được.
Hừ, ta tới lấy tính mệnh của ngươi. Một vị tử tướng nhảy ra. Có bài học một vị tử tướng vừa rồi, lần này hắn cẩn thận hơn không ít, linh khí trên người hoàn toàn tuôn ra đã biến thành sương mù màu đen, bao bọc kín áo giáp trên người. Mặc dù người mặc bộ áo giáp sắt nặng mấy trăm cân, nhưng mà tốc độ của hắn không chậm hơn chút nào, hơn nữa thân thủ cũng khá linh hoạt. Năm ngón tay được những phiến thép bao bọc, hình thành lợi chảo. Có hư ảnh móng vuốt hắc ưng hiện ra trên thủ trưởng vô cùng sắc bén, khí lạnh bức người. Đây là một loại linh thông giết người có tên gọi là thần ưng hiện thế. Khi mà tu luyện tới bậc đứng đầu, thậm chí có thể lấy thân mình hóa thành thần ưng, chiến lực có thể so với một vị linh thú ngàn năm. Tử tướng không hổ là tinh anh được Kỷ gia bồi dưỡng, đều không phải hạng người dễ dàng. Mặc dù chỉ có tu vi thần cơ sơ kỳ, nhưng mà lại có thể vượt lên một tiểu cảnh giới để tác chiến, tu sĩ có gan lớn lối với thần cơ trung kỳ. Thân hình phong đại ngưu hạ xuống, hai chân đạp một cái, tốc độ trở nên nhanh vô cùng. Vèo! Chỉ trong khoảnh khắc, hắn liền đứng ở bên cạnh một vị tử tướng kia, trên bàn tay sinh ra một cỗ cự lực, trực tiếp chụp về hướng mũ giáp trên đỉnh đầu tử tướng. Một trường này có lực lượng thật sự không phải là chuyện đùa, mơ hồ có thể thấy được hư ảnh bốn đầu kỳ ngưu hiện ra tại lòng bàn tay. Lực lượng của tứ ngưu tương đương với lực lượng 8 vạn cân. Hảo tiểu tử, hảo đại khí lực. Vị tử tướng thứ hai cũng sớm đã chờ ở một bên. Hắn thấy phong đại ngưu không chỉ có tốc độ nhanh hơn, hơn nữa lực lượng vẫn còn đáng sợ như thế, vì vậy cũng bỗng nhiên ra tay. Một thanh đại kiếm rộng một thước ngang trời đánh tới, nhằm thẳng vào cánh tay của phong đại ngưu. Ầm, 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 ầm. Bàn tay phong đại ngưu vội vàng rút về, trực tiếp đánh ra bốn con kỳ ngưu, nện cho thanh đại kiếm này lẫn cả vị tử tướng phải liên tục lui về phía sau. Căn bản là đứng không vững chân. Ha ha, thì ra tử tướng Kỷ gia không chịu nổi một kích như vậy, ngay cả một hoàng phong đạo tặc đều không thu thập được. Quý tiểu nô mặc dù bị xích sắt trói chặt, toàn thân đều là những vết thương, nhưng mà lại cười rất vui vẻ. Cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội đả kích cao thủ Kỷ gia. Phong đại ngưu này không đơn giản, chiến lực vẫn còn hơn cả tử tướng. Sắc mặt hai vị tử tướng của Kỷ gia và Kỷ Thương Nguyệt giờ phút này đều bắt đầu lạnh đi. Phong đại ngưu, nghe nói hoàng phong đạo tặc các ngươi cũng chỉ có hứng thú đối với hai thứ. Một là nữ nhân, một là của cải. Nữ nhân trước mắt này chính là đại mỹ nhân siêu quần xuất chúng. Nếu như ngươi là có thể đoạt nàng đi làm áp trại phu nhân, sợ là rất nhiều người đều sẽ hâm mộ ngươi đến chết. Quý tiểu nô ở một bên thêm mắm thêm muối, nàng muốn kích động phong đại ngưu đối phó đám người Kỷ Thương Nguyệt. Phong đại ngưu này có tu vi đích xác rất cao, căn bản không có khả năng là một kẻ đầu lĩnh tuần đường của Hoàng Phong lĩnh. Nói không chừng chính là một trong mấy vị đứng đầu đạo tặc Hoàng Phong lĩnh. Kẻ đứng đầu đạo tặc Hoàng Phong lĩnh chính là ngay cả nữ đệ tử Tam Huyền Môn đều cướp đoạt, có bản lĩnh cảnh giới thần cơ thì không lấy làm kỳ quái. Phong đại ngưu ho khan hai tiếng, khờ khạo ngốc nghếch nói. Tiểu muội tử, ngươi cũng không phải nữ nhân sao, nếu như có thể đoạt lại hai người bọn ngươi. Một người làm đại lão bà, một người làm tiểu lão bà thì chẳng phải tốt sao? Sắc mặt quý tiểu nô lập tức cứng đờ, cũng không cười nói ra lời nữa. Kỷ Thương Nguyệt lại giống như sắc mặt càng lạnh giá như băng. Không ngờ lại có người dám trêu chọc tử linh tử của Kỷ gia, quả thực chính là đang tìm chết. Hai vị tử tướng ngầm hiểu, nhìn ra sát ý trong mắt Kỷ Thương Nguyệt. Hai người không hề do dự nữa, đồng thời xông đi ra ngoài. Một người sử dụng ưng chảo. Một người cầm chiến kiếm trong tay. Phong đại ngưu cũng không cười nữa, trở nên nghiêm túc nãy giờ chưa từng có. Hai vị tử tướng liên thủ, cái này phải có là dễ chơi. Nếu như không cẩn thận, nói không chừng sẽ phải gửi tính mạng lại chỗ này. Xem ra phong đại ngưu ta không cần bản lãnh thật sự là không được, kim cương bất hoại chi thân. Phong đại ngưu hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm khí. Hai chân khum lại, ghim một thế trung bình tấn. Vững vàng đứng trên mặt đất. Mặc cho một chảo của vị tử tướng công kích tại lồng ngực của hắn. Keng! Linh thông thần ưng hiện thế lợi hại như thế nào, nhưng mà sau khi công kích vào ngực phong đại ngưu lại phát ra một tiếng leng keng lớn. Không chỉ có không có cắm chảo xuyên vào trong ngực hắn, ngược lại còn tự làm năm ngón tay của mình đều bị đánh gãy, vô số máu tươi tràn ra từ ngón tay. Thiên hạ làm sao có thể có người tu luyện cường độ thân thể tới tình trạng biến thái như thế? Chẳng lẽ thật sự là kim cương bất hoại chi thân?
Đây chính là cảnh giới ngay cả cự kình cũng không nhất định có thể tu luyện tới. Phốc! Phong Đại Ngưu tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội lấy lại hơi, bàn tay lại lần nữa đánh ra lực lượng bốn con kỳ ngưu nện vào đỉnh đầu một vị tử tướng, trực tiếp đánh cho thân thể hắn vốn được bao bọc trong áo giáp nổ tung, biến thành một đám thịt vụn mềm nhũn. Leng keng! Bộ áo giáp màu đen rơi xuống đất, sau đó nằm ở trên mặt đất. Từ trong khe hở áo giáp không ngừng chảy huyết, làm nhuộm đỏ mặt đất. Một vị tử tướng biến thành người chết. Soạt! Chiến kiếm của vị tử tướng thứ hai đã chém tới, trên bề mặt của nó ngưng tụ một đạo hắc vụ, kiếm khí sắc bén xuyên qua không gian trong không khí, làm cho cây cối chung quanh đều bị ép thành phấn mạt. Kiếm khí như thế, quả thực đã là cảnh giới cực kỳ cao siêu, chém sắt như bùn. Keng! Phong Đại Ngưu lại là ưỡn ngực một lần nữa, thanh đại kiếm rộng một thước chém ở trên ngực hắn phát ra một âm thanh kim loại va chạm, chọc đau màng nhĩ người ta. Cái gì? Hắn lại dùng trong ngực chặn đứng chiến kiếm cấp bậc bảo khí. Vẫn còn chưa từng có người biến thái quá mức như thế, chẳng lẽ cường độ thân thể Phong Đại Ngưu này lại vượt qua cự kình? Tử tướng bị kinh ngạc, cánh tay bị lực đạo từ trên chiến kiếm chấn cho ngứa ngáy. Đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ trưởng phong tập kích lại đây, chiến kiếm trong tay của hắn liền không bị khống chế bay đi ra ngoài. Dầm! Khí lực của Phong Đại Ngưu này lớn đến dọa người. Hắn trực tiếp tóm lấy bả vai tử tướng, giơ cả người lên đỉnh đầu, sau đó hung hăng nện ở trên mặt đất. Sự cậy mạnh này có thể so với yêu thú. Ầm! Áo giáp trên người tử tướng biến thành mảnh nhỏ, mặt đất cũng bị nện cho nứt toác chia năm xẻ bảy, hình thành một cái hố sâu thật lớn. Mà hai mắt vị tử tướng kia đã trắng dã, toàn thân lẫn đầu khớp xương đều bị nện vỡ, vẫn không nhúc nhích. Sau khi Phong Đại Ngưu làm xong tất cả điều này, mới lại sờ sờ lồng ngực có hơi nhô lên, quay sang nhìn Kỳ Thương Nguyệt rất là phúc hậu mà quát to một tiếng. Kim cương bất hoại chi thân, muội muội, có muốn thử qua một chút hay không? Phong Đại Ngưu quả nhiên không hổ là đầu lĩnh tuần đường của Hoàng Phong Lĩnh, tu vi bản thân vang dội cổ kim. Chỉ khẽ động chân tay đã đánh thắng ba vị tử tướng Kỳ gia, hai chết một trọng thương. Chiến tích đến mức này nếu như truyền đi ra ngoài, ba chữ Phong Đại Ngưu này tất nhiên vang vọng trong thế hệ trẻ tuổi phủ Nam Thái. Thân thể kim cương bất hoại quả thực khiến cho quý tiểu nô kinh ngạc cười đến không ngậm miệng lại được, đạo tặc Hoàng Phong Lĩnh không ngờ lại lợi hại như thế. Kỳ Thương Nguyệt mặc dù cũng có hơi giật mình, nhưng mà căn bản không tin Phong Đại Ngưu chính là đạo tặc Hoàng Phong Lĩnh, càng không tin hắn thật sự có kim cương bất hoại chi thân. Vòng ngực hắn có hơi nhô lên, hiển nhiên trong quần áo có dấu gì đó. Hai vị tử tướng một kiếm một chảo đã vô phương phá vỡ lồng ngực của hắn. Muốn giết hắn, nhất định phải vòng qua lồng ngực của hắn. Hiện nay, liền chỉ còn lại có Kỳ Thương Nguyệt vẫn còn đối đầu cùng Phong Đại Ngưu. Tu sĩ Kỳ gia thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, đối phương hiển nhiên đến đây là có chuẩn bị. Nàng chậm rãi nâng la bàn bát quái cầm trong tay lên, để nó trôi nổi ở phía trên lòng bàn tay. Sắc trời đã tờ mờ sáng. Có những tia nắng sớm đã chiếu ra từ đỉnh núi xa xa. Hôm nay những ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, rơi trên vách đá hắt ra một vầng ánh sáng ấm áp. Phong Đại Ngưu cũng bắt đầu nghiêm túc nãy giờ chưa từng có. Kỳ Thương Nguyệt dù sao chính là một trong mấy vị tử linh tử được Kỳ gia bồi dưỡng, chính là nhân vật cấp bậc anh tài nghịch thiên. Mặc dù chỉ có cảnh giới thần cơ trung kỳ, nhưng mà chiến lực lại vượt rất xa không chỉ trình độ này. Thậm chí có khả năng giết chết tươi tu tiên giả thần cơ đỉnh cao. Đích thực liều chết đánh một trận, Phong Đại Ngưu tự biết bại nhiều hơn thắng thiếu. Nhưng mà chuyện do người làm, cho dù chết dưới kiếm của nàng thì cũng nhất định phải đánh. Ầm. Kỳ Thương Nguyệt ra tay xuất thủ trước, chân nhẹ nhàng bước ra một bước, thân thể nàng biến thành một đạo tàn ảnh màu đen, tốc độ quả thực nhanh đến mức khó có thể tin nổi. So sánh Phong Đại Ngưu vẫn tự cho là mình có tốc độ đủ để kiêu ngạo thì nàng đều phải nhanh hơn gấp đôi. Hưu, mặc dù vọt tới, nhưng mà chéo áo của nàng cũng không hề bay lên, la bàn bát quái trong tay liền như một mảnh thiết ấn đè ép xuống. Trong la bàn không biết hấp thu bao nhiêu lực lượng từ các vị tinh tú, giờ phút này hoàn toàn bùng phát dữ dội, đè ép tới nhật nguyệt tối sầm trên đỉnh đầu Phong Đại Ngưu. Phong Đại Ngưu biết vô phương tránh né một kích này, càng là không thể đón đỡ một kích này. Bàn chân hung hăng đạp mạnh trên mặt đất đánh vỡ đất đá, cả người đều chìm vào trong lòng đất. Dầm! La bàn bát quái đánh trượt, trên mặt đất nện ra một cái hố to sâu 5 thước.
Kỳ Thương Nguyệt có tốc độ phản ứng cực nhanh. Sau khi La Bàn Bát Quái đánh trượt thì cũng không thu hồi, liền lập tức đưa tay với lấy rút ra một thanh chiến kiếm màu đen từ trên lưng, lôi ra một đạo trường xà màu đen đâm về phương hướng phía sau. Nàng thật giống như có con mắt mọc ở sau lưng, Phong Đại Ngưu mới chui ra từ lòng đất thì kiếm quang của nàng cũng đã đâm vào vị trí ngực hắn. Keng! Một tiếng leng keng! Phong Đại Ngưu trong lòng hô to một tiếng nguy hiểm thật. Nếu không phải trong ngực mình có giấu một con ô quy đã sống mấy ngàn năm, mai rùa so sánh linh khí đều phải cứng hơn thì chỉ sợ vẻn vẹn là với một kiếm này đã có thể lấy được tính mạng của chính mình. Kỳ Thương Nguyệt không hổ là tử linh tử, bất kể từ tốc độ phản ứng, hay là tâm trí, thiên phú bẩm sinh, đều là xứng đáng là người được chọn tốt nhất. Đối đầu với nàng, nhất định phải cẩn thận, lại phải cẩn thận hơn nữa. Nếu không rất có thể sẽ chết ở trong tay nàng. Kim cương bất hoại chi thân, há là dễ phá như vậy sao? Phong Đại Ngưu mặc dù toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, nhưng vẫn cao giọng cười to. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nện một chưởng ở trên chiến kiếm màu đen. Hắn đánh ra một chưởng này với lực tứ ngưu, nặng đến 8 vạn cân. Chưởng ấn mặc dù vừa nhanh vừa hiểm, nhưng mà tốc độ của Kỳ Thương Nguyệt còn nhanh hơn. Thanh kiếm thứ hai đã ra khỏi vỏ, kiếm khí rét lạnh thấu xương, cái lạnh đạt đến mức toàn thân Phong Đại Ngưu đều dùng mình một cái. Thanh kiếm thứ hai càng sắc bén hơn, trực tiếp xuyên qua cái ngón tay của Phong Đại Ngưu, thiếu chút nữa đâm xuyên qua thủ trưởng của hắn. Dù vậy, trên ngón tay Phong Đại Ngưu vẫn rỉ ra một dòng máu do bị kiếm khí của nàng cắt qua ra. Tử linh tử quả nhiên không phải chuyện đùa, nếu như không đột phá thần cơ sơ kỳ, căn bản không phải đối thủ của nàng. Phong Đại Ngưu liền lùi 9 bước mới thối lui khỏi vòng tròn kiếm khí của nàng. Mà lúc này, toàn bộ cánh tay hắn đều đã bị kiếm khí lạnh giá như băng quấy nhiễu, trên làn da sinh ra một lớp băng thật dày. Muội muội, hảo kiếm pháp. Phong Đại Ngưu chấn vỡ lớp băng trên mu bàn tay, nhưng mà khí lạnh như băng cũng đã xâm lấn đến trong thân thể, khiến cho sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Nếu không phải hắn che miếng vải đen trên mặt, thì giờ phút này khẳng định đã bị Kỳ Thương Nguyệt nhìn ra manh mối. Ngươi không phải kim cương bất hoại chi thân ư? Tại sao liền bị ta phá vỡ dễ dàng như vậy, vẫn còn chảy nhiều huyết dịch như vậy? Kỳ Thương Nguyệt giơ ngang thanh chiến kiếm màu đen chắn trước người, trên chiến kiếm vẫn còn đang sót lại những đốm máu. Hắc hắc, ta cũng muốn phá thủng của ngươi, để ngươi cũng lưu nhiều huyết dịch như vậy. Phong Đại Ngưu nham hiểm cười hai tiếng. Sắc mặt Kỳ Thương Nguyệt sầm xuống, trực tiếp bỏ La Bàn Bát Quái ra ngoài. Đồng thời xuất ra hai thanh chiến kiếm, để chúng phát ra khí lạnh càng ngày càng đậm đặc, khiến cho nhiệt độ không khí chung quanh cấp tốc giảm xuống. Đây là nàng bị kích động thật, Phong Đại Ngưu mồm miệng rất bị ổi nên đã hoàn toàn chọc giận nàng. Phong Đại Ngưu coi như là đạt tới mục đích, chỉ cần nàng giận dữ, như vậy chính mình cũng sẽ có cơ hội có thể lợi dụng. Thần quang trong đan điền bắt đầu khởi động, một bộ long mã hà đồ lao ra từ trong thân thể, bay đến phía trên đỉnh đầu, hoàn toàn thể hiện bóng dáng của nó. Trong khoảnh khắc khí chất của Phong Đại Ngưu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn đứng lưng thẳng tắp, khí tức trên người cũng trở nên vô cùng sắc bén, miểu quỷ ban chỉ trên ngón tay bắt đầu di động cấp tốc. Thành bại liền trong một chiêu này. Hắn phải khởi động linh khí trận pháp và linh tính, phát ra uy lực đích thực của linh khí, muốn trong một chiêu giết chết Kỳ Thương Nguyệt. Bởi với linh khí hiện tại trong thân thể hắn, thì cũng chỉ đủ sức đánh ra một chiêu này thôi. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ta trong lòng mình vừa rồi giật thột một cái mãnh liệt? Kỳ Thương Nguyệt mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng mà lại nhận thấy được một cỗ khí tức nguy hiểm. Ầm. Miểu quỷ ban chỉ bay lên từ trên ngón cái Phong Đại Ngưu, 6 bức vẽ cổ trên bề mặt hoàn toàn triển khai. Một con trường long màu đỏ phát ra tiếng long ngâm trầm thấp từ trong họng. La Bàn Bát Quái bị đánh nát trong nháy mắt, hai thanh chiến kiếm cũng đồng thời bị bẻ gãy. Những bảo khí hàng đầu này thật giống như làm bằng giấy, dễ dàng bị đánh bại. Bộp! Miểu quỷ ban chỉ trực tiếp đụng vào bả vai phải Kỳ Thương Nguyệt, xé nát một mảnh áo đen, cắt đứt một xương quai xanh, đánh bay nàng đi xa hơn 10 trượng. Trong không khí có những giọt máu tươi lăn xuống, vãi đầy trên mặt đất. Vai phải Kỳ Thương Nguyệt đã bị thương nặng, chảy ra lượng lớn huyết dịch, thấm đẫm trang phục màu đen. Linh khí trong thân thể bị chấn động đến tán loạn. Một kích linh khí thiếu chút nữa đều đánh thẳng vào trong đan điền nàng. Nàng vẫn còn chưa từng bị thương nặng như vậy, kinh mạch chặt đứt 3 chỗ, cánh tay phải càng là vô phương giơ lên cao.
lại, vẫn chưa chết. Phong Đại Ngưu giờ phút này cũng không chịu nổi, linh khí trong đan điền bị tiêu hao đi 9 thành 9, hơn nữa lúc trước cũng đã bị vài vết thương nhẹ, nên giờ phút này chỉ có thể duy trì gượng gạo đứng yên. Vốn tưởng rằng một kích này có thể giết chết Kỳ Thương Nguyệt, nhưng mà lại thật không ngờ tu vi của nàng cao hơn so với trong tưởng tượng của chính mình, vẻn vẹn chỉ là đánh cho nàng bị trọng thương. Nếu như để cho khôi phục như cũ trước bản thân, như vậy chính mình cũng chỉ có thể chờ chết. Phong Đại Ngưu và Kỳ Thương Nguyệt đều là hạng người tâm trí siêu nhân, đều nhìn ra trạng thái không ổn của đối phương, đều bắt đầu cấp tốc khôi phục linh khí mà vẫn không nhúc nhích. Giờ phút này ai khôi phục thực lực trước, như vậy kẻ đó chính là người thắng cuối cùng. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, từ trong rừng rậm kia đột nhiên truyền đến những tiếng bước chân rầm rập. Có không ít người chạy đến đây, những người này có kẻ bay vọt trên ngọn cây, có người cấp tốc chạy vội trên mặt đất. Phong Đại Ngưu và Kỳ Thương Nguyệt đều là mặt liền biến sắc, đồng thời mở mắt. Lúc này, rốt cuộc là nhân mã từ nơi nào chạy đến đây, tới thật không đúng lúc. Rốt cuộc xảy ra đại sự gì, mà lại phóng ra xuyên vân tiễn, chẳng lẽ có một con dê béo lớn. Một mũi xuyên vân bay lên, ngàn vạn quân mã gặp nhau. 3.000 đạo tặc Hoàng Phong lĩnh chúng ta đoàn kết nhất trí, một chốn gặp nạn tứ phương trợ giúp. Một trận chiến này không chỉ phải đánh cho tỏ rõ phong thái, còn đánh cho thấy được khí phách tiết tháo. Các huynh đệ, có nghe rõ hay không? Hắc hắc, nói không chừng không phải con dê béo lớn, mà là có huynh đệ phát hiện mỹ nhân tuyệt sắc, đang thông báo các huynh đệ để cùng nhau chia sẻ. Nếu như thật sự như thế, như vậy vị huynh đệ kia cũng quá phúc hậu. Hoàng lão tam ta chính là có nửa năm cũng không hề chạm đến nữ nhân. Coi như muốn thịt, cũng là để huynh đệ phát hiện mỹ nhân ăn trước. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc. Hắc hắc, ta xếp hàng thứ hai. Ta người thứ ba. Ta thứ tư. Từ trong rừng rậm có một đám đạo tặc lao tới, mọi người thân thủ phi phàm, cầm vũ khí trong tay đang cấp tốc vây quanh lại đây. Không ngờ là đạo tặc Hoàng Phong lĩnh đích thực, bọn họ tâm tình cao hứng, âm thanh nụ cười dâm đãng vang lên không dứt. Trong lòng Phong Đại Ngưu âm thầm kêu khổ, chính mình vô tâm đã bắn một chi xuyên vân tiễn, không ngờ thật sự đưa tới ngàn vạn quân mã. Phong Đại Ngưu cũng không biết trong lòng Kỳ Thương Nguyệt càng sốt ruột hơn. Một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào Phong Đại Ngưu, không nghĩ tới hắn lại thật là đạo tặc Hoàng Phong, hiện nay người đang bị thương nặng thế này thì nên làm thế nào cho phải. Một đám đạo tặc Hoàng Phong kia đều không phải người lương thiện, ngôn từ phóng đãng đã càng ngày càng gần, tâm tình Kỳ Thương Nguyệt cũng là rơi xuống mức thấp nhất. Xong, đạo tặc Hoàng Phong lại thật sự đến đây. Quý tiểu nô bị nhốt trong lồng sắt thì giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt, trong óc nhớ lại những lời thuật lại về đám đạo tặc Hoàng Phong này, quả thực có khả năng dùng từ tội ác chất chồng để hình dung. Nếu như rơi vào trong tay bọn họ, cái đó quả thực so sánh với bán vào thanh lâu còn phải bi thảm hơn. Nhị đương gia, thật sự có mỹ nhân, lần này thu hoạch đại phát rồi. Trời à, lão tử đều nửa năm không có thấy nữ nhân, các ngươi tránh ra, ta muốn nhìn vóc người dạng gì. Một đám đạo tặc ùa lên, bọn họ trên người thì ăn mặc xốc xếch, binh khí trong tay cũng là không giống nhau. Nhưng mà bản lĩnh của bọn hắn lại khá không tầm thường, cũng không phải chưa đáng để ý giống như trong lời đồn đại. Hơn 300 tên đạo tặc, trên người mỗi một tên đều có được linh khí quay vòng. Trong đó có mấy người trong đan điền hiện rõ ánh sáng thần thánh sáng lạn, khí thế phi phàm, đã đạt tới cảnh giới thần cơ. Những đạo tặc này đều là thứ cùng hung cực ác, chúng đến từ trời Nam đất Bắc. Đều là đã phạm vào vụ án cực lớn nên mới chạy trốn tới vùng đất biên cương hiểm trở này để trốn tránh kẻ thù. Trong số bọn họ có kẻ tay nhuộm máu tươi của hơn 100 nhân mạng, có người đã phá hoại thiên môn sơn môn nào đó, có người đã lỡ tay giết chết đệ tử con cháu chi chính của đại gia tộc, có người cưỡng đoạt thiên kim tiểu thư của nhà quyền quý ở thần đô, v.v. Coi như hiện tại xa vào giữa đám đạo tặc, trong đó cũng có người che giấu thân phận, che giấu tu vi. Thậm chí có người cũng không dám để lộ gương mặt cho người khác thấy. Bởi vì kẻ thù mà bọn họ đắc tội thật sự là đáng sợ. Oa, oa, trời ạ nữ thần. Tất cả đạo tặc đều thán phục không thôi, đôi mắt trợn tròn, đồng tử phóng đại. Có tên trực tiếp hóa đá, có kẻ miệng trễ ra đến cằm rơi xuống đất, có tên nước bọt ròng ròng dính ướt cả giày. Bọn chúng thật giống như mới được thả ra từ trong thần đô đại ngục. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú Kỳ Thương Nguyệt. Kỳ Thương Nguyệt đích thật là mỹ nhân hiếm có, nhưng lại là một mỹ nhân lạnh lùng, khí chất trên người cao ngạo, không có tình người.
nhưng càng là như thế lại càng khiến cho những đạo tặc kích động. Ai nấy đều xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử. Nhị đương gia, ngài nhìn khuôn mặt kia thật là mềm mại a. Thật muốn liếm một cái. Không có tiền đồ. Một tên râu ria xồm xoàm tóc tai bù xù giống lên một câu, lập tức khiến một tên đạo tặc bị tiếng giống lên đành quay trở về. Đây chính là nhị đương gia, vóc người lùn thấp, lưng hùm vai gấu, mặt tròn vành vạnh, tai cực lớn, tóc và râu đã hoàn toàn che đi cả khuôn mặt. Người nào không biết còn tưởng rằng hắn là một con đại tinh tinh. Nhị đương gia, ngài nhìn đôi chân nhỏ nhắn kia, thật thẳng, thật trắng, thật muốn liếm một phen. Có người quỳ rạp trên mặt đất, nước miếng chảy ròng ròng từ trong miệng. Người càng không có tiền đồ. Cái búa lớn trên vai nhị đương gia vung lên, lập tức đánh cho tên đạo tặc kia bị hất bay đi ra ngoài. Cây búa trong tay nhị đương gia to chừng bằng cái cối xay cỡ lớn, lưỡi búa đều phải dài 3 thước. Cả đầu búa so sánh thân thể của hắn còn phải lớn hơn, coi như không được vạn cân thì e rằng cũng nặng đến mấy ngàn cân. Thế nhưng mà xoay ở trong tay của hắn lại cực kỳ linh hoạt. Nhị đương gia lại khiêng cây búa ở trên vai, một tay sờ sờ tròm râu đen xì như bụi cỏ mọc dưới cằm mà cười nói. Các huynh đệ, các ngươi nhìn ngón tay nàng thật xinh đẹp a. Vừa thon thả, vừa dài, lại vừa trắng, chỉ nhìn liền đã thấy khá mềm mại, nếu như có thể liếm được một cái vậy là tốt rồi. Nhị đương gia, càng không có tiền đồ. Trong lòng đám đạo tặc đều là suy nghĩ như thế, nhưng mà lại không ai dám nói ra miệng. Nhị đương gia nói rất đúng. Vương mãnh ta chặt đầu ngón tay của nàng rồi đưa cho ngài. Một tên vạm vỡ đầu chọc đi ra, trong tay nắm một thanh đại đao đỏ đậm, không chút do dự định đi chặt ngón tay của Kỳ Thương Nguyệt. Gia hỏa này cũng không biết là một tên đầu đất, hay là kẻ không biết dùng đến mắt mà lại cũng không biết thương hương tiếc ngọc chút nào. Đương nhiên tên đầu bóng lưỡng này không thể chặt đầu ngón tay của Kỳ Thương Nguyệt được. Vào lúc đại đao của hắn đang giơ lên, liền bị một đám người vội vàng kéo trở về. Lôi vào trong đám người, bị điên cuồng nện đến dừng lại. Kỳ Thương Nguyệt giờ phút này bị tức đến cặp nhũ phong không ngừng phập phồng, không ngờ lại bị một đám đạo tặc soi mói. Hơn nữa bọn người kia thật sự rất không có tố chất, ăn nói quả thực khó nghe. Lại có người đề nghị muốn bắt đầu từ tối nay thay phiên động phòng với nàng, còn có người đề nghị hiện tại liền ăn thịt nàng ngay tại chỗ. Nếu không phải hiện tại linh khí trong đan điền nàng vô phương tụ tập, nàng thật muốn băm kẻ mới vừa mở miệng thành thịt vụn. Các huynh đệ, bình tĩnh, băng sơn mỹ nhân này là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Còn về phần trình tự trước sau, lúc trước không phải đã điểm số sao? Khụ khụ, ta chính là báo danh đệ nhị. Nhị đương gia ngại ngùng ho khan 2 tiếng, sau đó ánh mắt quét một vòng ở chung quanh mà đứng lên, hỏi. Là vị huynh đệ nào phát hiện mỹ nhân tuyệt sắc như thế, đã phóng ra xuyên vân tiễn? Ta! Phong đại ngưu quát to một tiếng. Sau đó cố gắng chạy tới. Trải qua một đoạn thời gian vừa rồi, trong đan điền của Phong Đại Ngưu đã khôi phục một bộ phận linh khí, đã có được năng lực đi lại. Phong Đại Ngưu chạy tới, liếc mắt nhìn Kỳ Thương Nguyệt, sau đó cười to bảo. Nhị đương gia, là ta, Phong Đại Ngưu. Ngươi là... Nhị đương gia hiển nhiên là chưa từng nghe qua cái tên Phong Đại Ngưu này. Nói giỡn, đạo tặc Hoàng Phong lĩnh có chừng hơn 3.000 tên. Hơn nữa mỗi ngày đều có người đến đây gia nhập vào, nhị đương gia làm sao có thể nhận biết được mỗi người. Nhưng mà lúc này làm sao có thể nói ra không nhận được cơ chứ? Đó chẳng phải là rất mất mặt ư? Thì ra là đại ngưu ngươi a, lần này ngươi xem như lập công lớn, lão tử không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là hạt giống tốt. Nhị đương gia nhe ra một hàm răng bàn quốc vàng khè, bàn tay hung hăng vỗ vỗ trên vai Phong Đại Ngưu, có vẻ rất là quen biết. Đại ngưu thật tốt, có thể bắt một vị tuyệt thế mỹ nhân, so sánh cướp được 10 vạn kim tệ đều phải dữ dằn hơn. Đại ngưu ca, ta thực sự bội phục tấm lòng của ngươi. Bắt được tuyệt đại giai nhân như thế, lại cũng không ăn một mình, vẫn còn lấy ra chia sẻ cho các huynh đệ. Phần khí phách này Hoàng lão tam ta xin bội phục. Đại ngưu, gì cũng không nói, thật là phúc hậu. Sau này có chuyện gì, ca sẽ che chở ngươi. Cái, chấm kia. Ta là người xếp hàng thứ 3 biết không? Vốn là không ai nhận biết Phong Đại Ngưu, nhưng mà chỉ trong chớp mắt, thật giống như tất cả mọi người đã từng quen biết hắn. Hơn nữa quan hệ vẫn còn có vẻ không tồi. Loại kết quả này ngay cả Phong Đại Ngưu đều cảm giác thật bất ngờ. Nhị đương gia lại vỗ vỗ bả vai Phong Đại Ngưu, nói lời thấm thía. Đại Ngưu,
người là người bắt được, đệ nhất pháo khẳng định là của ngươi, 3000 huynh đệ Hoàng Phong lĩnh chúng ta, mọi người đều là trai tráng con nhà võ, đàn ông tinh lực dồi dào. Chúng ta đều xếp hàng ở phía sau, không nên để cho chúng ta chờ đợi quá lâu a, các huynh đệ nhìn mắt thèm a. Nhị đương ra lui về phía sau hai bộ, liền vỗ vào phía sau Phong Đại Ngưu mà đẩy lên. Còn một đám đạo tặc ở phía sau hắn cũng là bắt đầu đua nhau đứng thành hàng, một cái hàng dài do hơn 300 người trong nháy mắt cũng đã hình thành áng chừng đến trăm thước có thừa. Nhóm đạo tặc này mặc dù mọi người đều không phải người lương thiện, nhưng mà lại hiểu được nguyên tắc và quy củ. Cảnh tượng này thật sự là rất hoành tráng. Đừng nói là một nữ nhân, coi như là một con voi mẹ cũng đều phải bị dọa đến ngất xỉu. Phong Đại Ngưu giờ phút này cũng là trong lòng quay cuồng. Hắn quay đầu, hỏi. Ngay ở chỗ này. Đương nhiên, Đại Ngưu, tốc độ A. Đạo tặc Hoàng Phong ở phía sau ai nấy đều vội vàng lên tiếng trả lời, đặc biệt mấy tên xếp hạng hàng đầu thì càng là kêu to mồm hơn. Phong Đại Ngưu nhìn chằm chằm Kỳ Thương Nguyệt, phát hiện vị tử linh tử được Kỳ gia huấn luyện ra này, vào giờ phút này lại cũng không cách nào duy trì được sự thong dong. Gương mặt vốn lạnh như băng mà giờ phút này cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Phong Đại Ngưu coi như là từng có mấy lần giao tiếp với nàng, nhưng vẫn còn là lần đầu tiên chứng kiến nàng bị dọa đến thê thảm như vậy. Tử linh tử có ý chí kiên định như thế nào, nhưng mà với hơn 300 người xếp thành hàng dài trước mặt, thì cũng vẫn trở nên vô cùng yếu ớt. Phong Đại Ngưu đương nhiên không phải là thiện nam tín nữ gì. Nếu mỹ nhân cấp bậc như Kỳ Thương Nguyệt thật sự nguyện ý làm ấm giường cho hắn, thì hắn tự nhiên là sẽ không chối từ. Thế nhưng mà hành sự trước mặt nhiều người như vậy, lại với cô nàng kia thì mẹ nó, thật đúng là hắn không làm được. Nhưng mà hàng người phía sau lại bắt đầu không chờ nổi, có người bắt đầu thúc giục lên tiếng. Đại Ngưu, không phải thân thể ngươi có chuyện chứ? Nếu như thân thể có chuyện, cũng đừng gượng gạo, chúng ta sẽ không cười gì ngươi. Đúng, đúng, Đại Ngưu nếu như ngươi là thật sự có chuyện với thân thể, thì ta nguyện ý xuất ra 100 mai kim tệ để thay đổi vị trí với ngươi. 100 mai kim tệ rất keo kiệt, ta 300 mai. Đừng có ầm ĩ, con mẹ nó, thân thể các ngươi mới có chuyện. Lão tử thật sự là hung dữ mãnh liệt, có kim cương bất hoại chi thân. Phong Đại Ngưu đương nhiên đi tới, đứng ở trước mặt Kỳ Thương Nguyệt, đưa một tay giò vạt áo của nàng. Giờ phút này là bị bước đến tuyệt lộ, dù sao hắn cũng không quen biết gì với Kỳ Thương Nguyệt. Cởi thì cởi, tựa hồ cũng sẽ không có bóng ma tâm lý gì. Nếu như chính mình không leo lên người nàng, thì một đám sói đói phía sau đều sẽ trực tiếp nhào lên thay thế. Ngươi, ngươi muốn làm chi? Trong lòng Kỳ Thương Nguyệt cũng sớm đã sợ hãi, đến sau khi Phong Phi Vân chạm tay đến vạt áo của nàng, lập tức khiến cho thân thể nàng run lên mãnh liệt, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã lăn ra trên mặt đất. Oa, Đại Ngưu thật khá, mỹ nhân đã nằm xuống cho ngươi. Ha ha! Đại Ngưu, ra chiêu đi, nhằm thẳng đảo Hoàng Long. Một đám đạo tặc ở phía sau bắt đầu ồn ào. Kỳ Thương Nguyệt tóc đen xóa xuống, liền như một thác nước xanh đổ xuống, khiến cho làn da thịt xanh ngọc ánh lên càng tỏ ra mê người. Một đôi mắt nhung lạnh như băng giống như đầm nước đang ẩn ẩn những giọt lệ trong suốt. Thân hình mảnh mai thon thả mềm mại bởi vì ngã trên mặt đất, có vẻ càng tỏ ra mê người. Một vị tử linh tử lạnh lùng mà không có tình người, giờ phút này yếu đuối tựa như một con dê mới sinh. Phong Đại Ngưu thật sự là không chịu được tiếng kêu của một đám đạo tặc ở phía sau kia. Hắn không thể không ngồi xổm xuống, lại đưa ngón tay đến vạt áo của Kỳ Thương Nguyệt, bắt đầu mở ra cái cúc đầu tiên trên quần áo của nàng. Bầu ngực có hơi nhô ra, để lộ một mảnh trắng như tuyết phía dưới cổ. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để làm loại chuyện này thì Phong Đại Ngưu tự nhận là có lẽ không làm được. Thế nhưng là bị người ta ép mình phải lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn thì đó chính là một sự việc khác. Giai nhân trên mặt đất, mặc kệ cho ngươi xâm phạm, chuyện tốt như thế đúng là ngàn năm khó gặp. Bỏ lỡ thôn này, liền không có cô em thôn khác. Đến khi Phong Đại Ngưu cởi ra nút thắt đầu tiên trên trang phục nàng, trong mắt Kỳ Thương Nguyệt liền sinh ra cho tàn. Phong Đại Ngưu có nhãn lực kinh người như thế nào, tự nhiên là nhìn ra sự thay đổi tế nhị trong ánh mắt nàng, biết nàng muốn tìm cái chết. Hắn cấp tốc ra tay, một tay hắn túm chặt cằm nàng, khống chế gò má trên mặt của nàng, căn bản không để cho nàng có cơ hội cắn lưỡi. Mặc dù là một vị tử linh tử, nhưng mà làn da này quả nhiên nhẵn nhụi trơn bóng, cầm ở trong tay thấy mềm nhũn khơi gợi ý muốn vuốt ve mê người.
Trong ánh mắt Kỳ Thương Nguyệt tràn đầy tuyệt vọng, nàng ra sức giãy giụa nhưng mà lại căn bản vô phương quấy gương mặt xinh đẹp ra khỏi bàn tay của Phong Đại Ngưu. Ngươi, ngươi buông. Trong lúc hai người giãy giụa, miếng vải đen che mặt trên mặt Phong Đại Ngưu chợt rơi xuống, để lộ ra một gương mặt khôi ngô tuấn tú mà trẻ tuổi, lông mày như kiếm, rạng rỡ như thần linh. Hai người đều có hơi cả kinh, bỗng nhiên bốn mắt nhìn nhau, giật mình ngây ra ngay tại chỗ. Ngươi là... Kỳ Thương Nguyệt cảm giác được một nét quen thuộc, tức thì liền hồi tưởng lại. Đây không phải là Phong nhị cẩu yêu đương vụng trộm với quý tiểu nô trong kho củi sao? Phong Phi Vân lúc ấy mặt mày bụi bặm, tóc rối tung giống như khất cái. Có điều hiện tại mặc dù quần áo đã rách nát, nhưng mà mặt mũi cũng rất sạch sẽ, so sánh lúc đó không biết khôi ngô tuấn tú hơn bao nhiêu lần. Cũng khó trách Kỳ Thương Nguyệt có hơi sửng sốt một hồi lâu rồi mới nhận ra được hắn. Xong, Kỳ Thương Nguyệt giờ phút này khẳng định đã đoán ra được thân phận của mình. Dù sao chính mình lúc ấy đã nói nàng thành thập tam nương của đạo tặc Hoàng Phong. Vậy hiển nhiên Phong nhị cẩu cũng không phải đạo tặc Hoàng Phong đích thực. Kỳ Thương Nguyệt có tâm trí cao siêu như thế nào? Sau khi Phong Phi Vân để lộ gương mặt thì nàng liền đoán được. Nàng có hơi nhìn thoáng qua về hướng quý tiểu nô trong lồng sắt kia. Thì ra Phong nhị cẩu căn bản là không phải đạo tặc Hoàng Phong đích thực, chẳng qua là đóng giả đạo tặc Hoàng Phong tới cứu người. Sau khi nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, xem như bắt được điểm yếu của Phong nhị cẩu, trong lòng Kỳ Thương Nguyệt lập tức thấy như sức sống hồi sinh, không hề sợ hãi như vậy nữa. Trên khóe miệng lộ ra nụ cười mê người. Mặc dù hai người cũng không có nói một câu nào, nhưng mà từ trong ánh mắt đều đã trao đổi một lần. Nếu như Phong Phi Vân thật sự dám động đến nàng, thì nàng sẽ nói toạc ra thân phận của hắn. Phong nhị cẩu, ngươi nhất định phải giữ được ta, nếu không chúng ta đồng quy vô tận. Những lời này Kỳ Thương Nguyệt mặc dù không hề nói ra thành lời, nhưng mà nụ cười lạnh như băng trên mặt nàng liền đã nhắn nhủ rõ ràng ý tứ này. Phong Phi Vân giờ phút này cũng là cưỡi hổ khó xuống. Bàn tay vẫn còn nắm trên người của nàng, hắn bỗng cúi đầu xuống, môi dán bên vành tai trắng nõn của nàng mà nói trầm trầm. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Động tác này cực kỳ thân mật, trong mắt một đám đạo tặc ở phía sau thì liền như Phong Phi Vân đang hôn trên mặt của nàng. Phong nhị cẩu, đám đạo tặc này đều là những kẻ cùng hung cực ác. Nếu như ta bị bọn họ chà đạp thì tiểu tình nhân kia của ngươi sợ là cũng khó trốn thoát ma chảo. Miệng Kỳ Thương Nguyệt mặc dù bị Phong Phi Vân bóp chặt gắt gao vì sợ nàng lớn tiếng nói lung tung, nhưng mà nàng mơ hồ phát ra tiếng cười vẫn cứ khiến cho Phong Phi Vân rất muốn lột sạch nàng ra, sau đó ăn thịt nàng ngay tại chỗ. Ghét nhất chính là bị nữ nhân uy hiếp. Phong Phi Vân có hơi ngẩng đầu lên, ngửi trên mặt nàng tỏa ra mùi thơm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú một đôi mắt nhung đang mỉm cười kia của nàng. Mặt của hai người gần sát vào nhau, lúc đó đều có thể nghe được tiếng đối phương hít thở. Kỳ Thương Nguyệt tựa hồ đã nhận định rõ ý đồ của Phong Phi Vân, nên mặc dù bị Phong Phi Vân hoàn toàn khống chế, ngay cả nút thắt vạt áo đều bị tháo ra hai nút, nhưng mà nàng có tự tin Phong Phi Vân tuyệt đối sẽ không đụng đến nàng, lại sẽ cố gắng giữ được cho nàng. Trong mắt nàng tràn đầy nụ cười tự đắc. Đâu có lý như vậy, cười đến rất đắc ý. Phong Phi Vân hung hăng nhìn chăm chú nàng. Đột nhiên hắn hôn mãnh liệt vào môi của nàng. Đây là đích thực mãnh liệt, môi hai người gắt gao dán chung một chỗ, nụ cười trong mắt Kỳ Thương Nguyệt tức thì biến mất trong nháy mắt. Cả thân thể mềm mại đều hoàn toàn căng thẳng, cảm giác được môi của Phong Phi Vân đang khiến làn môi đỏ thắm của chính mình bị biến hình. Đầu lưỡi hắn đã lách qua hàm răng đang hé mở của mình, lặng lẽ chạy vào trong miệng rồi bắt đầu quấn quýt cùng cái lưỡi thơm tho của nàng. Thế này thì giống như một con độc xà chui vào khuê phòng của xử nữ. Hỗn đản này không ngờ lại dám hôn ta. Nàng rất muốn cắn đứt đầu lưỡi ghê tởm của Phong Phi Vân, nhưng mà cầm lại bị Phong Phi Vân nắm chặt gắt gao, nên nàng căn bản là vô phương hoạt động hàm răng. Nàng chỉ có thể gắt gao nhìn chăm chú Phong Phi Vân, mặc cho đầu lưỡi hắn xâm lấn. Gia hỏa này tuyệt đối là tay già đời, trong lòng Kỳ Thương Nguyệt oán hận như thế. Nàng cảm giác được lưỡi của mình đang bị Phong Phi Vân chơi đùa, chính mình căn bản là không có năng lực phản kích. Do hắn chèn ép, thiếu chút nữa nàng bị hôn đến ngất xỉu. Nói giỡn, nếu quả thực là bị người uy hiếp, nếu như không kiếm chắc chút đỉnh trở về, như vậy chẳng phải bị mất cả vốn lẫn lãi mà quay về sao? Phong Phi Vân đều không lưu tình chút nào, một tay đặt trên gương mặt non mịn của nàng, một tay trực tiếp thăm dò vào trong vạt áo của nàng.
vốn là hai mắt Kỷ Thương Nguyệt đều đã trở nên trống rỗng cứ như thể là mắt cá chết. Nhưng mà bỗng nhiên cảm giác được lồng ngực của mình có hơi chợt lạnh, nàng lập tức đột nhiên mở hai mắt ra, năm ngón tay siết chặt để gắt gao đè lại bàn tay Phong Phi Vân đang xâm lấn. Nhìn thấy ánh mắt giết người lạnh như băng kia của nàng, Phong Phi Vân biết không thể tiếp tục nữa. Nếu như tiến hành tiếp như vậy, khẳng định nàng cùng chính mình sẽ đồng quy vu tận. Hung hăng véo tiểu bạch thỏ của nàng một cái, lúc này hắn mới rút tay từ bên trong vạt áo đi ra ngoài. Cả tay như dính đầy mùi ngọc hương thu thập được, tay kia của Phong Phi Vân cũng buông người của nàng ra, đầu lưỡi cũng thu về từ miệng nàng. Cuối cùng hắn hôn một cái trên gương mặt mịn màng của nàng, lúc này mới hoàn toàn buông nàng ra. Tử linh tử thì đã làm sao, lão tử muốn hôn liền hôn. Phong Phi Vân sờ sờ môi mình có hơi ngứa ngáy mà cười hắc hắc đối với Kỷ Thương Nguyệt. Chỉ thấy trên đôi môi khêu gợi đúng là bóng loáng của Kỷ Thương Nguyệt có một vết từ hàm răng trắng bóng đang cắn chặt. Có khả năng tưởng tượng giờ phút này trong lòng nàng hận thế nào. Nếu như tu vi của nàng khôi phục, khẳng định sẽ liều mạng cùng Phong Phi Vân. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Nữ nhân có ánh mắt giết người nhất, càng là nữ nhân xinh đẹp thì lực sát thương của ánh mắt càng lớn. Này, Đại Ngưu, đè lên chính là lúc ăn a, làm thế nào véo hai cái liền xong. Có người ở phía sau lên tiếng thúc giục, đã không nhịn được. Phong Phi Vân thu hồi nụ cười trên mặt, sắp xếp có hơi ngốc nghếch mà nói. Ta cảm giác được, nữ nhân này có vóc người quả thực không dằn lòng được, tuyệt đối là cực phẩm trốn nhân gian. Nhưng huynh đệ Hoàng Phong lĩnh chúng ta có 3.000, ở đây cũng có 300 mà thôi. Chúng ta thích, nhưng mà đối với những huynh đệ không có mặt thì có đúng là có hơi không công bình chăng? Ý của ngươi là, nhị đương gia hiển nhiên là người chú trọng nghĩa khí. Bị Phong Phi Vân vừa nói như vậy thì lập tức có hơi hiểu ra. Thứ tốt, tự nhiên là mọi người cùng nhau chia sẻ. Mang nàng về Hoàng Phong lĩnh, chờ tất cả gia chủ đến đông đủ, chúng ta lại hàng đêm động phòng với nàng cũng không trễ, ha ha. Phong Phi Vân phá lên cười, đề nghị như thế, cũng vẻn vẹn chỉ là muốn tranh thủ thời gian. Chỉ cần tu vi của hắn và Kỷ Thương Nguyệt khôi phục, thì đủ để giết được một nửa những tên đạo tặc Hoàng Phong này. Phi, hừ, miệng chó không phun ra ngà voi. Kỷ Thương Nguyệt rất là oán giận trợn mắt nhìn Phong Phi Vân, miệng lưỡi hỗn đản này quả thực so sánh đạo tặc Hoàng Phong đều phải bị ổi hơn. Sớm muộn có một ngày sẽ cắt bỏ đầu lưỡi của hắn đi. Vừa nghĩ tới đầu lưỡi Phong Phi Vân, lập tức hồi tưởng lại một màn vừa rồi, trên gương mặt xanh mét của Kỷ Thương Nguyệt lập tức xuất hiện một vết đỏ ửng, hận ý càng đậm. Mặc dù, tất cả mọi người cảm giác được thất vọng, nhìn Kỷ Thương Nguyệt mà đều cảm giác toàn thân bốc tà hỏa, nhưng mà Đại Ngưu nói cũng rất có đạo lý. Đích thật là một hảo huynh đệ chú trọng nghĩa khí. Kết quả là, một đám đạo tặc sát Đại Trùng Lân nhằm hướng tới Hoàng Phong lĩnh mà chạy trở về. Trên lưng Đại Trùng Lân tự nhiên có Thổ Quý gia tỉ muội. Hai thiếu nữ này thì một người bị nhốt trong lồng sắt, trên người quấn đầy xích sắt và bùa chú, người khác lại bị đóng băng. Đám đạo tặc này mặc dù lộ rõ hứng thú, nhưng mà đều không làm được cách nào để các nàng rơi vào trong tay. Cuối cùng cũng chỉ có thể trước hết đem bọn họ về Hoàng Phong lĩnh. Đồn đại Hoàng Phong lĩnh có một vị cao nhân có nghiên cứu sâu sắc đối với bùa chú. Có lẽ ông ta có thể thả thiếu nữ bị nhốt trong lồng sắt ra. Thiếu nữ này cũng là cực phẩm nhân gian, trong lòng mọi người đều tràn ngập chờ mong. Về phần mỹ nhân lạnh lùng Kỷ Thương Nguyệt của chúng ta, đương nhiên là bị Phong Đại Ngưu ôm ở trong tay. Một tay ôm ở trên eo ngọc của nàng, một tay ôm chân ngọc thon thả của nàng, quả thực đồ tốt thì chẳng nhường ai hâm mộ. Đại Ngưu ca, ngươi có mệt hay không? Nếu không ta tới giúp ngươi ôm, ngươi trước nghỉ ngơi. Có người chủ động xun xoe. Không cần, không cần, ta không mệt. Linh khí trong thân thể bản thân Phong Phi Vân đã tiêu hao quá lớn, nhưng lại không kịp khôi phục, làm sao có thể không mệt. Giờ phút này hắn cũng sớm đã đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển như trâu. Nhưng mà hắn cũng không dám giao Kỷ Thương Nguyệt vào trong tay những đạo tặc này. Chỉ là nhìn một đôi mắt sắc bén kia của mỹ nhân lạnh lùng cũng đã đủ Phong Phi Vân uống một bầu. Thật giống như đang nói, nếu như ngươi dám giao ta cho những hỗn đản này, chúng ta liền đồng quy vu tận. Kỷ Thương Nguyệt cũng là không có cách nào a. Mặc dù hỗn đản Phong Phi Vân này cũng không phải người tốt gì, hơn nữa cũng là một kẻ phóng đãng bạt mạng. Nhưng mà dù sao chính mình hiện tại mới chỉ bị một mình hắn chiếm tiện nghi mà thôi. Bị một người chiếm tiện nghi, rốt cuộc so với bị rất nhiều người sờ soạng thì vẫn còn tốt chán.
Và lại gia hỏa này mặc dù vô sỉ một chút, ít nhất vẫn còn vóc dáng giống người một chút, so với đám đạo tặc kia thì cũng phải thuận mắt không ít. Đây cũng là tâm trạng của nữ nhân chưa trải việc đời. Đương nhiên đối với nam nhân mà nói thì lại hoàn toàn trái ngược. Nếu như thật sự có mỹ nữ muốn tới cưỡi lên chính mình, vậy thì cũng không muốn chỉ một người đến, lão thiên gia, càng nhiều càng tốt ha. Tia nắng ban mai đã đạt đến mức rực rỡ nhất, mặt trời đỏ rực như một viên chu đan. Trong núi mọc rất nhiều những cây cổ thụ cao lớn xanh biếc, từng đợt sương mù trắng xóa đang cần mẫn gột rửa cho những ngọn núi. Trong khung cảnh say mê hấp dẫn mờ ảo, những ngọn núi nhô lên giống như những ngọn tiên sơn đang bay lơ lửng ở mây mù. Ầm. Một tiếng vang thật lớn từ xa xa truyền đến, nó chấn cho những làn mây mù này đều bị vỡ tan. Một đạo khí đen bốc lên ngút trời, tiếng kiếm rít vang vọng trời cao. Cả một đám đạo tặc đều bị kinh động, đồng thời ngừng bước chân lại. Cho là có kẻ đánh lén, tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhị đương gia, tựa hồ có người đang đánh cướp giết người ở trong địa bàn đạo tặc Hoàng Phong chúng ta. Một vị đạo tặc thính mũi người người hít hít, từng đạo không khí bị hắn hút vào trong bụng, ngửi thấy được một mùi máu tươi nhàn nhạt. Đi, đi xem một chút. Đám đạo tặc liền thay đổi lộ tuyến, chúng đi về hướng âm thanh đánh nhau kia truyền đến. Bọn chúng hiển nhiên định đi chấn lột lại. Phong Phi Vân cũng có chút tò mò, trong vương ốc sơn này trừ người của Kỷ Gia Gia, chẳng lẽ còn có cao thủ tu tiên? Vào lúc mọi người chạy tới nơi xảy ra sự việc, chỉ thấy một khối mộ bia cực lớn cao hơn 30 thước lập ở dưới chân núi. Trên mộ bia có thể thấy vết rạn khắp nơi, đầy những mảng vỡ, phảng phất tùy thời đều sẽ tan thành mảnh vụn. Trên mộ bia có khắc một bộ bức họa ông lão. Nhưng mà giờ phút này bức họa ông lão cũng đã nứt ra vô số đường chằng chịt, đường nét đều trở nên lờ mờ. Khi mà mộ bia vỡ vụn thì cũng là lúc bức họa của ông lão bị nghiền nát. Tôn lão đầu, mộ phủ tầm bảo lục rốt cuộc bị ngươi giấu ở chỗ nào? Nếu như ngươi lại không nói ra, ta lại xuất một quyền là có thể đánh cho mộ bia này chia 5 x 7. Kỷ Phong lãnh chân đạp trên đỉnh mộ bia, cao cao đứng thẳng, trong một đôi mắt lạnh lẽo hiện rõ ý định giết người. Hắn nhìn qua cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng mà tu vi bản thân lại không phải tầm thường. Giống như Kỷ Thương Nguyệt hắn đều là tử linh tử mà Kỷ gia tốn hao vô số tài nguyên bồi dưỡng, có khả năng xưng hùng trong thế hệ trẻ tuổi. Tôn lão đầu vốn là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng mà tuổi thọ lại không còn nhiều lắm, tinh khí tan rã. Hơn nữa trên người đầy những vết thương không thể chữa khỏi khi đánh một trận cùng Sát Hành Vân. Nếu không phải như thế thì làm sao lại bị một kẻ vãn bối như Kỷ Phong lãnh dẫm nát dưới chân. Người già rồi cũng có một ngày này, khi mà uy thế không đủ để tự bảo vệ mình, như vậy cũng rất có thể sẽ bị tiểu bối giết chết, đây chính là nỗi buồn đau của cường giả. Tôn lão đầu tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của mình, sự kiêu ngạo của một cường giả. Lão chiếm cứ vị trí trên mộ bia, một đôi mắt già nua nhìn về phương xa, giống như đang hồi ức lại ngày xưa huy hoàng. Đôi mắt kia càng ngày càng mờ đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.